Hứa Tư từng bước tạo dựng được niềm tin vào Trương Khắc, nhưng thấy y nói chuyện nghiêm chỉnh như thế vẫn thấy buồn cười. Chúng ta chỉ là một văn phòng phía dưới City Hải Dụ, bên phía chị chỉ tình cậu sẽ nói thế nào, không thể mượn danh nghĩa Hải Dụ miễn phí chứ hả? Nếu đã lấy danh nghĩa City Hải Dụ nhất định phải trả phí quản lý, tài vụ, thuế vụ bên này đều do Hải Dụ làm thay, nhiều khi còn phải xin người chi viện, trích 2% tiền tiêu thụ, hoặc cố định 20 vạn một năm, có điều chuyện này nói với chị Vãn Tình, em e chị ấy không lấy. Hứa Tư trước giờ không hiểu vì sao Tạ Vãn Tình lại khinh suất giao văn phòng cho Trương Khắc, tới giờ mới nhận ra, có lẽ Tạ Vãn Tình sớm nhìn ra được thiên phú thương nghiệp của Trương Khắc. Trương Khắc thấy Hứa Tư ngây ra, đưa tay gạt gạt trước mắt cô, tiếp tục nói. Hôm nay cô ả họ Diệp kia khi nói chuyện để lộ một tin tức trọng yếu, City Thịnh Hâm không hài lòng với đại lý cấp tỉnh, chỉ cần chúng ta làm tốt, có thể kiếm thêm ít thịt trong bát đại lý cấp tỉnh. Cô ả họ Diệp gì chứ, tôi thấy cô ấy rất tốt. Nhưng sao lại nói thế? Giữa các đại lý địa khu phải chia rõ giới hạn, bất kỳ phía dưới làm loạn thế nào, lập trường của tổng đại lý rất rõ ràng, nếu không thị trường sẽ hỗn loạn. Cho dù phía Tân Thái không có đại lý, nhưng địa bàn thuộc về đại lý cấp tỉnh, tổng đại lý lại ngầm thừa nhận cho đại lý dưới lén lút cung cấp hàng, cô ả họ Diệp lại không sửa lời em, chẳng phải nói City Thịnh Hâm không hài lòng với đại lý cấp tỉnh sao? Tôi còn thắc mắc tự dưng nhắc tới việc này làm gì? Té ra có toan tính đó. Cùng Hứa Tư trò chuyện quên thời gian, tới cửa cầu thang lúc nào không hay, Trương Khắc nhờ Hứa Tư giúp dọn dẹp phòng, Hứa Tư ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong phòng có ánh đèn, vài bóng người qua lại ở cửa sổ. Trương Khắc vỗ đầy thầm kêu hỏng to, hôm nay vợ bệnh trốn tiết, nói không chừng giáo viên trong trường quan tâm gọi điện tới nhà hỏi thăm. Trương Khắc xem đồng hồ, đã 9:30, bày ra cái mặt sư sắp chết. Chị Hứa Tư, nói không chừng cha mẹ em ở bên trong, chị về trước đi, nếu ngày mai em không tới văn phòng chị cũng đừng quá thương tâm. Phì, ai thèm thương tâm? Hứa Tư cười trên đau khổ của y. Mấy hôm nay cậu không biết lớn biết nhỏ gì cả, bị giáo huấn là đáng đời. Cô sợ bị Trương Chi Hành nhìn thấy, gây ra hiểu lầm không cần thiết, xoay người đi, tới cửa tiểu khu vẫy tay với Trương Khắc, rồi mới bắt xe về. Chương 49, cha con tâm sự. Trương Khắc đẩy cửa đi vào, Trương Chi Hành đứng trước cửa sổ, mặt âm trầm. Cô gái dưới kia là ai, cả ngày hôm nay con đi đâu? Trương Khắc chỉ sợ cha nhìn rõ mặt Hứa Tư, thấy cha hỏi thế, liền yên tâm, lại thấy Đường Thanh không có ở nơi này, liền làm bộ ngượng ngùng. Chuyện này, nhiều người quá, không tiện nói. Đỗ Phi ở bên cạnh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trương Chi Hành thì xấu hổ nhìn Vương Viêm Bân, Lý Chí Phương nói. Tôi biết thằng bé hỏng hư hỏng này vợ bệnh trốn đi chơi, làm thầy cô lo lắng đợi tới bây giờ, thật ngại quá. Trương Khắc trừng mắt với Đỗ Phi, lúc mình vợ bệnh trốn mất rõ ràng có ra hiệu với hắn, tên tiểu tử này giờ còn vờ vịt đứng chỗ này, nhất định là mượn cơ hội tiếp cận thêm với người tình trong mộng Lý Chi Phương. Vương Viêm Bân đứng dậy cười nói. Về là tốt rồi, thư ký trưởng giao con cho tôi, chúng tôi phải có trách nhiệm tới cùng. Quay sang Trương Khắc, thu lại nụ cười, nhưng cũng không nghiêm khắc. Trương Khắc, em là học sinh rất thông minh, dù có việc gì phải tạm thời rời trường, cũng phải nói với giáo viên, cha mẹ em rất lo cho em. Em xem, Đỗ Phi cũng quan tâm tới em, ngồi đợi cùng chúng tôi tới tận bây giờ. Trương Khắc nhìn hết vẻ mặt mọi người vào mắt, Vương Viêm Bân vui vẻ vì thể hiện được sự quan tâm với mình trước mặt cha, Lý Chi Phương lạnh lùng đứng đó không nói không rằng, chắc oán khí trong lòng không nhỏ, chỉ là không thể biểu lộ ra. Trương Khắc cúi đầu nhận sai, tiễn Vương Viêm Bân, Lý Chi Phương xuống lầu, nghĩ hai người này chắc là sẽ trốn vào một chỗ tình cảm một lúc rồi mới ai về nhà nấy. Vương Viêm Bân và Lý Chi Phương hiện giờ chắc có quan hệ tình nhân, qua một thời gian nữa, bọn họ vụng trộm với nhau ở một phòng học mới xây còn chưa sử dụng, bị Tào Quang Minh bắt tại trận, gây xôn xao dư luận. Vương Viêm Bân ly dị vợ, rời khỏi Nhất Trung, Trương Khắc không biết tin tức của ông ta nữa. Lý Chí Phương cũng bị đuổi khỏi Nhất Trung, chồng cô ta không ly dị với cô ta, nhưng về sau nghe nói cô ta khi đi dạy ở Thập Nhị Trung, mặt thường xuyên thâm tím, Trương Khắc sau khi tốt nghiệp đại học về Hải Châu, gặp cô ta trên đường thiếu chút nữa không nhận ra. Đỗ Phi căm hận nửa đêm dùng bao tải chụp đầu Tào Quang Minh lấy gậy đánh, thiếu chút nữa tạo thành án mạng. Chuyện chưa xảy ra, nhưng Trương Khắc có cảm giác hồi tưởng chuyện xưa cũ, nhìn Vương Viêm Bân và Lý Chi Phương đi cách nhau rất xa, lòng đầy cảm xúc. Có phải là mỹ nữ đợi mày ở cửa trường học không? Đỗ Phi từ phía sau lướt ra.
Trương Khắc nhớ tới cảnh Đỗ Phi mộng tinh hết sức nghiêm túc gọi cô giáo Lý, cảm thấy hắn đáng yêu vô cùng, vỗ vai Đỗ Phi nói. Đợi tao lừa cha mẹ tao đi rồi mày hãy tới. Đỗ Phi nháy mắt một cái rồi mau chóng xuống lầu. Trương Khắc vào phòng, cha đang cầm ấm rót nước vào chén, mẹ thì quỳ trên sàn nhà, gom y phục bẩn vào trong lòng, vẻ mặt không có gì khác thường. Trương Chi Hành uống hết nước nói với vợ. Về thôi. Cứ vậy mà đi à, anh không nói gì với Tiểu Khắc sao? Lương Cách Chân ôm đống y phục bẩn, đứng dậy. Thằng nhóc này làm gì có vẻ chịu nghe giáo huấn. Trương Khắc thấy cha đặt chén nước xuống, nhưng lại ngồi bên giường, biết ngay vẫn sẽ bị mắng, liền tranh trước nói. Con thành khẩn khai báo trước, cha mẹ đừng dụ cung. Dụ cung? Trương Chi Hành thiếu chút nữa phì cười. Đừng tưởng bở. Rồi nghiêm túc nói. Qua mùa hè này ba đã hiểu giáo dục trong nước chưa chắc đã hợp với con, nhưng con đừng hy vọng hiện giờ ba có thể đưa con ra nước ngoài học, cho nên cũng không hy vọng con ngoan ngoãn ngồi ở lớp học tập, nhưng con cũng phải có thái độ ra hồn một chút, đừng để ba mẹ mất mặt với nhà trường. Nếu nói về môn học thì ngữ văn, số học, anh văn với con hoàn toàn không có vấn đề gì. Trương Khắc gập ngón tay tinh, nền tảng ngữ văn của y luôn rất tốt. Trước kia được nhanh chóng đề bạt ở tập đoàn Long Dụ vì chủ tịch tập đoàn thấy hắn mẫn cảm với số học. Trình độ tiếng Anh của y đủ giáo viên cao trung hổ thẹn mà chết, ba môn này dù không bỏ công học cũng chẳng thành vấn đề. Các môn khác thì con không có hứng thú. Thấy mặt cha nặng trình thịch, y vội tăng thêm. Có điều con định học thêm tiếng Nhật. Khi Trương Khắc học đại học vì thích mấy bộ phim đen của đảo quốc cách biển nên học tiếng Nhật, nguyên nhân này không bao giờ y đem đi khoe khoang. Sau khi đi làm còn có một thời gian phụ trách mậu dịch với Nhật Bản. Con tự biết cái gì có lợi ích là được, có điều các môn học khác không phải là vô dụng hoàn toàn, học thức có một cơ sở rộng mà vững chắc là điều quan trọng. Hải Châu có rất nhiều xí nghiệp của Nhật, có điều liệu con học tiếng Nhật có hơi sớm không, sẽ ảnh hưởng tới thi đại học. Trương Khắc cười hì hì. Còn 3 năm nữa mà ba, con còn hy vọng ba thăng lên cấp nữa, ba làm tới phó sở, lo gì con không đỗ đại học. Con lên đại học cũng không định rời khỏi Đông Hải. Sao con lại đẩy trách nhiệm lên người ba? Trương Chi Hành vừa tức vừa buồn cười. Sao con khẳng định 3 năm sau ba lên phó sở? Theo tốc độ thăng tiến bình thường mà nói, ba phải làm hết khóa này mới thăng lên phó sở, nhưng năm sau đổi khóa, ba mới làm chính sử 1 năm, không phù hợp điều kiện, không kịp rồi, nói cách khác phải đợi 6 năm nữa. Trương Khắc quay đầu lại nói với mẹ. Ba phải đợi tới 48 tuổi mới lên được thường ủy, nói không chừng trước khi nghỉ hưu chưa làm nổi thị trưởng hoặc bí thư thành ủy đâu, mẹ ạ. Đừng có trêu ba con, vấn đề của con chưa nói rõ đâu, vừa rồi cô bé đi cùng con là ai? Sao không phải là Tiểu Thanh? Lương Cách Chân không hy vọng làm thị trưởng phu nhân, nhưng một lòng muốn làm thông gia của thị trường, cho nên rất mẫn cảm với các cô gái xuất hiện bên cạnh con, lại giơ y phục trong tay lên. Sao toàn mua thứ y phục già chát thế này? Phòng ở tầng 4, phía dưới đèn đường tối, đừng trên phòng không nhìn rõ được mặt người ở dưới, Trương Khắc không sợ cha mẹ nhận ra, nói bừa. Đâu có ai, cô gái đó đi qua cửa tiểu khu, cũng chẳng phải là cô bé gì, hơn 20 rồi, nhưng rất đẹp. Con mấy cái tuổi đầu mà biết đẹp hay không đẹp, mẹ thấy không cô bé nào xinh đẹp hơn Tiểu Thanh hết. Lương Cách Chân nói hết sức nghiêm túc. Tiểu Khắc được bao tuổi mà em phải lo chuyện này cho nó. Trương Khắc đành cắt ngang lời vợ. Chuyện mà dính tới Đường Thanh thì nói không biết bao giờ mới xong. Đường Thanh là cô bé ngoan, nhưng hai đứa còn nhỏ, ai biết chuyện mai sau ra sao, nói sớm làm gì. Quay sang phía con. Chú con hôm nay nhắc tới con, chú ấy chuyển công ty lên thành phố, có phải là con suối bảy không? Rõ ràng là chú muốn, lại lo bác Đường chê quá gấp, con chỉ nói với chú, chỉ cần làm thật đẹp, chẳng ai nói được gì. Nếu giấu giấu giếm giếm, càng làm cha mất mặt, công ty chú quy mô nhỏ. Thiếu kỹ thuật, con nói với chú cục kỹ thuật, cục địa chất. Có cả đống kỹ thuật viên cả ngày rảnh rỗi không có gì làm, mai một hết cả, moi bọn họ ra, dù kiêm chức, coi như cũng là tận dụng tài nguyên xã hội. Trương Chi Hành ngớ người. Công ty chú con tuần sau treo biển hành nghề, thuộc cấp dưới cục quy hoạch, gọi điện thoại tìm con mà không thấy, chú con không nói là do con gợi ý. Trương Khắc lè lưỡi, lỡ mồm khai báo thừa rồi, liền thuận miệng nói lung tung, muốn mau chóng đuổi cha mẹ đi. Trước khi về, Trương Chi Hành hỏi. Không về nhà ở với ba mẹ à? Đâu được thoải mái thế ạ, cuối tuần phải tới trường tự học, có giáo viên trông coi, con muốn về nhà lắm chứ. Trương Chi Hành biết con nói ba hoa,
Lương Cách Chân thì nửa tin nửa ngờ xuống lầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 50, Thiếu niên Xuân Mộng. Đỗ Phi tới rất nhanh, vì hắn đứng đợi ở cửa tiểu khu, chờ cha mẹ Trương Khác đi là nhảy vào. Có phải là mỹ nữ đợi mày lần trước ở cửa trường học không? Không ngờ khẩu vị của mày giống tao thật đấy, vậy Đường Thanh phải làm sao? Hứa Tư năm nay mới 23, đang tuổi non tới chảy nước ra, Lý Chi Phương đã 33 so thế quái nào nổi. Trương Khác chẳng buồn giải thích với hắn, cũng sợ Đỗ Phi nghe nói tới chuyện trước kia của Hứa Tư. Trương Khác nhớ tới chuyện của Đỗ Phi, thấy không nhắc hắn thì thiếu nghĩa khí, cười đều nói. Lý Chi Phương làm mày mộng tinh rồi hả? Mẹ nó, ai mà còn mộng tinh chứ? Đỗ Phi bị y nói trắng ra rất xấu hổ, có điều lại nhanh miệng hỏi. Mà, sao mày biết? Lần trước tao trèo ký túc xá vào ban đêm, khi đi qua phòng mày, thấy mày ở bên trong kêu cô giáo Lý, gọi mày không thấy đáp, lại nghe thấy mày gọi cô giáo Lý tiếp, giọng còn rất dâm đáng, mày còn làm gì được nữa? Thấy Đỗ Phi xấu hổ, thầm nghĩ, xem ra thằng này không chỉ mây mưa với Lý Chi Phương trong mơ một lần, chẳng trách sau khi Lý Chi Phương bị Tào Quang Minh bắt thông dâm tại trận, hắn lại đâm đầu vào đường cùng, muốn giết Tào Quang Minh. Mày cẩn thận chút, Vạn Thiên Tài ngứa mắt với mày, nếu để nó biết chuyện này truyền tới tai nữ sinh trong trường, mày giấu mặt vào đâu? Thường ngày Đỗ Phi trước mặt nữ sinh giả vờ đứng đắn, rất được các cô bé hoan nghênh. Hắn cứ ngơ ngơ ra, nhớ lại cảm giác lúc mộng tinh rất sướng, không ngờ tới hậu quả nghiêm trọng đến thế, sợ hãi nói với Trương Khác. Hay là sau này tao ngủ ở chỗ mày? Mẹ nó mày đúng là mơ gian dâm Lý Chi Phương à. Mày đừng ngủ đây, tởm lắm, tao chịu không nổi, hoặc ngủ bên nhà vệ sinh, hoặc ra nhà khác. Trong mơ, cô ấy quyến rũ tao. Đỗ Phi chảy nước dãi nói. Vậy ngủ một đêm thôi, mai nghĩ cách sau, cùng lắm về nhà ở. Trương Khác chỉ sàn nhà, bảo hắn ra đó ngủ. Hôm sau Đỗ Phi chạy về nhà từ sớm, hắn bị Trương Khác dọa một vố, càng nghĩ càng sợ, quyết không ở ký túc xá nữa. Cùng lắm thì thuê nhà khách ở Tây Thành, cha hắn là bí thư khu ủy Tây Thành, chẳng ai dám thu tiền của hắn. Năm 94 trong nước mới thực hành chế độ tuần nghỉ 2 ngày được nửa năm, tuyệt đại bộ phận công ty chưa có khái niệm này, văn phòng cũng không phải ngoại lệ. Xét khả năng thời gian làm việc sẽ phải tiếp rất nhiều người tới tìm hiểu, hôm qua ăn tối xong, Trương Khác yêu cầu đám Lưu Minh Huy đến sớm 2 tiếng để họp tổng kết tuần làm việc đầu tiên. Khi Trương Khác tới văn phòng thì Diệp Tiểu Đồng cũng ở đó. Đang tán gẫu với Hứa Tư, Tương Vi. Trương Khác chào hỏi mọi người rồi cùng Hứa Tư vào phòng giám đốc. Hứa Tư lo lắng nói. Sau này chúng ta không nên đi cùng nhau ngoài đường nữa, để ba mẹ cậu nhìn thấy, thật không biết họ sẽ nghĩ gì. Ý chị có phải là nói em đủ tư cách khiến chị động lòng rồi? Trương Khác đùa. Tôi nói thật đấy. Hứa Tư không để ý tới Trương Khác trêu đùa. Vụ án Đinh Hướng Sơn sớm muộn gì cũng phải công bố. Đường Học Khiêm lên thị trường, lời đồn đại giữa ông ta vừa Hứa Tư tất nhiên cũng bị áp chế, có lẽ không cần tới khi xét xử công khai, chỉ cần tổ chuyên án buông lỏng kỷ luật nội bộ sẽ có bão tố kịch liệt ập lên người Hứa Tư. Hứa Tư không thích hợp lộ mặt trước mặt công chúng giống y, Trương Khác thầm thở dài, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, khuôn mặt ấy sao làm y say đắm đến thế, có lẽ chẳng thể nói là yêu, nhưng ít nhất không sâu trong lòng không muốn cô bị tổn thương. Chị Hứa Tư, chẳng bao lâu sẽ không còn ai có thành kiến với chị. Mong là thế. Hứa Tư cười buồn, vuốt lại sợi tóc xóa trước trán, như thu dọn lại tâm tư phiền loạn, lại nói. Tôi gọi điện thoại với chị Vãn Tình rồi, chị ấy bảo cậu gọi lại cho chị ấy. Chị nói gì với chị Vãn Tình? Biết hôm qua cậu không có thời gian gọi điện cho chị ấy, tôi đem tình hình văn phòng gần đây báo cáo, còn nói cả vấn đề phí quản lý, chị Vãn Tình không trả lời. Trương Khác chép miệng, cầm điện thoại lên, thấy Hứa Tư ôm cặp tài liệu muốn ra ngoài, liền nắm lấy tay cô, còn khẽ miết lòng bàn tay non mịn, Hứa Tư đỏ mặt, rút tay lại, ngồi trở lại chỗ ngồi chỉnh lý giấy tờ. Chị Vãn Tình, em là Tiểu Khác, cái gì, chị đang trên đường tới Hải Châu, vậy được, đợi chị tới em sẽ nói tường tận với chị. Chị Đồng cũng tới cùng chứ ạ? Hứa Tư nhìn thấy khuôn mặt Trương Khác trở nên rất ôn nhu. Chị Đồng có nhớ anh Tiểu Khác không? Trò chuyện với chị Đồng một lúc, Trương Khác đặt điện thoại xuống, thấy Hứa Tư nhìn mình, hỏi. Sao thế? Chị Đồng đáng yêu như vậy, chẳng biết bao giờ mới nói chuyện. Rồi sẽ ổn thôi. Trương Khác thân thiết với chị Đồng không phải vì đó là cháu từ học Bình,
mà vì y tự dưng quay về năm 94, cứu lấy sinh mang nhỏ bé đó, chắc là một thứ duyên phận, với Hứa Tư y cũng có cảm giác này. Trương Khắc thu lại tâm tình, nghĩ một lúc rồi bảo Hứa Tư. Chị Vãn Tình chưa sẽ tới, đợi lát nữa họp xong, chị đem hết tài liệu chỉnh lý lại. Chị Vãn Tình muốn xem à? Hứa Tư ngạc nhiên, trước đó Tạ Vãn Tĩnh không hề hỏi tới chuyện văn phòng, mặc cho Trương Khắc làm gì thì làm, đều bên này chủ động báo cáo, cũng chỉ là bằng lời, chưa từng gửi tài liệu văn bản tới. Chị ấy không nói, có khả năng thôi, đường lối mở rộng thị trường giai đoạn đầu chị cũng quen thuộc rồi, chị Vãn Tình tới, chị nói cho chị ấy. Không cần cậu phải nói, biết ngay cậu sẽ làm biếng mà. Hứa Tư bày ra thái độ chán nghe lời làm nhảm như bà mẹ già của Trương Khắc, chỉ khi ở riêng với Trương Khắc, cô mới bất giác lộ ra vẻ nhõng nhiễu mê người ấy. Trương Khắc cứ ngây ra nhìn, Hứa Tư xua tay mới tỉnh lại. Công việc ở văn phòng có sự khởi đầu tốt đẹp, hôm nay sẽ thảo luận phương hướng công tác tiếp theo và một số chi tiết cần chú ý trong marketing, cô ả họ Diệp kia tới làm gì. Cô ấy muốn xác nhận thêm kế hoạch thị trường, phương án giải quyết, năng lực mở rộng thị trường của chúng ta. Đó là nguyên văn của cô ấy, hy vọng được tham gia một cái cuộc họp marketing của chúng ta. Trương Khắc vỗ đầu kêu lớn. Cô ả này thật phiền phức. Hứa Tư nhìn Diệp Tiểu Đồng đang nói chuyện với Tương Vi ở ngoài phòng giám đốc, chỉ cách một tấm kính, cười ngặt ngoẽo. Cô ả họ Diệp có phải là thấy cần chỉ đạo công tác của chúng ta? Trước khi ra cửa, Trương Khắc quay đầu lại hỏi một câu. Giúp đại lý phía dưới mở rộng thị trường vốn là chức trách của tổng đại lý. Trương Khắc ngáp dài, đi ra ngoài gọi đám Lưu Minh Huy vào phòng họp, nghiêm nghị nói với Diệp Tiểu Đồng. Tiểu thư Diệp, mong cô chỉ đạo công tác của chúng tôi. Sao tôi dám? Diệp Tiểu Đồng cười, nhưng rất thản nhiên đi theo Hứa Tư vào phòng họp. Trương Khắc đường hoàng ngồi xuống trước bàn họp, đám Lưu Minh Huy sớm không còn nghi vấn gì về tuổi tác của y, Diệp Tiểu Đồng thi thoảng lại liếc qua, vẫn thấy mặt quá non. Cuộc họp tiến hành tổng kết 3 ngày quảng cáo, tổng họp những vụ ý hướng hợp tác đã đạt thành hôm qua. Mặc dù cách thời gian làm việc bình thường còn gần 2 tiếng, mọi người vẫn nghe tiếng điện thoại không ngừng réo vang bên ngoài. Khởi đầu làm người ta phấn chấn, sĩ khí dâng cao. Trước đó 4 người kia còn chút lo lắng khi nộp tiền đảm bảo, lúc này hoàn toàn yên tâm rồi. Trương Khắc liếc nhìn Diệp Tiểu Đồng khoanh tay ngồi một bên, có ý chỉ điểm cô ta một chút, dù sao nhân tài marketing của công ty lớn đông đúc, bọn họ sẽ mau chóng làm rõ đặc trưng của thị trường trong giai đoạn tiếp theo. Chúng ta đăng quảng cáo đạt được hiệu quả nhờ mới mẻ hơn người, hôm qua số tài chính ý hướng đạt được hơn 60 vạn, hôm nay, các vị ngồi đây có thể khẳng định với người tới hỏi thăm chúng ta là đại lý của Ericsson tại Hải Châu, điều này, tiểu thư Diệp có thể giúp chúng ta làm chứng. Đây là một tình thế rất tốt, nhưng chúng ta phải tỉnh táo nhận thức được, chiếc GS388 mà Ericsson đưa ra có giao diện tiếng Anh, mà những người phất lên mau chóng ở Hải Châu đa phần là mù tiếng Anh. Nói thế không phải là xem thường họ, kiếm được tiền đều là người có thực lực. May là sử dụng GS388 không khó. Nhưng hướng dẫn sử dụng đi theo lại không ngắn gọn rõ ràng, phiên dịch thành trung văn không tốt, tôi đã chỉnh lý lại một bản, tiểu thư Diệp thẩm duyệt một chút, nếu có thể chúng ta sẽ in thành sách nhỏ, tặng kèm máy. Chương 51, khó khăn của Hải Dụ. Rồi bảo Hứa Tư lấy hướng dẫn sử dụng mấy hôm nay bỏ thời gian rảnh ra dịch đưa cho Diệp Tiểu Đồng, trong tay Trương Khắc không có chiếc GS388, tài liệu là do Tạ Vãn Tình tìm giúp. Đương nhiên là sử dụng thuật ngữ mà sau này mới trở thành quy chuẩn. Tuyệt đối dễ hiểu hơn bản của Ericsson dịch. Diệp Tiểu Đồng hiểu biết về thông tấn kỹ thuật số hơn Hứa Tư và nhóm Lưu Minh Huy nhiều, nhận thức được hướng dẫn sử dụng ngắn gọn của Trương Khắc phải có trình độ chuyên nghiệp cỡ nào. Trương Khắc liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Đồng ngạc nhiên lật xem bản viết tay của mình, cánh môi đỏ mọng khẽ hé ra, hẳn là giật mình, y làm bộ như không hề thấy, hỏi. Tiểu thư Diệp có kiến nghị gì không? Diệp Tiểu Đồng ánh mắt né tránh, lần đầu tiên có người làm cô không dám nhìn thẳng. Lật qua loa vài trang, thực sự không đề xuất ý kiến gì, đặt xuống đó, có chút xấu hổ. Đôi mắt đẹp giấu sau chiếc kính lớn của Hứa Tư ẩn chứa ý cười, nói. Không cần vội thảo luận hướng dẫn sử dụng, công tác của chúng ta có khởi đầu tốt, City Thịnh Hâm cũng sảng khoái trao quyền đại lý cho chúng ta, làm sao tiến thêm một bước mở rộng thị trường mới là đề tài thảo luận tiếp theo của cuộc họp. Trương Khắc tạm thời bỏ qua Diệp Tiểu Đồng, thu mắt về. Người có ý hướng hợp tác rất nhiều. Nhưng chúng ta phải phân biệt rõ, chúng ta có chức trách trực tiếp khai thác thị trường, chứ không phải giao hàng cho thương nhân tiêu thụ là được.
tôi bảo các vị điều tra bối cách kinh doanh của người tới tìm hiểu, trong đó người tới kiếm cơ hội kinh doanh chiếm 40%. Trước tiên bọn họ là người trong nghề kinh doanh thông tấn, mẫn cảm với việc nắm bắt cơ hội, quan trọng là, bọn họ nắm trong tay quần thể khách hàng quan trọng nhất của chúng ta, đây là trọng điểm công tác mở rộng thị trường của chúng ta trong thời gian gần. Nghe tới đó Diệp Tiểu Đồng lấy giấy bút trong túi ra, Trương Khắc ngạc nhiên nhìn cô, Diệp Tiểu Đồng thản nhiên ghi chép, chẳng hề xấu hổ. Hành động của Diệp Tiểu Đồng làm đám Lưu Minh Huy càng thêm tự tin, hiển nhiên phân tích thị trường của Trương Khắc đã được tổng đại lý coi trọng. Trương Khắc nói tới hào hứng, đem hết đường lối mấy hôm nay suy nghĩ kỹ càng nói giảng giảng nghe rất thích tai. Tất nhiên, năng lực mở rộng thị trường của nhà phân phối khá yếu, thường bọn họ chỉ duy trì quần thể khách hàng cố định, chúng ta không phải tìm bọn họ là xong, nhân viên marketing phải giúp nhà phân phối tìm kiếm thị trường mới, như thế mới dễ dàng khai phá thị trường, mới có thể làm hàng hóa tiêu thụ mau chóng. Hiện nay Bưu điện đang nắm giữ hệ thống tài nguyên di động, hiện trạng này có thể khó thay đổi trong vài năm tiếp theo. Nhưng tôi muốn mọi người phải hiểu, các Bưu điện không phải là một hệ thống không có kẽ hở, chỉ cần chúng ta có năng lực đem quầy hàng bày trong Bưu điện, là có thể chung hưởng nguồn tài nguyên này. Trương Khắc không hề lo mình phải chiến đấu đơn độc, cũng không sợ Motorola dùng thủ đoạn thượng tầng lấp kín con đường này, chưa nói tổng bộ Ericsson cũng sẽ tiến hành lo lót cao tầng, chỉ riêng ở Hải Châu, vượt qua sự phong tỏa của hệ thống bưu chính không phải làm vấn đề lớn, bảo trì vãn tình ra mặt ám thị một chút là được. Suốt cả cuộc họp một mình Trương Khắc thao thao bất tuyệt, tới khi học viên làm thêm tới văn phòng mới ngừng, lúc này cửa văn phòng đã có một đám đông những người bị quảng cáo thu hút tới. Đám Tương Vi dựa theo trình tự công tác định sẵn tiếp đón người tới tìm hiểu, Trương Khắc và Diệp Tiệp Đồng vào phòng giám đốc của Hứa Tư thảo luận điều khoản cụ thể của hợp đồng đại lý. Tạ Vãn Tình cùng Thái Phi Quyên tới Hải Châu vào buổi trưa, Thái Phi Quyên hiện giờ là một trong số ít người ở City Hải Dụ mà Tạ Vãn Tình có thể dựa vào, nên điều cô ta làm tổng giám đốc kinh doanh. Đám Lưu Minh Huy không ngờ tổng giám đốc lại là thiếu phụ khí chất cao nhã quyến rũ như thế, cô bé bên cạnh thấy Trương Khắc hưng phấn kêu a a, nhưng không phát ra lời làm người ta thương tiếc. Nhà họ Diệp và nhà họ Tạ ở trong cùng một tòa thành phố, Diệp Tiểu Đồng đã nghe nói tới Tạ Vãn Tình cùng chuyện bất hạnh xảy ra gần đây, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Sớm nghe nói cô con gái nhỏ của nhà họ Diệp là nhân tài phương diện marketing, văn phòng bên này để Tiểu Khắc phụ trách, mong Tiểu Thư Diệp chỉ điểm cho y nhiều hơn. Ngay câu đầu tiên Tạ Vãn Tình làm Diệp Tiểu Đồng rất xấu hổ. Lời phát biểu hùng hồn của Trương Khắc buổi sáng làm tâm tư cô tới lúc này vẫn chưa bình tĩnh lại, khiến cho khi đàm phán hợp đồng không phát huy được trình độ vốn có, khiến Trương Khắc chiếm lợi khá nhiều. Diệp Tiểu Đồng không thể không thừa nhận Trương Khắc nắm chuẩn xác thị trường, tính toán kế hoạch kỹ lưỡng và thủ đoạn mở rộng thị trường, là thứ cô không bì kịp được, nhưng năng lực chấp hành phải đợi sau này nghiệm chứng. Diệp Tiểu Đồng ấp úng hồi lâu mới lấy dũng khí nói. Trước mặt giám đốc Trương không ai dám nhận là nhân tài marketing, nếu có cơ hội tôi còn phải thỉnh giáo anh ấy. Ồ, Tạ Vãn Tình thấy Diệp Tiểu Đồng không phải là khiêm tốn, ngó qua Trương Khắc đang nháy mắt với mình, không nói gì thêm, vào chỗ ngồi. Trương Khắc sợ Tạ Vãn Tình tiết lộ thông tin về y, bế chỉ đồng, giới thiệu cho cô nhóm Lưu Minh Huy. Ăn cơm chưa xong, Hứa Tư báo cáo tình hình công tác của văn phòng trong nửa tháng qua. Diệp Tiểu Đồng về khách sạn nghỉ ngơi. Trương Khắc nắm tay chỉ đồng đưa cô bé tới trung tâm thành phố chơi một vòng, làm chỉ đồng mệt phờ mới bế cô bé về văn phòng, vừa tới được cầu thang máy của Tân Hải Thông thì chỉ đồng gục xuống vai y ngủ. Trương Khắc gọi một nữ sinh làm thuê ở văn phòng bế chỉ đồng tới ghế sofa phòng khách, bảo trông nom cô bé. Trương Khắc đẩy cửa vào phòng giám đốc, cả Tạ Vãn Tình, Hứa Tư, Thái Phi Quyên đều tinh thần phấn chấn, không có vẻ mỏi mệt sau buổi trưa. Trương Khắc cười hỏi. Sao mọi người nói chuyện tới giờ vẫn còn hưng phấn thế? Em mệt chết rồi đây, vừa dỗ bà cô nhỏ ngủ, bảo người trông bên ngoài, giờ phải cố lấy tinh thần. Phương án mở rộng thị trường này do em làm ra sao? Tạ Vãn Tình phẩy phành phạch sắp tài liệu trong tay. À, em không có thời gian viết hoàn chỉnh, bên này dùng tạm, phát hiện ra vấn đề gì rồi chỉnh cũng được. Tạ Vãn Tình than. Sớm thấy được phương án này, City Hải Dụ cũng có lòng tin làm đại lý cấp tỉnh. Trương Khắc cười. Mấy hôm qua bận tối tăm mặt mũi, tư liệu là do chị Hứa Tư viết hồi sáng, em nghĩ chị Vãn Tình khả năng cảm thấy hứng thú với số tư liệu này. Lời này Trương Khắc nói đã quá rõ, Tạ Vãn Tình xấu hổ, im lặng không nói. Trương Khắc ngồi xuống bên Hứa Tư, nhìn Tạ Vãn Tình phía đối diện, với Tạ Vãn Tình vừa mới bước vào thương đồ đã phải tiếp nhận một công ty quản lý hỗn loạn,
tồn tại vô số vấn đề, đúng là hơi khó, hỏi. Chị Thái, tình hình công ty có phải là không tốt lắm? Thái Phi Quyên cười khổ, cô không còn coi y là thiếu niên phổ thông nữa. Vấn đề của công ty còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng, mới hai ngày qua thôi đã bại lộ ra hai vấn đề lớn, có hai văn phòng phía dưới, một giám đốc cũ mất 47 vạn, một người khác ngầm chuyển hàng tồn kho sang vùng khác, chiếm đoạt hơn 50 vạn, sau khi Tạ Chiêm rời đi, hắn xin nghỉ phép dài hạn, không rõ tung tích. Trương Khắc chau mày. Công ty đã rà soát qua rồi chứ? Thái Phi Quyên nhìn Hứa Tư, Trương Khắc dựa vào lưng ghế, làm như không hiểu ý. Hứa Tư thấy Thái Phi Quyên đột nhiên dừng lại, ý thức được mình nên đi, lúng túng đứng dậy, Tạ Vãn Tình ngăn lại. Tiểu Khắc tin đã em thì chuyện công ty không việc gì phải giấu em. Hứa Tư giờ mới hiểu Trương Khắc vì sao để mình báo cáo với Tạ Vãn Tình, khi trao đổi với Tạ Vãn Tình qua điện thoại, y đã sớm ý thức được City Hải Dụ gặp phải khốn cảnh, cần nghiệp vụ di động số để duy trì công ty. Nhưng lúc này làm thế có hiểm nghi lấy thành quả của người khác. Làm chẳng trách Tạ Vãn Tình và Thái Phi Quyên đều không tự nhiên, có điều chuyện này không ảnh hưởng tới quan hệ giữa Tạ Vãn Tình và Trương Khác, giống như trước đó Tạ Vãn Tình yên tâm giao văn phòng cho Trương Khác, y cũng sẵn sàng cùng City Hải Dụ chung hưởng mối lợi này. Chương 52, chúng ta phải làm đại lý cấp tỉnh 1+2. Tạ Vãn Tình biết chuyện Trương Khác vì Hứa Tư mà viết lời khai, nếu y là thiếu niên đơn thuần, cô tất nhiên sẽ tin vào tính chân thực của nó, nhưng càng tiếp xúc với Trương Khác lâu, cô càng nhận ra không phải. Suy nghĩ như thế, Tạ Vãn Tình nhìn lại Hứa Tư rất đẹp, cho dù là nữ nhân cũng phải tán thưởng không thôi, nói không chừng Trương Khác đã sớm hiểu chuyện nam nữ. Suy nghĩ đó chen ngang làm tâm tư Tạ Vãn Tình nhẹ đi một chút, khẽ thở ra một hơi, làm cho bản thân có tinh thần hơn. Công ty đã rà soát qua, tình hình tệ hơn so suy nghĩ, mạng lưới tiêu thụ gần như đã sụp đổ, văn phòng phía dưới sau khi lấy được hàng, dùng giá thấp bán cho đường dây khác. Tiền thiếu thì dùng khoản vay bù vào, vấn đề sổ sách của tổng công ty không lớn, mỗi năm có chút ít lợi. Nhưng văn phòng ở dưới thì nợ lương nhân viên thời gian dài, tiền thuê kho, chi phí quảng cáo không phản ánh trên sổ sách văn phòng. Sau khi Tạ Chiêm rời đi liền thành lập công ty của mình, những công ty có nghiệp vụ qua lại với Hải Dụ đều tỏ ý không muốn hợp tác nữa, chắc là bị Tạ Chiêm lôi kéo qua rồi. Trương Khắc lấy tay vuốt mũi một hồi nói. Vấn đề không nghiêm trọng như tưởng tượng. Thế còn chưa đủ nghiêm trọng. Tạ Vãn Tình ngạc nhiên thốt lên. Chị vốn nhờ gia tộc giúp giải quyết áp lực tài chính trước mắt, có điều trong nhà cho rằng City Hải Dụ nên đóng cửa là hơn. Xí nghiệp gia tộc của họ Tạ là tập đoàn chính thái, thành lập năm 82, mười mấy năm qua đã thành một trong số tập đoàn khá có thế lực ở trong nước. Tập đoàn chính thái có nguồn lực chính trị vững chắc, từ học bình cũng nằm trong đó, ở trong tỉnh cũng có mạng lưới mua bán ổn định trong tỉnh. Không cần tốn tinh lực đi giúp Hải Dụ giải quyết món nợ ẩn. Tạ Vãn Tình lại có tình cảm đặc thù với City Hải Dụ, không muốn bỏ nó. Trương Khắc cũng hiểu điều ấy, nói. Lạc quan hơn dự đoán của em một chút, Tạ Chiêm không dám chủ động làm bại lộ vấn đề của Hải Dụ, vấn đề nợ ngầm, tạm thời không để nó lộ ra, dần dần bù vào là được. Xem ra chúng ta phải lấy được quyền đại lý cấp tỉnh của Ericsson mới được. Đại lý cấp tỉnh của Ericsson ở Đông Hải là City Gia Tín, được xác định vào tháng 5, Thịnh Hâm sẽ không dễ dàng thay đổi, bọn chỉ định liên hệ với Philip hoặc Alcatel, chị nghĩ phương án này cũng vẫn có sức hấp dẫn. Tạ Vãn Tình vừa xem tư liệu vừa nói. Trương Khắc lắc đầu. Chị Vãn Tình, chuyện nợ ngầm của công ty có thể kéo dài được bao lâu? Năm sau chỉ có Ericsson có kế hoạch đưa ra di động giao diện tiếng Trung. Nếu dùng mối quan hệ của Từ Học Bình, kéo dài khoản nợ ngầm này căn bản không phải là chuyện lớn, nhưng nhìn khuôn mặt u sầu của Tạ Vãn Tình, chị e cô không chịu thua, muốn dựng lại công ty, vậy cần phải trừ bỏ khoản nợ ngầm này mới có thể khiến Hải Dụ thoát khỏi phá sản, như thế Hải Dụ cần con đường phát tài hữu hiệu. Thịnh Hâm có thể đã bất mãn với Gia Tín. Hứa Tư đem phán đoán của Trương Khắc nói lại một lần. Tạ Vãn Tình trầm ngâm. Bất mãn thì bất mãn, City Gia Tín ở tỉnh cũng có chút cơ sở. Thái Phi Quyên nghĩ khác. Diệp Kiến Bân lần này để lấy được quyền đại lý Ericsson của địa khu Hoa Đông đã phải bỏ một cái giá lớn, có thể nói là một vụ được ăn cả ngã về phong, so với đắc tội với Gia Tín bọn họ còn sợ thất bại hơn, chúng ta tranh thủ một chút, vẫn còn hy vọng. Hoa Đông bao gồm Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang, Sơn Đông, An Huy, Giang Tây, và Phúc Kiến. Trương Khắc thấy Tạ Vãn Tình hơi động lòng, nói. Buổi chiều Diệp Tiểu Đồng sẽ còn tới.
có vẻ địa vị cô ta ở Thính Hâm khá quan trọng, hay là tiếp xúc với cô ấy, xem thử nếu bọn họ có ý định ấy tiếp tục tính, nếu không, chị Vãn Tình hãy tranh thủ quyền đại lý ở Lũng Hải, Tân Thái, hai vùng này còn để chống. Trương Khác vốn định xâm chiếm Tân Thái, nhưng không thể thấy Hải Dụ chết mà không cứu. Diệp Tiểu Đồng là em họ Diệp Kiến Bân, rất có năng lực, tới Thịnh Hâm mới 3 năm đã làm phó tổng giám đốc thị trường, tất nhiên là quan trọng. Tạ Vãn Tình cười. Xem ra công tác bên này của em làm cô ta ấn tượng rất sâu. Diệp Tiểu Đồng tới văn phòng thì đã là 3 giờ chiều, vì thế Tạ Vãn Tình và Thái Phi Quyên càng có nhiều thời gian hơn thảo luận vấn đề. Trương Khác thấy Diệp Tiểu Đồng có vẻ mệt mỏi, hẳn lúc về khách sạn cũng không nghỉ ngơi, phòng giám đốc khá nhỏ, mọi người ra phòng tiếp khách nói chuyện, Trương Khác ôm Chỉ Đồng trong lòng. Giám đốc Trương. Diệp Tiểu Đồng hai ngày qua luôn xưng hô với y như thế, Trương Khác cũng không phủ nhận. Bản hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung Anh đưa tôi đã chuyển về công ty rồi, phòng thị trường chúng tôi cũng hy vọng lấy nó làm lại sách hướng dẫn, cần anh đồng ý, đương nhiên chúng tôi cũng có thủ lao. Ngoài ra tôi mong giám đốc Trương bỏ ra vài ba ngày, tới giảng dạy cho nhân viên phòng thị trường của Hải Thịnh và đại lý phía dưới của chúng tôi. Nếu như đơn thuần nói về lý luận marketing, Trương Khác tự nhận không bằng các chuyên gia quốc tế, nhưng ở trong hoàn cảnh đặc thù trong nước, Trương Khác có thừa tự tin. Nhưng Trương Khác chưa từng nghĩ tới việc mình đi giảng dạy cho người khác, chẳng phải là muốn giấu tài, căn bản là không thể bỏ ra vài ngày rời khỏi Hải Châu. Trương Khác cũng không từ chối rõ ràng, hỏi. Chắc hẳn là tiểu thư Diệp đã đem ghi chép cuộc họp sáng nay chuyển về tổng bộ các vị, thật ra chẳng có gì đặc biệt, bảo tôi đi giảng dạy đúng là không làm được. Diệp Tiểu Đồng hơi xấu hổ, buổi sáng cô đúng là có ý chỉ đạo khi bước vào phòng họp, nhưng bị lời nói của Trương Khác làm chấn động, chẳng để ý tới chuyện kiêng kỵ, chưa được phép đã ghi lại nội dung cuộc họp truyền về cho anh họ, đây là hành vi trái với đạo đức thương nghiệp. Song Diệp Tiểu Đồng không muốn lộ ra kém thế trước mặt bao người, ổn định lại tâm tư nói. Giám đốc Trương, cuộc họp marketing buổi sáng rất đặc sắc, cho dù anh không có thời gian tới giảng giải cho chúng tôi vẫn hy vọng đem kinh nghiệm ở Hải Châu làm kiểu mẫu, mở rộng ra Hoa Đông. Đương nhiên, trước đó phải được anh đồng ý, để báo đáp, chúng tôi cho văn phòng các anh hưởng thụ giá ưu đãi của đại lý cấp tỉnh. Xem ra City Thịnh Hâm rất coi trọng mình Trương Khác lòng khoái lắm, nhưng không lộ ra mặt. Tất cả đều là kết tinh trí tuệ tập thể, phải nói đây cũng là một loại tài phú thuộc về City Hải Dụ. Nếu City Thịnh Hâm thực sự hy vọng chúng tôi phái người tới giảng bài, để chị Vãn Tình tiến cử cho cô một người, tôi đâu có năng lực gì. Diệp Tiểu Đồng tất nhiên chẳng tin lời nói dối của Trương Khác, chuyện City Hải Dụ gặp vấn đề quản lý nghiêm trọng chẳng phải bí mật gì, sở dĩ còn cầm cự được là dựa vào bối cảnh hai nhà Tạ Tư, Tạ Vãn Tình trước kia không có kinh nghiệm kinh doanh, người trong nghề tất nhiên không đánh giá cao cô. Tên Trương Khác này tuyệt đối khác biệt, nhưng xem ra y và Tạ Vãn Tình quan hệ rất thân thiết. Chắc là không thể đưa tới Thịnh Hâm được, thật đáng tiếc. Trương Khác đem chủ để dẫn tới Tạ Vãn Tình, Diệp Tiểu Đồng đành nói. Xem ra còn phải nhờ giám đốc Tạ giúp đỡ chúng tôi. Có phải hiện nay tiến độ mở rộng thị trường của Thịnh Hâm không được như ý lắm? Tạ Vãn Tình cũng không ngờ Thịnh Hâm coi trọng Trương Khác như thế, chắc hẳn bọn họ gặp khó ở phương diện này. Diệp Tiểu Đồng không ngờ Tạ Vãn Tình hỏi thẳng như thế, không biết phải đáp ra sao. Theo tôi biết hiện nay hai vùng Tân Thái, Lũng Hải thậm chí còn xuất hiện khoảng trống, không biết Hải Dụ có khả năng thay Gia Tín làm đại lý cấp tỉnh không? Tạ Vãn Tình vẫn thản nhiên nói, dù kinh nghiệm thương nghiệp không có mấy, uy tín trong giới không có, nhưng sinh ra từ gia tộc danh giá, cô có sự tự tin của mình. Diệp Tiểu Đồng sừng sốt, chớp mắt cân nhắc quan hệ lợi hại, trả lời. Vấn đề này dù Tổng Giám đốc Diệp cũng không thể lập tức trả lời chị. Tôi sẽ đem ý kiến của Hải Dụ phản hồi lại cho Tổng Công ty. Rồi quay sang hỏi Trương Khác. Giám đốc Trương có phải là Tổng Giám sát thị trường của Hải Dụ? Tôi. Trương Khác làm điệu bộ khoa trương chỉ vào mình. Tôi đâu có tư cách đó, tôi chỉ phụ trách thị trường Hải Châu. Diệp Tiểu Đồng tuổi cũng không nhiều, cô tràn trề tự tin nên về vấn đề tuổi tác không mẫn cảm lắm, chỉ coi Trương Khác không dám nói quá tự tin trước bà chủ của mình. Vấn đề Hải Dụ không bị bại lộ ra. Song nghiệp vụ bị thu hẹp là sự thực không phải tranh cãi, trong giới lại đầy tin đồn bất lợi cho Hải Dụ. Cho dù là thế Diệp Tiểu Đồng vẫn cho rằng về nguồn lực lẫn thực lực Hải Dụ đều hơn Gia Tín, nhưng Tạ Vãn Tình đề xuất kiến nghị thay thế Gia Tín, Diệp Tiểu Đồng thấy ít nhiều phá hỏng quy tắc thương nghiệp. Tuy Diệp Tiểu Đồng không tán đồng kiểu chen ngang này, có điều nguyên tắc hợp tác thương nghiệp dựa trên đạt lợi ích lớn nhất,
và lại năng lực thị trường Hải Dụ thể hiện ở Hải Châu làm người ta không thể không coi trọng. Tạ Vãn Tình biết đề nghị đột ngột này làm Trịnh Hâm phải cố kỵ lớn, nói. Văn phòng Hải Châu do Hứa Tư và Trương Khắc phụ trách cụ thể, Hải Dụ sẽ không can thiệp vào quyết định bên này. Hy vọng phía Trịnh Hâm nghiêm túc suy nghĩ yêu cầu của chúng tôi. Diệp Tiểu Đồng lo Tạ Vãn Tình lấy thị trường Hải Châu ra đàm phán, nghe thế mày giãn ra. Mạo muội hỏi một câu, vì sao Hải Dụ lại gia nhập thị trường di động số vào lúc này? Vì Hải Dụ lúc này mới nhìn tới thời cơ làm ăn. Tạ Vãn Tình bình tĩnh nói. Diệp Tiểu Đồng nhìn qua Trương Khắc đang chơi với chỉ đồng ở trong lòng, nghĩ, với sự am hiểu của y về thông tấn số, Hải Dụ sao có thể tới giờ mới nhận ra thời cơ làm ăn? Diệp Tiểu Đồng không hỏi tiếp, chuyện thay đổi đại lý cấp tỉnh cũng không phải là do cô có thể quyết định, vốn định ở lại Hải Châu thêm một ngày, nhưng giờ phải về trước dự định rồi. Trương Khắc cùng Hứa Tư tiễn Diệp Tiểu Đồng, nhìn cô ta vào chiếc Volvo màu lam phóng vụt đi, Trương Khắc tặc lưỡi. Cô ả họ Diệp này có cặp mắt rất sắc sảo đấy. Chuyện chị Vãn Tình muốn liệu có thành được không? Quan trọng là Hải Dụ cần nghiệp vụ này. Trương Khắc khẽ thở dài, đẩy vai Hứa Tư vào thang máy, buổi chiều thang máy không một bóng người, bốn vách thép không gì sáng như gương, Trương Khắc đầu óc bị chuyện đại lý cấp tỉnh chiếm cứ, dựa vào vách, vô tình nhìn thấy Hứa Tư đang nhìn mình. Sao thế? Trương Khắc quay đầu sang nhìn Hứa Tư, nghe tiếng thang máy chậm chậm chạy lên. Lòng lại thầm mong nó đột nhiên ngừng lại chỗ này. Không có gì. Hứa Tư cười, đôi mắt nhung sau gọng kính đen như tỏa sáng, cô không phải cố ý giữ sự lãnh đạm như ở văn phòng, nụ cười càng thêm rực rỡ. Có chút cảm giác khó tin, không được chân thực cho lắm. Chị phải tìm em, dù sao không thể tùy tiện giao 3 năm cuộc đời cho em được. Trong thang máy không có người khác, Trương Khác có thể thoải mái ngắm nhìn Hứa Tư, lông mi thật dài cong vút, đôi mắt trong suốt long lanh. Chẳng hề có ý né tránh ánh mắt của y. Trương Khắc lại cảm thấy nhịp thở mình nhanh dần, tầm mắt hạ xuống, chiếc áo bó sát ôm lấy hai bầu vú no căng, Trương Khắc tới bên Hứa Tư, vừa rồi cô giúp Diệp Tiểu Đồng bê cặp tài liệu, cổ áo hơi nhăn, xuất hiện khe hở có thể thấy một mảng trắng mê người, từ trên liếc xuống thấy một góc áo lót màu đỏ. Hứa Tư vuốt phẳng ngực áo, lườm Trương Khắc một cái. Cầu thang máy bỗng mở ra, một đôi nam nữ đi vào. Trương Khắc cười khì, lùi lại nhường vị trí. Đợi đôi nam nữ đó ra ở lầu 9, liền nói. Muốn ngay lập tức đẩy công ty Gia Tín đi thì khả năng không cao, chắc chắn nhất là cùng Gia Tín chia đôi thị trường Đông Hải, lát nữa chị nói với chị Vãn Tình. Vì sao cậu không nói? Hứa Tư không hiểu Trương Khắc có ý gì. Từ Hải Châu, hai nơi Tân Thái, Lũng Hải cũng chưa có đại lý, nếu chia đôi Đông Hải với Gia Tín thật, Hải Dụ sẽ được nửa phía Đông. Biện pháp tốt nhất là lập công ty con ở Hải Châu, lúc đó nhân viên hỗn tạp, ai muốn nghe thằng chip hôi chỉ tay múa chân. Cũng biết mình là thằng chip hôi à? Hứa Tư cười duyên. Cậu muốn nói gì sao không nói thẳng với chị ấy mà cần tôi làm ống truyền lời. Chị Vãn Tình không chỉ đại biểu ình chị ấy, còn chị đại biểu cho em. Ừ. Hứa Tư đáp một tiếng, tựa hiểu tựa không. Trong phòng lớn còn nhiều người bị quảng cáo thu hút mà tới. Trương Khắc và Hứa Tư đi thẳng vào phòng tiếp khác. Tạ Vãn Tình và Thái Phi Quyên đang thảo luận chuyện hợp tác với Trịnh Hâm, chỉ đồng yên tĩnh nằm dựa vào vòng tay mẹ, đôi mắt trẻ thơ tò mò nhìn Trương Khắc, Hứa Tư nối nhau đi vào. Tạ Vãn Tình ngẩng đầu lên thấy Trương Khắc, cười ôm chỉ đồng vào lòng, nhường chỗ ghế bên cạnh ra, Trương Khắc kéo chỉ đồng qua, đặt cô bé lên bàn làm việc, nói. Để Hứa Tư nói chi tiết với chị, cái gì cũng do bọn em cùng nghĩ ra. Chúng ta nửa ngày trời không để ý tới chỉ đồng, bà cô nhỏ sắp giận rồi. Miệng vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt trong như phát sáng của chỉ đồng, từ từ áp tới. Bà cô nhỏ, mấy ngày qua ở nhà có hay giận dỗi không? Chỉ đồng xấu hổ cúi đầu tới, tóc Trương Khắc cọ lên khuôn mặt nhỏ, ngơ ngứa cười khanh khách, tiếng cười như tiếng nước suối mát chảy róc rách thấm vào lòng người. Nghe thấy tiếng cười của chỉ đồng, Tạ Vãn Tình cười vui vẻ bảo Hứa Tư ngồi bên mình, bảo. City Hải Dụ có thể đưa ra phương án làm Trịnh Hâm hài lòng hay không là trông cậy vào hai đứa đó, không có vấn đề gì chứ. Hứa Tư có chút thiếu tự tin nhìn Trương Khắc, y đang chơi nhìn nhau với chỉ đồng không để ý tới mình, hết cách, đành nói. Thị trường di động số mới bắt đầu, Gia Tín không nhiệt tình lắm, nhưng đã đầu tư một phần vào rồi, bọn họ cũng không dễ nhường ra, nếu có thể cùng Gia Tín chia đôi Đông Hải, là phương án các bên đều dễ chấp nhận. Tạ Vãn Tình nhìn Thái Phi Quyên rồi nói. Nhu cấp bách của công ty hiện nay là có nghiệp vụ sản sinh được lợi nhuận để duy trì,
không thể tiếp nhận thêm ngăn trở nữa, phương án này có thể tiếp nhận. Chị vừa nói với chị Thái rồi, để tăng lên vốn đàm phán, chúng ta có thể hứa với Thịnh Hâm, trong thời gian nhất định không đồng thời làm đại lý cho thương hiệu cạnh tranh của Ericsson. Đại lý độc quyền. Trương Khắc tùy đùa nghịch, tâm tư vẫn ở phía bọn họ, nghe Tạ Vãn Tình nói thế, cũng phục quyết đoán của cô. Kinh doanh cần nhất là thiên phú, lời này không phải giả, Tạ Vãn Tình tiếp nhận Hải Dụ mới một tháng đã biết chọn lựa, ngộ tính không tệ. Thái Phi Quyên nhận ra sự nghi hoặc nói. Chúng tôi đã thu thập tài liệu rất tỉ mỉ, năm sau chỉ có Ericsson có kế hoạch đưa ra di động giao diện tiếng Trung, các thương hiệu khác kể cả Motorola sớm nhất cũng phải cuối năm sau mới có kế hoạch tương tự. Tức là sang năm Ericsson có thể chiếm phần thị trường của Motorola, sẽ chiếm được tiên cơ, sau đó mở rộng thành quả vào năm sau. Tức là trong vòng 2 năm, trừ Motorola ra, các thương hiệu khác đều không theo kịp Ericsson, không bằng từ bỏ luôn, để tăng thêm vốn đàm phán. Nhưng thời gian cụ thể bao nhiêu phải xem đàm phán. Hứa Tư gật đầu. Kỳ tăng trưởng mạnh của thị trường được dự kiến là năm sau, năm nay phải lập nên đường tiêu thụ hoàn chỉnh, công tác phải làm rất nhiều, Hải Dụ phải thành lập phòng ban chuyên môn hoặc công ty con để thao tác cụ thể. Nếu chia đôi thị trường với Gia Tín, chúng ta chỉ được phần phía đông, công ty con phải đặt ở Hải Châu. Tạ Vãn Tình quay sang hỏi Trương Khác. Em thấy sao? Chương 53, cần nhà đầu tư mới. Văn phòng làm công tác thị trường trước, đợi công ty con thành lập rồi sát nhập là được. Tạ Vãn Tình cũng có suy nghĩ như thế. Chị Thái phụ trách nghiệp vụ công ty, Hứa Tư hỗ trợ, em thấy thế nào? Để Hứa Tư lại cho em còn cần chị ấy dạy kèm. Trương Khác không muốn Hứa Tư bị chuyện rắc rối quấn lấy, giám đốc sự vụ của Hải Dụ không thiếu, giữ Hứa Tư bên mình tốt hơn, còn nhiều việc sai cô ấy làm. Thi thoảng giúp chị Thái một chút thì được. Thái Phi Quyên không coi lời Trương Khác là thật. Bản thân cô hứa muốn thế nào? Hứa Tư cười xin lỗi. Chuyện cụ thể tôi chẳng làm được gì. Tạ Vãn Tình nghĩ Trương Khác còn đi học không tiện tham dự việc công ty, đúng là cần một trợ lý chuyên môn, chỉ là Hứa Tư xinh đẹp cuốn hút như thế, Trương Khác lại đang ở độ tuổi manh nha tình đầu, hai người ở lâu bên nhau xảy ra chuyện gì, cô không biết phải ăn nói với cha mẹ Trương Khác ra sao. Nhìn đôi mắt Hứa Tư thản nhiên không hề chứa đựng lạ thường nào, Tạ Vãn Tình nghĩ, chắc mình cả nghĩ. Bảo Trương Khác, bên em sát nhập vào coi như tính em 40% cổ phần nhé. Trương Khác không trả lời ngay mà hỏi. Mặc dù các nơi khác có thể học theo mô hình của Hải Châu, nhưng muốn thị trường mau chóng khởi động, thời gian đầu cần đầu tư tài chính nhất định, hiện nay áp lực tài chính của Hải Dụ rất lớn phải không? Tạ Vãn Tình gật đầu. Vậy phương án này có thể làm người khác động lòng không? Tạ Vãn Tình có chút do dự, Trương Khác nói tiếp. Để công ty con thao tác, không bằng lập công ty mới, đem tài sản lẫn nợ của Hải Dụ trong khu vực tương quan chỉnh hợp vào công ty mới. Giảm bớt áp lực nợ cho Hải Dụ, đương nhiên cần phải tìm một hai nhà đầu tư chia sẻ áp lực này. Thời đó trong nước còn lạ lẫm với việc tổ chức lại tài sản, còn đường tắt giải quyết nợ xấu, nhất là nợ ngầm cao như Hải Dụ phải trong thời gian ngắn đưa các nhà đầu tư khác vào. Trương Khắc tin phương án của mình có sức hấp dẫn tương đối, cho dù nội bộ gia tộc họ Tạ không có ai muốn hợp tác, nhưng người khác nhìn thấy bối cảnh gia tộc Tạ từ sau lưng Tạ Vãn Tình sẽ sẵn lòng ra tay. Tạ Vãn Tình nghe Trương Khác nói sơ qua, cũng thấy phương án này rất có sức hấp dẫn. Em nói tỉ mỉ hơn xem nào. Chuyện này liên quan tới vấn đề tài vụ cụ thể, em chưa nghĩ kỹ. Nhìn chung, bên em phụ trách khai phá thị trường Hải Châu, còn việc khác để chị và chị Thái làm. Còn cổ phần em chiếm 20% là đủ, cho thuận tiện trước tiên để dưới danh nghĩa Hứa Tư. Luật công ty không quy định rõ ràng người vị thành niên không thể làm người sáng lập công ty, càng không cấm giữ cổ phần. Nhưng muốn thu hút nhà đầu tư khác, nếu cổ phần mang tên y, sợ đối phương không tín nhiệm. Tạ Vãn Tình muốn cho Trương Khác 40% cổ phần thực lòng hy vọng Trương Khác sẽ nhận, nhưng Thái Phi Quyên rất khẩn trương, dù phương án Trương Khác đề xuất ra rất có tính khả thi, nhưng chỉ bằng phương án này và phân ngạch thị trường Hải Châu mà chiếm tới 40% cổ phần, khó làm người khác trong công ty phục. Trương Khác chủ động hạ thấp cổ phần của mình, còn kiến nghị để công ty mới thay Hải Dụ san sẻ áp lực nợ. Làm Thái Phi Quyên thán phục. Vậy tôi không dám giữ Hứa Tư lại giúp mình rồi, ít nhất danh nghĩa cô ấy là chủ của tôi. Hứa Tư đỏ mặt, Trương Khác tùy ý đem cổ phần để dưới tên mình, sự tín nhiệm này làm cô cảm động. Nhưng lại ánh mắt của Tạ Vãn Tình và Thái Phi Quyên làm cô xấu hổ, ngồi đó tỏ ra thiếu tự nhiên. Đúng lúc này điện thoại trên bàn reo vang, Trương Khác tiện tay nhấc lên,
nghe thấy giọng đối phương, thiếu chút nữa rụng rời chân tay. Ba, sao lại là ba? Tiểu Khác à, con chơi ở đâu đấy? À bác Đường, con nói chuyện điện thoại với bí thư Từ, nói chị Vãn Tình con đưa chỉ đồng tới Hải Châu, bác Đường muốn thương lượng với cha phải làm chọn tình chủ nhà, tìm khắp lượt, nghĩ ra chị Vãn Tình con có thể ở văn phòng này. Không phải con bảo hôm nay tự học ở trường à? Trương Khác vã mồ hôi lạnh, còn tưởng bị bại lộ, thấy Hứa Tư mặt tái đi khẩn trương, vội nói. Chị Vãn Tình vừa gọi con tới chơi. Đẩy khoai nóng cho Tạ Vãn Tình. Ba em, cùng thị trưởng Đường muốn mời chị ăn cơm. Tạ Vãn Tình nhận lấy điện thoại, ậm ừ mấy tiếng rồi cúp máy, nói với Trương Khác. 6 giờ xe đến đón, con gái thị trưởng Đường cũng tới, nghe nói cô bé rất xinh đẹp, còn là bạn học của em. Loại tiệc gia đình này chắc mẹ rất mừng, nghe Tạ Vãn Tình cố ý nhắc tới Đường Thanh trước mặt Hứa Tư, Trương Khác giả ngốc. Tạm tạm, chắc thấy có gì đặc biệt suốt ngày ở cùng chị Hứa Tư, nhìn ai cũng bình thường. Lôi tôi vào làm gì, tôi sao so được với bạn gái của cậu. Hứa Tư vội vàng vạch rõ giới tuyến. Tạ Vãn Tình chỉ sợ Trương Khác tuổi quá nhỏ, không chịu nổi sự dụ hoặc của Hứa Tư, lần này tới thấy Hứa Tư ăn mặc rất đơn giản, còn cố ý đeo cái kính thật to. Hiểu Hứa Tư cũng biết giữ chừng mực. Nói với Thái Phi Quyên. Chị Thái, chị đại biểu tôi mời Hứa Tư và mọi người bữa cơm, sau này còn nhiều chuyện phiền tới họ. 6 giờ, Trương Khác nắm tay chỉ đồng cùng Tạ Vãn Tình đợi dưới sân của Tân Hải Thông, không ngờ Lưu Văn Binh lái xe số 2 của thành ủy tới. Chưa đợi xe dừng hẳn, khuôn mặt xinh đẹp mê người của Đường Thanh đã xuất hiện sau cửa sổ, vừa đẩy cửa xe, vừa trách Trương Khác. Suốt cả ngày bạn trốn đi đâu đó hả? Còn lừa mẹ bạn là tự học ở trường, hại mình phải nói dối. Tới đó ánh mắt dừng ở cô bé đang nắm mép áo Trương Khác. À, tiểu chỉ đồng phải không? Cứ như phát hiện ra món đồ chơi mới lạ. Chỉ đồng thật là đẹp, cho chị nhéo cái nào. Chỉ đồng hết nhìn Trương Khác lại nhìn Đường Thanh chạy tới phía mình, đang đưa tay ra tựa hồ muốn nhéo thật mạnh má mình, lùi về sau một bước, có chút do dự, song vẫn để Đường Thanh véo đi vẹo lại má mình như nặn bùn. Chợt nhớ ra còn người khác, Đường Thanh nắm tay chỉ đồng, đứng dậy xấu hổ nói với Tạ Vãn Tình. Chị Vãn Tình, em thường nghe Trương Khác nói tới chị thật là xinh đẹp. Chị cũng thường nghe Tiểu Khác nhắc tới bạn gái nhỏ của mình. Tạ Vãn Tình cười, khuôn mặt tinh mỹ như món đồ sứ cao cấp của Đường Thanh tỏa sức sống dạng người, vóc người cao, tuy chưa phát triển hết nhưng cực kỳ có sức lay động lòng người, là đại mỹ nữ không kém Hứa Tư là bao. Chẳng trách ánh mắt cậu chàng nhìn Hứa Tư có thể bình thản như thế, té ra có tiểu tình nhân thật mê người. Tạ Vãn Tình coi Trương Khác là thiếu niên mới hiểu chuyện nam nữ, đơn thuần mà trung tình. Đường Thanh thẹn thùng giận dỗi nói. Ai là bạn gái nhỏ của bạn ấy cứ dửng dưng với người ta. Trương Khác ngớ người, không biết lời này của Đường Thanh là phủ nhận hay hờn dỗi, đứng đó không nói, liếc mắt nhìn gò mà ửng hồng của Đường Thanh, thầm nghĩ may mà Hứa Tư không xuống tiễn bọn họ. Nếu để Đường Thanh gặp phải thì gay gâu to. Lúc này Tương Vi và Dương Vân nhận được thông báo liên hoan, đang tới văn phòng, thấy Trương Khác chui vào xe Nissan, nhìn biển số ngạc nhiên nói. Tiểu Chu, đó là xe của thị trưởng Đường Học Khiêm, người vừa vào đó có phải giám đốc Tiểu Trương không? Chẳng phải cậu ấy đang bế con gái giám đốc Tạ đấy sao? Chu Nhất Bình thấy Tương Vi biết còn cố hỏi, chắc là quá kinh ngạc. Hay giám đốc Tiểu Trương là thân thích của thị trưởng Đường? Tôi lại thấy cậu ấy giống một người. Ai? Người hay đứng cạnh thị trưởng Đường trên TV ấy. Không để ý. Tương Vi vừa mới rời khỏi hệ thống hành chính, thêm vào cha chồng cùng chồng đều là quan viên chính phủ, tất nhiên quen thuộc với quan trường Hải Châu. Trương Chi Hành, thư ký trưởng chính phủ, giám đốc Tiểu Trương rất giống ông ấy, sao mấy ngày trước tôi lại không nhớ ra nhỉ? Chẳng lẽ là con trai ông ấy, giám đốc Tiểu Trương tuổi nhỏ mà năng lực hơn chúng ta nhiều. Giáo dục gia đình hẳn rất tốt. Đùa à, Trương Chi Hành mới trên 40, có con trai lớn như thế, phải kết hôn năm 20 tuổi. Tương Vi không thấy có khả năng này, đoán chừng là thân thích của Trương Chi Hành. Tương Vi sở dĩ ứng tuyển công tác hiện giờ là sau khi rời khỏi cục tài chính, cô không cam tâm làm phụ nữ gia đình, lại căm ghét chuyện dơ bẩn trong thể chế, không muốn vào cơ quan chính phủ công tác nữa, nên nghĩ tới ra ngoài làm công. Nhìn thấy Đường Học Khiêm phái xe tới đón tổng giám đốc công ty, Tương Vi có chút kinh ngạc, Tạ Vãn Tình là ai mà khiến Đường Học Khiêm phải lấy lòng như thế. Xem ra bối cảnh của Hải Dụ. Tương Vi nghĩ, bảo chồng nghe ngóng một chút là rõ, liền cùng mọi người vào văn phòng. Chương 54,
đánh tan ý định của Đường Thanh. Lời mời của Đường Học Khiêm có ý vị an ủi cô nhi quả phụ, dù sao lúc ấy ông ta là phó thị trưởng phân quản giao thông, tuy lúc đó bị cách lý thẩm tra không có trách nhiệm, nhưng trong lòng luôn có chút bất an. Bữa tiệc được đặt ở nhà hàng Tây Thành, khi Trương Khác và Tạ Vãn Tình tới nơi, Cố Kiến Bình và mẹ đã đợi ở đại sảnh. Giờ Cố Kiến Bình đối đãi với cả nhà Trương Chi Hành không còn tư thái thị trưởng phu nhân, thêm vào Lương Cách Chân chú ý chừng mực, nên quan hệ hai nhà vô cùng hài hòa. Lương Cách Chân thấy Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng tới, liền giúp cô giới thiệu với Cố Kiến Bình. Lưu Văn Bính lái xe đi đón Trương Chi Hành và Đường Học Khiêm. Ba nhà cùng lái xe Lưu Văn Bính, tổng cộng 9 người bày tiệc trong phòng bao lầu 3, ngoài cửa kính là cảnh đêm mê ly, Đường Học Khiêm và Trương Chi Hành chẳng có mấy đề tài nói với Tạ Vãn Tình, do Cố Kiến Bình và Lương Cách Chân tiếp chuyện cô. Trương Khác và Đường Thanh đặt Chỉ Đồng trắng trẻo xinh xắn ở giữa, nói chuyện trường học. Trương Khác không để tâm tư ở trường học, rất nhiều chuyện Đường Thanh nói y không nghe vào tai, nhưng tránh lộ sơ hở, phải giả vờ nghe rất thích thú. Giữa bữa tiệc, Đường Học Khiêm hỏi. Khi nói chuyện điện thoại với Bí Thư Từ, tôi nghe nói gần đây công ty Hải Dụ gặp chút khó khăn trong kinh doanh. Tạ Vãn Tình cười rất chuẩn mực. Đúng là có chút khó khăn, tôi mới tiếp nhận công ty, không có kinh nghiệm lắm, thêm vào vấn đề quản lý cho nên không được thuận lợi. Tôi không muốn làm ông nội Chỉ Đồng khó xử, tạm thời bỏ công ty ở tỉnh, muốn đăng ký một công ty mới ở Hải Châu. Đường Học Khiêm không ngờ cô đặt công ty mới ở Hải Châu, hẳn không phải vì tránh cho Từ Học Bình khỏi khó xử, quan tâm hỏi. Công ty mới chuẩn bị thế nào rồi, có cần giúp đỡ gì, cô cứ nói với Chi Hành hoặc tôi đều được. Tạ Vãn Tình nhìn qua Trương Khác. Tiểu Khác đã đưa ra không ít ý kiến giúp tôi. Đường Thanh nghe thế chen vào. Em cũng muốn tới công ty chị Vãn Tình làm việc. Trương Khác ôm đầu, chuyện này mà xảy ra thì là tai họa. Đường Thanh hưng phấn nói lỡ miệng mất rồi, thấy cha quay đầu sang, cười khì khì. Tiền tiêu vặt không đủ, con liền quấn lấy chị Vãn Tình muốn tới công ty làm việc, đảm bảo không ảnh hưởng tới học tập. Người ta cũng sẽ không nói chị Vãn Tình hối lộ ba thông qua con. Ba còn chưa đủ tư cách để chị ấy hối lộ. Trương Chi Hành sặc nước, quay sang Đường Học Khiêm cười khổ. Tôi không quản nổi thằng nhóc này nữa rồi. Đường Học Khiêm cười xòa. Cậu kệ nó, để Vãn Tình giúp cậu quản, có thực tế xã hội không phải chuyện xấu, chỉ cần không lỡ chuyện học hành là được. Đường Thanh thấy cha mình không để ý tới vẻ mặt háo hức của mình, nóng lòng nói. Còn con thì sao, con cũng muốn có thực tiễn xã hội. Bạn làm được gì? Quét dọn nhà vệ sinh à? Trương Khác nhìn Đường Thanh với vẻ coi thường, nhất định phải đánh tan ý định của cô, nếu không mỗi ngày để Đường Thanh và Hứa Tư chạm mặt nhau chẳng phải rắc rối lớn bình thường, nó là thảm họa. Quét dọn nhà vệ sinh mình cũng làm, lao động không phân chia sang hèn. Đường Thanh hơi hết mặt lên, ý chí rất kiên định. Nhắc tới quét dọn WC, mình nhớ tới câu chuyện về một nữ chính trị gia Nhật Bản. Trương Khác nhắm chừng Cố Kiến Bình không muốn Đường Thanh phân tâm chuyện học tập, nói. Nữ chính trị gia đó sau khi tốt nghiệp đại học, liền vào khách sạn, công việc thực tập đầu tiên là quét dọn WC, có điều ban đầu bà ấy cho rằng đây là việc vừa bẩn vừa mệt, không có địa vị, mai một tài năng, chỉ hy vọng tới kỳ thực tập kết thúc. Một ngày bà ấy thấy một bà già cùng làm việc với mình sau khi dọn dẹp xong, lấy cốc múc nước trong bồn cầu ra uống, bà ấy kinh ngạc, nước trong bồn cầu sao uống được. Bà già kia nói, bồn cầu tôi lau rửa, cho dù nước trong đó cũng yên tâm dùng. Bị thái độ công tác đó cảm nhiễm, về sau bà ấy không dám coi quét dọn nhà vệ sinh là công việc thấp hèn nữa, mỗi ngày đều làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm. Tới khi thực tập kết thúc, quản lý khách sạn muốn kiểm tra thành quả thực tập của bà ấy liền uống một cốc nước lấy từ bồn cầu ngay trước mặt mọi người. Khách sạn cho rằng bà ấy là nhân tài có thể dùng, liền giữ lại, bà ấy mau chóng thăng lên tầng quản lý. Rồi tiến vào chính trường, thành một nữ chính trị gia Nhật Bản. Đường Thanh chớp mắt thốt lên. Thật không? Lương Cách Chân thấy Đường Thanh mặt tỏ vẻ sợ sệt, hiển nhiên là lo Trương Khác đưa ra yêu cầu như thế, cười nói. Đừng nghe nó bịa, làm gì có nữ chính trị gia uống nước trong bồn cầu. Đường Học Khiêm tham gia. Ở Nhật Bản đúng là có một người như thế, lần trước lên tỉnh tôi có nghe Bí Thư Đảo Tấn kể, tên thì quên rồi, không ngờ Tiểu Khác biết. Sợ là Tiểu Thanh không có thái độ làm việc nghiêm khắc đó. Tuy câu chuyện đó rất khiến người ta cảm phục, nhưng Đường Thanh ngậm miệng không dám nhắc tới chuyện tới Hải Dụ quét dọn WC nữa. Lương Cách Chân thấy Trương Khác dương dương đắc ý, cười mắng. Con đắc ý cái gì, hiện giờ con không gây loạn thêm cho chị Vãn Tình con đã là giỏi rồi.
Trương Khắc không ngại Đường Thanh nói lỡ miệng, che che đậy đậy chẳng bằng lộ ra 9 phần thật, 1 phần giả, chỉ cười không nói. Trong lòng Tạ Vãn Tình thực sự lo làm lỡ dở chuyện học hành của Trương Khắc, công tác giai đoạn đầu không thể thiếu được y, cô cũng hoài nghi Trương Khắc có chịu nghiêm túc học tập hay không, nhưng không thể nói ra trước mặt vợ chồng Trương Chi Hành, mà thấy họ không phản đối lắm, nói. Tiểu Khắc giúp được tôi rất nhiều, cao trung học tập căng thẳng, nên tôi cũng lo ảnh hưởng đến em nó. Trương Chi Hành cũng không muốn đem chuyện học tập trói buộc con, cười. Thằng nhóc này chẳng so được với Tiểu Thanh, tôi cũng chấp nhận rồi, nó ở trường chẳng học cho tử tế, để nó chạy chơi khắp nơi, chẳng bằng kiếm chút việc cho nó làm, chỉ sợ gây thêm phiền phức cho cô. Không đâu, không đâu. Tạ Vãn Tình vội nói. Lương Cách Chân chẳng biết hiện giờ con trai hiện giờ đang làm gì, nhưng thấy thái độ dung túng của chồng nên cũng kệ, nghe nói ra nước ngoài chỉ cần tiếng Anh là được. Con mình chẳng phải vẫn nhớ tìm người dạy thêm tiếng Anh đó sao, thứ khác thì tùy nó. Cố Kiến Bình không rõ lắm tác dụng của Trương Khắc trong sự kiện mùa hè vừa rồi, nhưng càng thấy quý Trương Khắc, chỉ là số lần thằng nhóc này tới tìm Đường Thanh ít hơn thời sơ chung, nghĩ, hay là hai đứa trở nên xa cách rồi. Nhưng lại rất sợ hai đứa trẻ quá thân thiết làm ra chuyện không đúng tuổi. Công ty cổ phần hữu hạn thực nghiệp Hoành Viễn của Trương Chi Phi sau hơn 1 tháng chuẩn bị, chính thức đi vào hoạt động ngày 15 tháng 9. Đường Học Khiêm tham gia nghi thức cắt băng khánh thành. Tân công ty đăng ký tài chính 1.000 vạn, Viện Kiến thiết Thành thị, Viện Khảm sát Địa chất Hải Châu đều tham gia cổ phần, là người sáng lập, Trương Chi Phi chỉ chiếm chưa tới 30% cổ phần, nhưng trước mùa hè vừa rồi, thậm chí hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới được nắm một công ty lớn nhanh như vậy. Trương Khắc kéo Đường Thanh, Đỗ Phi cùng tham gia tiệc tối, thấy chú mặt đỏ bừng bừng, lo lắng mở rộng mang tính nhảy vọt này chưa chắc đã phải là chuyện tốt. Chỉ e chú nhất thời hưng phấn, cố lấn sân sang lĩnh vực khác. Tên gọi của công ty không phải là công ty công trình mà công ty thực nghiệp, cho thấy trừ chú ra, các cổ đông khác cũng mang dã tâm bừng bừng. 2 ngày sau, Trương Khắc đưa ra bản phương án phát thảo nhắm vào thị trường di động toàn tỉnh, đây chỉ là bổ sung cho phương án trước đó, lượng công tác không nhiều, Thái Phi Quyên đưa về tỉnh thành để tu sửa thêm, Trương Khắc không tham gia cuộc đàm phán cụ thể, kết quả có thể dự đoán được. Kỳ thực Diệp Kiến Bân nhận được báo cáo từ phía của em họ đã muốn đổi luôn Gia Tín rồi, Hải Dụ chắc chắn là đối tác mà hắn cần nhất, nhưng không thể tùy tiện phá hỏng quy tắc thương nghiệp được. Nhưng nếu Gia Tín không quá nhiệt tình với thị trường di động số thì khuyên bọn họ chia bớt thị trường cho Hải Dụ không phải là khó. Chương 55, Chính Thái, Hải Thái. Tạ Vãn Tình ở tỉnh thành vừa đàm phán với Thịnh Hâm tranh thủ thêm phân ngạch thị trường, vừa tiến hành hạch toán tách rời tài sản cùng nợ của Hải Dụ trong khu vực đem đàm phán. Còn phải tìm đối tác mới, làm giảm bớt áp lực tài chính. Bên phía Hải Châu sau khi chính thức có được quyền đại lý, số tài chính định hướng trước kia tuyệt đại bộ phận thành kim ngạch hợp đồng chảy vào City Thịnh Hâm, sắp xỉ 200 vạn, chỉ có số ít là rút lui. Mặc dù công ty mới chưa thành lập, Thái Phi Quyên ở lại tỉnh thành hiệp trợ Tạ Vãn Tình có rất nhiều việc phải làm. Chu Du, Phó Tổng Giám đốc tới Hải Châu giúp triển khai công tác, hắn là một trong số nguyên lão cùng Từ Chí Minh sáng lập ra Hải Dụ. Về sau Tạ Chiêm nắm quyền, hắn bị điều đi khỏi tầng quản lý trung tâm, Tạ Vãn Tình tiếp thu công ty, tất nhiên hắn được trọng dụng lại. Chu Du 34 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Hoa Đông, có vẻ tham gia chính trị hợp hơn kinh doanh, hắn đeo kính dày, người cao, mắt hẹp rất sắc bén. Chu Du lần đầu nhìn thấy Trương Khắc rất kinh ngạc, nhưng không dám xem thường Trương Khắc, hắn tất nhiên đã biết chuyện ở văn phòng Hải Dụ. Song vẫn cho rằng có được thành tích hiện nay chủ yếu là do Hứa Tư và người ở dưới. Sau khi Chu Du tới, Trương Khắc cố gắng giảm bớt việc xuất hiện ở văn phòng, dù sao ở thời đầu phát triển thị trường chưa quá phức tạp, tin rằng người làm marketing chuyên nghiệp như Chu Du có thể làm thật hoàn mỹ. Thái Phi Quyên phụ trách doanh vận, Chu Du phụ trách mở rộng thị trường, đi cùng Chu Du còn có Đan Mai, tổng giám sát tài vụ, là cô gái 27 tuổi, trông khá xinh xắn trắng trẻo. Cô ta được Tạ Vãn Tình mời từ Chính Thái tới giải quyết vấn đề tài sản. Trương Khắc nghe thế là biết Tạ Vãn Tình vẫn tìm kiếm người hợp tác trong nội bộ gia tộc. Đồng thời, giám đốc văn phòng và chủ quản nghiệp vụ ác nơi phía đông tỉnh Đông Hải cùng tới Hải Châu tham gia công tác, văn phòng ban đầu vốn còn rộng rãi, trở nên đầy người huyên náo. Ước chừng qua 2 tuần, bộ khung công ty mới đã xuất hiện, tập đoàn Chính Thái cung cấp 500 vạn tham dự công ty mới, chiếm 46% cổ phần. Hải Dụ đem 200 vạn cùng con đường tiêu thị trước đó gia nhập, chiếm 34% cổ phần, Thí Phi Quyên, Chu Du, Thiền Mai bỏ vốn riêng tham dự, chiếm 5% cổ phần,
Trương Khác lấy phân ngạch thị trường Hải Châu tham gia thực tế chỉ có 15%, để dưới tên Hứa Tư. Công ty mới có tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hải Thái, do Tạ Vãn Tình làm tổng giám đốc, sự vụ cụ thể do Chu Du, Thiền Mai, Thái Phi Quyên phụ trách. Phân phối cổ phần như thế Trương Khác không nói gì, mặc dù công ty mới thiếu tài chính, nhưng cũng chẳng cần tới 700 vạn, chính Thái lợi dụng ưu thế tài chính của mình, chiếm cứ thêm cổ phần, nói rõ bọn họ cũng coi trọng tiền đồ thị trường di động. Trương Khác chỉ an ủi mình, bối cảnh của chính Thái có thể giúp đỡ thêm cho công ty, y không muốn Tạ Vãn Tình bị kẹp ở giữa khó xử. Tạ Vãn Tình không thể cấp cho Trương Khác 20% cổ phần như đã hứa nên rất áy náy. Trong hệ thống mậu dịch tiêu thụ, tác dụng tài chính là thứ yếu, năng lực và dung lượng thị trường mới là quan trọng, Trương Khác không dùng chút tài chính nào lấy được quyền đại lý đặc biệt, là người lên kế hoạch và chấp hành nó, Trương Khác xứng đáng được nhiều hơn 15%. Trương khi City Hải Thái chính thức thành lập, lượng đặt hàng ở Hải Châu đã tới 300 vạn, gần bằng tổng lượng của Gia Tín ở nửa phía Tây, Thịnh Hâm lại quả làm phần thượng đặc biệt, vì Hải Thái chưa chính thức thành lập, Tạ Vãn Tình chuyển 18 vạn lợi nhuận cho Trương Khác, làm bồi thường vì giảm bớt cổ phần. Năm 94, ngân hàng trong nước chưa phát hành thẻ tín dụng, Trương Khác nhìn số tiền trên sổ tiết kiệm, búng một cái, đưa cho Hứa Tư. Chị cầm lấy mà trả nợ. Hứa Tư sửng sốt. Thời đó 18 vạn tuyệt đối là con số khổng lồ, thấy Trương Khác thản nhiên như không, chẳng trách y có thể nhẹ nhàng vay hộ mình 12 vạn, Hứa Tư từ chối. Đây là tiền của cậu, tôi còn có lương ở Hải Thái. Hứa Tư đưa tay đẩy ra, Trương Khác nhân cơ hội nắm luôn lấy bàn tay mềm mại, nói. Chị đang làm việc cho em, ở bên phía Hải Châu là kiêm chức, 3 năm cuộc đời chị là của em, chị còn chưa hiểu sao. Nhìn đôi mắt tuyệt mỹ gần như tà mị của Hứa Tư. Trương Khác muốn chết chìm trong đó. Sự dịu dàng lẫn bá đạo của Trương Khác làm một tình cảm khác lạ lan đi trong tim Hứa Tư, cảm giác ấm áp đó lâu lắm rồi cô chưa được cảm nhận, có chút ngọt ngào, không muốn rút tay khỏi lòng bàn tay lớn của y, có điều bị Trương Khác nhìn say đắm như thế, Hứa Tư thẹn thùng cúi đầu tránh ánh mắt nóng bỏng ấy. Tôi cầm bao nhiêu tiền như thế về phải giải thích ra sao? Chỉ cần có công việc tốt, có lương bổng không tệ, trong nhà tôi đã yên tâm rồi. Chị nói cũng phải, trước đó em mang tới 12 vạn đã làm nhà chị bất an rồi. Trương Khác nhìn cánh môi hồng cong cong dưới sống mũi thẳng, cố kiềm chế khao khát ôm lấy Hứa Tư áp môi lên đó, nói. Buổi tối mời chị mới chị Vãn Tình tới nhà chị ăn cơm đi. Không đợi Hứa Tư trả lời Trương Khác đã thêm một câu khẳng định. Cứ quyết như thế, hôm nay nhốt chị Đồng trong văn phòng cả ngày rồi, nó nhất định muốn ra ngoài chơi, cứ tới nhà chị, lát nữa em nói với chị Vãn Tình. Nhìn Trương Khác dứt khoát đẩy cửa ra ngoài văn phòng, trong lòng Hứa Tư cảm thấy êm dịu, đâm lo Tạ Vãn Tình không đi, đang dọn văn kiện trên bàn thì Tiểu Chỉ Đồng đẩy cửa chạy vào, hai bàn tay nhỏ bé hưng phấn khua loạn lên, Hứa Tư cười nhẹ nhõm, ôm lấy Chỉ Đồng. Ở công ty mới, Hứa Tư chỉ đảm nhận chức vị trợ lý đặc biệt, trước đó đã nói rõ ràng không muốn cô đặt tinh lực chủ yếu ở đó, chỉ cần có một vị trí trong phòng làm việc lớn là được. Qua Trung Thu, công tác khai thác thị trường ở năm thành phố phía đông tỉnh Đông Hải tiến hành đúng trình tự, trước đó Tạ Vãn Tình tiến hành điều chỉnh lớn con đường tiêu thụ ở nơi này, nhân sự thay máu toàn bộ, lại có tác dụng kiểu mẫu ở Hải Châu, thị trường nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Bốn người Tương Vi cũng tìm được vị trí mới ở công ty mới, năng lực của bọn họ đã được khẳng định, chức vị không tệ. Bữa tiệc thành lập công ty mới tổ chức hôm qua, nhân viên hết sức hưng phấn với tiền đồ của công ty, đặc biệt trước khi công ty được thành lập. Tạ Vãn Tình trả đủ tiền lương còn nợ, vừa hết giờ làm, mọi người trong phòng làm việc lớn liền hẹn nhau đi uống rượu. Lưu Minh Huy hỏi Hứa Tư. Giám đốc Tiểu Trương và cô có rảnh không, chúng ta cùng đi uống rượu. Hứa Tư vén tóc lắc đầu, trang phục công sở đơn giản không che lấp nổi vẻ đẹp trời sinh của cô, chỉ động tác đó thôi đã làm nam đồng nghiệp trong văn phòng mê mẩn thần hồn, nhưng biết quan hệ giữa cô và Trương Khác không tầm thường, nên sức kháng cự cao hơn. Chỉ Đồng ngồi bên Hứa Tư tức giận nhìn Lưu Minh Huy, lắc đầu quầy quầy. Lưu Minh Huy bẹo má Chỉ Đồng. Biết rồi nhất định sẽ đưa Chỉ Đồng theo. Chỉ Đồng vùng vẫy tránh khỏi tay của Lưu Minh Huy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng, hiển nhiên hờn dỗi vì mình không nói được, Hứa Tư bế cô bé lên. Tôi nhận lời đưa Chỉ Đồng về nhà chơi, không theo mọi người được. Trương Khác và Tạ Vãn Tình từ phòng giám đốc đi ra, nói với Hứa Tư. Chị Thái tối có việc. Chỉ có bốn người chúng ta thôi. Minh Huy, hôm khác sẽ cho anh cơ hội mời tôi và Hứa Tư.
Trước đó Tương Vi nhìn thấy Đường Học Khiêm phái xe tới đón Tạ Vãn Tình và Trương Khác, mọi người đều suy đoán về bối cảnh công ty. Trong một tháng ngắn ngủi đã thành lập được công ty mới với tài sản đăng ký gần ngàn vạn, đặc biệt cổ đông lớn là tập đoàn chính thái chứ danh trên tỉnh, bối cảnh không cần đoán cũng biết tuyệt đối không đơn giản. Lưu Minh Huy cười nịnh. Giám đốc Tiểu Trương nhất định phải nhớ nhé, bạn gái tôi nghe chuyện công ty, sùng bái giám đốc vô cùng, cô ấy học quản lý nhân lực, muốn được giám đốc chỉ giáo thêm. Trương Khác bĩu môi. Anh đưa bạn gái tới trước mặt tôi không sợ cô ấy thay lòng à? Chương 56, quý bại gia tử. Hứa Tư trừng mắt lên, Trương Khác cười hì hì, đi tới nắm tay Chỉ Đồng, chào mọi người rồi cùng Tạ Vãn Tình rời khỏi văn phòng. Lên xe, Trương Khác nói với Tạ Vãn Tình chuyện khoản vay 12 vạn, nhờ cô nói dối dùm, Tạ Vãn Tình chỉ biết cười. Chú em cũng thật là, dám đưa cho em chừng đó tiền mà không hỏi han gì. Chị cũng giao văn phòng cho em mà có hỏi gì đâu. Tạ Vãn Tình chống tay lên gò má như bạch ngọc, nhìn y. Vừa mới đi vào quỹ đạo chính quy sao em không làm gì nữa? Công việc cụ thể em không bằng chị Thái, giám đốc Chu, em muốn tự đăng ký một công ty chơi, chị Vãn Tình, Hải Dụ cũng nhập cổ phần đi. Trước mặt Tạ Vãn Tình và Hứa Tư, y chẳng giả bộ đứng đắn, quay về đây, phát hiện ra rất nhiều chuyện hứng thú thời thiếu niên không thấy, để Chỉ Đồng dựa vào người. Còn y dựa vào ghế lười biếng ngắm nhìn vẻ đẹp trang nhã cổ điển hiếm có của Tạ Vãn Tình. Tách một nửa số nợ ngầm tới công ty mới, áp lực trên người Tạ Vãn Tình giảm nhẹ đi rất nhiều, chuyện giải quyết con sâu mò đục khoét tiền công ty sẽ dễ giải quyết hơn, thấy công ty đi quay lại quỹ đạo bình thường trong tay mình, trái tim cô được an ủi rất nhiều. Dù Chí Minh gặp phải tai nạn, nhưng mình và Chỉ Đồng gặp được Tiểu Khác, coi như trời cao chiếu cố và bồi thường. Tạ Vãn Tình thấy y muốn đăng ký công ty, cười hỏi. Không phải lại dương cờ công ty Hải Dụ đi giả danh lừa gạt nữa chứ? Sao có thể thế được? Trương Khắc nghiêm túc ngồi thẳng dậy. Trong tay em có 18 vạn, Hứa Tư không muốn lấy trả nợ hết ngay, em thì đột nhiên tiêu tiền phung phí, không biết ba mẹ em sẽ gì, đem đi đăng ký công ty là tốt nhất. Chị Vãn Tình, chị điều cho Hải Thái hai cỗ xe đi, cứ tính vào tài sản công ty mới của em, bình thường cho công ty Hải Thái thuê dùng, đăng ký tài sản tính bừa là 100 vạn. Còn dám nói là không phải lừa bịp. Hứa Tư quay sang lườm y một cái. Lần này đừng đẩy tôi ra, đám Tương Vi biết chuyện tiền đảm bảo kia rồi, còn muốn cậu bồi thường tổn thất tinh thần. Trương Khác gãi đầu. Chị không ra mặt em phải đi túm bừa một người. Hứa Tư nguyết y, đại khái là vì tâm tình thả lòng, ánh mắt lộ vẻ quyến rũ vô hạn. Trương Khác tham lam nhìn thêm vài cái, đợi Tạ Vãn Tình quay sang vội thu hồi ánh mắt lại. Tạ Vãn Tình thấy Trương Khác muốn đăng ký vốn cho công ty mới nhiều nhất có thể, nói. Họ Tạ có quý bại gia tử, cho những đứa bé không học hành tốt, suốt ngày mơ tưởng viển vông dùng để sáng nghiệp, chỉ cần làm ra được thành tích nhất định là có thể đưa vào tập đoàn bồi dưỡng làm người nối nghiệp. Chị dù là con gái đã gả đi, có điều bên trong quỹ cũng có phần của chị, tích lũy được 4-50 vạn, thời Chí Minh lập công ty chưa có cái quỹ này, nên chưa dùng tới, vốn định để nó lại cho Chỉ Đồng. Nếu em cần chị lấy ra à dùng, chị không cần chiếm cổ phần. Con cháu họ Tạ đều có phần trong quỹ bại gia tử, đủ đảm bảo bọn họ sau này không lo chuyện ăn ở, có thể lấy dùng sáng nghiệp, dù là tiêu sạch cũng không sao, chỉ mất đi cơ hội tiến vào sĩ nghiệp gia tộc. Sáng nghiệp có thành tựu, chính thái sẽ suy xét chính thức mua lại, đây là một trong số điều kiện cho phép dùng tài chính gia tộc. Họ Tạ dùng phương thức này quản lý tập đoàn tài chính khổng lồ của mình. Tạ Vãn Tình cũng bị ảnh hưởng bởi cách bồi dưỡng người nối nghiệp gia tộc, nên mới chấp nhận lấy tiền cho Trương Khác dùng. Trương Khác ngáp dài. Em cũng nghe nói tới quỹ gia tộc họ Tạ dỗi, hình như còn có vài điều kiện đi kèm. Đúng vậy, điều kiện phụ là chính thái có quyền mua lại công ty trong thời hạn nhất định, em còn nhỏ mà biết nhiều quả nhỉ, số tiền này chỉ rút ra cho em mượn, không bị sự hạn chế này. Trương Khác lắc đầu. Nói chuyện làm ăn, tình cảm đặt qua một bên. Chị không chiếm cổ phần thì em cũng không mặt dày mượn dùng được. Nhưng chính thái có điều kiện mua lại, vậy không thể cho chị một nửa cổ phần, tránh đang ăn nên làm ra, chính thái đòi mua lại theo điều khoản. Cổ phần của chị tính 40% đi, chị cố gắng đem thời hạn mua lại kéo dài cho em, chỉ cần 10 năm, em sẽ khiến chính thái dù cưỡng ép mua lại cũng không dám quá tham lam. Tạ Vãn Tình thấy y nói thế, biết Trương Khác bất mãn với việc họ Tạ chèn ép cổ phần của y ở Hải Thái. Nếu là dùng thái độ làm ăn ra nói chuyện, vậy em lấy cổ phần ở Hải Thái ra đặt là được. Hứa Tư nói vào. Đối với Trương Khác mà nói,
tốt nhất là có thể vác lá cờ chính thái ra lừa bịp, chị Vãn Tình, nếu chị không nhận cổ phần, cậu ấy sẽ quấn lấy chị. Trương Khắc cười hăng hắc. Phong cách làm việc của vị tổng giám đốc Hải Dụ tiền nhiệm làm người ta nghĩ mà run, hắn cũng có cổ phần ở chính thái chứ chị. Nhớ tới Tạ Chiêm, Tạ Vãn Tình thở dài. Chút cổ phần của anh ta chẳng ảnh hưởng được gì hết, nếu em nhất định muốn chị chiếm cổ phần thì cứ tính 10%, chị tin em sẽ có thành tựu lớn, coi như chị chiếm lợi của em. Trương Khắc cười không tranh luận nữa, chớp mắt đã tới xa điện, cha mẹ và chú Hứa Tư đã đợi ở ngõ, trước đó Hứa Tư gọi điện về nhà, nói chủ của công ty sẽ tới nhà ăn cơm, Hứa Hải Sơn xin nghỉ phép đặc biệt về nhà chuẩn bị. Tạ Vãn Tình sinh ra gia tộc giàu có, da rẻ trắng trẻo, mắt phượng mày ngài, mang vẻ đẹp rất cổ điển đoan trang, sau khi chồng chết, cô cưỡng ép mình trở nên cứng cỏi độc lập, cử chỉ mang theo sự tự tin, thanh nhã, khiến chiếc xe buýt đỗ sau trở nên tầm thường. Chỉ Đồng đưa ánh mắt ngây thơ trong veo nhìn mọi người, cô bé vẫn sợ gặp người lạ nắm chặt lấy tay mẹ và Trương Khác. Hứa Tư mỉm cười giới thiệu mọi người. Vụ án Đinh Hướng Sơn sắp công khai xét xử, tới khi đó sẽ có rất nhiều lời đồn đại nhắm vào Hứa Tư, khiến người ta nảy sinh liên tưởng xấu tới cuộc sống sau này của cô, cho nên Trương Khác muốn mời Tạ Vãn Tình tới dẹp tan mọi liên tưởng khác. Hứa Tư tới lương tháng chỉ dám lấy nửa lương giao mang về nhà, cha mẹ cô chẳng vì thế mà vui vẻ. Lại còn lo lắng vô cùng, Hứa Tư biết cha mẹ lo lắng gì, nhưng cô lại chẳng giải thích rõ được. Tuy bận tíu tít chuyện công ty nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ thường xuyên bị u sầu chiếm cứ. Hứa Hải Sơn sau khi thấy Tạ Vãn Tình từ trên xe xuống, nghi ngờ vương mắc trong lòng bao ngày qua cuối cùng cũng tiêu tan, hận hộ thể dẫn Tạ Vãn Tình đi khắp xa điền một vòng, gặp mỗi người đều nói. Đây là bà chủ của công ty của tiểu tư làm việc, hôm nay tới nhà tôi ăn cơm. Trương Khắc hiểu tâm tình của Hứa Hải Sơn, lòng chua xót, để Hứa Tư dẫn Tạ Vãn Tình vào nhà trước, y cùng Tiểu Chỉ Đồng chơi ở ngõ. Sa điền ở kế bên tiền môn, mặc dù cổ xưa, nhưng đường trải đá xanh, tường quét vôi trắng, mái ngói uốn cong, rất có sức hấp dẫn đặc biệt. Trương Khắc hỏi cậu Hứa Tư. Chú Thi, nhà cửa ở nơi này đã lâu đời lắm rồi phải không? Căn viện tử sớm nhất có từ giữa thời nhà Thanh, toàn của nhà giàu có tên có tuổi, trước đình sau viện. Khí phái lắm, về sau chia phòng, con cả chiếm một chút, con thứ lần một ít, thành tiểu trạch viện, lộn xộn bẩn thỉu. Rồi gần đây sông Sơ cảng nước ô nhiễm bốc mùi, mùa hè muỗi đặc biệt độc, thế nên em gái của tiểu tư cả kỳ nghỉ cũng không muốn về. Tiểu Duy bận làm việc trong trường, không phải nó chê cái nhà này. Hứa Tư bê khay đặt dưa được cắt gọt sẵn ra. Cậu khuyên Hứa Duy một chút, bảo nó đừng vất vả quá, nó vừa phẫu thuật xong, sức khỏe đang kỳ phục hồi. Phải nghỉ ngơi. Chị Vãn Tình trả cháu lương rất cao, học phí của nó, nợ của gia đình, cháu đều gánh vác được. Thi Vệ Trung thở dài. Con bé đó nó tính khí khác người, để chú khuyên nó vậy. Trương Khác đã thấy ảnh Hứa Duy trong tư liệu tổ chuyên án, cũng là một mỹ nhân, y cuối tuần tới nhà Hứa Tư ăn cơm mấy lần không gặp Hứa Duy, cũng không để ý, nhưng nghe ngữ khí của Hứa Tư, hình như giữa hai chị em có vấn đề, nhưng không tiện hỏi. Tạ Vãn Tình tới ăn cơm, vốn có ý phối hợp Trương Khác vỗ về cha mẹ Hứa Tư, nhưng được cha mẹ Hứa Tư nhiệt tình chiêu đãi, làm cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình bình thường. Chương 57, tâm sự của Hứa Tư. Cha mẹ Hứa Tư chuẩn bị rất nhiều thức ăn, nhưng vẫn còn chưa tới giờ ăn, Trương Khác nắm tay Chỉ Đồng, vào sân chơi. Sân của gia đình tầm thường rất bề bộn, nhưng làm Chỉ Đồng hết sức phấn chấn, không quấn lấy Trương Khác nữa, một mình chạy loạn trong sân. Tạ Vãn Tình và Hứa Tư nói chuyện với nhau. Trương Khác bị hai cô gái cho ra rìa, buồn chán chạy tới phòng Hứa Tư, mấy ngày qua bị sai bảo như trâu như ngựa, y mệt lắm rồi, nhìn thấy chiếc khăn trải giường màu xanh lơ in lá sen, thoang thoảng tỏa hương thơm giống mùi hương trên người Hứa Tư, liền nằm thẳng xuống. Mơ màng cảm thấy có thứ gì đó đè lên người, Trương Khác mở mắt ra, thấy Hứa Tư đang kéo chăn đắp lên người mình, thấy ánh mắt Hứa Tư né tránh, hỏi. Vừa rồi nhìn trộm em phải không? Hứa Tư đỏ mặt. Ai thèm nhìn, và rồi cậu ngồi bệt ở ngưỡng cửa, không sợ làm bẩn giường của tôi à? Rồi làm ra vẻ muốn kéo chăn đi. Trương Khắc thuận theo cổ mịn như ngọc của Hứa Tư nhìn tới, do Hứa Tư cúi người kéo chăn, cổ áo trễ xuống, nhìn cái có thể thấy ngay da thịt trắng nõn nà, bầu vú căng tròn đầy đặn ẩn hiện dưới chiếc áo lót ren hồng, nuốt nước bọt nói. Hay là chị cũng nằm xuống, chúng ta tâm sự về cuộc đời. Hứa Tư đưa tay ra che mắt Trương Khác, cười nói. Tôi chẳng được tốt số như cậu, còn đi làm chơi cho đại thiếu gia cậu ăn nữa.
Tay Hứa Tư mát rượi, mềm mượt như tơ, Trương Khắc muốn tay cô cứ để mãi như thế, đưa tay nắm lấy, không cho Hứa Tư rụt lại. Cảm giác lạ thường xâm nhập vào lòng Hứa Tư, hai gò má cô nóng ran, Hứa Tư phát hiện, từ rất lâu rồi mình không coi y là đứa bé nữa, tay y thật lớn, thật ấm áp, cảm giác đôi mắt bị che dưới bàn tay của mình khép lại không nhúc nhích nữa, tựa hồ ngủ rồi. Sao có thể thế được, hay y đang im lặng nhớ tới người khác? Đường Thanh, con gái Đường Học Khiêm. Hứa Tư đã nhìn thấy Đường Thanh từ đằng xa, lòng thấy chua chát, nhưng cô mau chóng xua đi cảm giác không nên có này. Mặc dù Trương Khắc là nam nhân đem lại cho cô cảm giác an toàn, ở bên y, cô có thể hết sức an tâm. Nhưng đó không phải nam nhân thuộc về cô. À, chỉ đồng chạy vào, Hứa Tư hoảng loạn rụt tay lại, thấy mắt Trương Khắc mở ra, cười người đen nhanh ánh lên nụ cười gian tà, Hứa Tư luống cuống, gõ lên trán y một cái. Dậy mau, được nằm lì trên giường của tôi. Trương Khắc kéo chăn đưa lên mũi hít thật mạnh. Mùi chị Hứa Tư, thơm quá cơ. Rồi ngồi dậy, ôm lấy Chỉ Đồng tay chân lấm lem bùn đất, Tạ Vãn Tình bê chậu nước đi vào, dỗ Chỉ Đồng rửa tay. Trên bàn trang điểm kiểu cũ dưới cửa sổ có một tấm kính, đè dưới rất nhiều ảnh Hứa Tư và Hứa Duy. Hứa Duy do từ nhỏ bị bệnh, trên ảnh trông hơi gầy gò, da mặt xanh xao, đường nét khuôn mặt, đôi mắt rất giống Hứa Tư, nhưng cơ thể còn chưa phát triển, trông hơi mỏng manh. Sao mãi không thấy chị Hứa Tư về nhà? Trương Khắc hỏi Hứa Tư, khi ở tổ chuyên án, Hứa Tư yêu cầu che giấu Hứa Duy, tổ chuyên án thảo luận thấy vấn đề của Hứa Tư rất rõ ràng, không cần gặp Hứa Duy điều tra. Nó chắc không muốn gặp tôi. Hứa Tư buồn buồn nói, ánh đèn trong phòng hơi tối, nhưng Trương Khắc vẫn cảm nhận được nỗi buồn của cô, không hỏi nữa. Ăn cơm xong rời khỏi nhà Hứa Tư, trên xe Tạ Vãn Tình hỏi tới chuyện đăng ký công ty, Trương Khắc mong công ty này có tài sản càng nhiều càng tốt, nhưng sẽ không thực sự dùng tới số tài sản này. Đưa Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng tới khách sạn xong, Trương Khắc bảo lái xe đưa mình về nhà, hơn tháng qua y chẳng ở nhà được mấy ngày, thêm vào cha mới lên chức cũng đi sớm về khuya, chắc trong bụng mẹ oán khí tích lũy không ít. Thứ hai, Trương Khắc đi học bằng xe buýt, tới trạm xe nhìn thấy cha từ sau đuổi theo, ngạc nhiên hỏi. Ba cũng đi làm bằng xe buýt à? Tình trạng chật chội trong xe buýt chưa được cải thiện, hôm nay ba lại cùng người cục giao thông đi chuyến nữa, cùng đường với con. Trương Khắc cau mày, loại chuyện này cần đích thân Đường Học Khiêm thúc đẩy, cha đi thị sát hai lần, có thể thấy công việc của Đường Học Khiêm ở chính phủ gặp trở ngại lợi thế nào. Chu Phú Minh trước kia bị Đinh Hướng Sơn áp chế, luôn chú ý thu mình lại, trên cuộc họp thường ủy gần như không có tiếng nói, dù giờ thay chức Đinh Hướng Sơn, nhưng uy vọng lại thua xa. Đường Học Khiêm thì vượt qua mấy người thăng lên chức thị trưởng, những người bị vượt mặt kia trong lòng sao có thể coi như không được. Trương Khắc chẳng chú tâm để ý tới động thái ở quan trường, còn tưởng rằng Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm có thể khống chế toàn cục. Chiếc xe buýt số 6 chạy tới, Trương Khắc chào cha rồi lên xe đã không còn chỗ ngồi nữa, Trương Khắc chen ra đằng sau xe, chuyện ở thành phố chẳng có chi tiết cụ thể, chẳng suy tính được, đành suy tính chuyện công ty. Xe tới trạm Sa Điền thì dừng lại, nhìn thấy bên ngoài thoáng qua khuôn mặt xinh tươi của Trần Phi Dung, thì ra cô cũng ở Sa Điền, mình tới mấy lần mà không gặp. Trương Khắc tới gần cửa sổ, nhìn thấy cô đứng ở trên trạm tức giận nói gì đó với một thanh niên, tên đó mặt mày cợt nhả theo sau cô lên xe, Trương Khắc nhìn thấy hắn thò tay ra vuốt lưng Trần Phi Dung. Trương Khắc cười, Trần Phi Dung xinh đẹp như thế, chuyện này khó tránh khỏi. Trần Phi Dung muốn thoát khỏi tên thanh niên đó, ra sức chen về phía sau, vô ý qua khe hở nhìn thấy khuôn mặt đầy tà khí của Trương Khắc, mặt tái đi, nắm chặt lấy tay vịn, không chen xuống dưới nữa. Do phòng học ở cùng một tầng, Trương Khắc thường xuyên gặp Trần Phi Dung, hiển nhiên cô đã coi Trương Khắc là loại người tương tự như vạn thiên tài, lúc nào cũng né tránh y, Trương Khắc cũng thấy mình thật kỳ quái, gặp Trần Phi Dung là thế nào cũng lên tiếng trêu vài câu, tựa hồ phải làm sao cho xứng với ác danh của mình. Trương Khắc thấy cô đứng lại, còn ba tên thanh niên từ phía sau chen tới, Trần Phi Dung mặt lộ vẻ kinh hoàng, Trương Khắc mỉm cười, chen về phía Trần Phi Dung. Ở nhất trung ai cũng biết Trần Phi Dung là hàng mình nhắm chúng, không dám quấn lấy, nếu để đám lưu manh này sờ soạng, truyền ra ngoài chẳng phải tổn hại uy danh của mình sao. Khi ba tên thanh niên đang định ra tay thì Trương Khắc vươn tay ra ôm lấy Trần Phi Dung. Xem hôm nay em còn trốn được anh không? Rồi quay đầu quét mắt qua nhìn ba tên thanh niên kia. Không thể không thừa nhận, Trần Phi Dung là một mỹ nhân cực kỳ lay động lòng người, mặt trái xoan tiêu chuẩn, da trắng như tuyết, mũi dọc dựa.
bờ môi mềm mại làm người ta chỉ muốn thưởng thức hương vị của nó. Trần Phi Dung còn cao hơn Đường Thanh một chút, cũng đầy đặn hơn, dưới lớp áo trắng đôi vú nhô lên đã khá quy mô rồi. Trương Khắc tay ôm eo cô không kìm được khe khẽ nắn một cái. Trần Phi Dung cau mày, khóe mắt ánh lên sự giận dữ, vặn mình muốn tránh khỏi vòng tay Trương Khắc. Trương Khắc ghé sát vào tai Trần Phi Dung, nói. Mình chỉ ôm eo bạn thôi, không làm bậy đâu, nhưng ba kẻ kia muốn làm gì thì mình không biết. Trần Phi Dung nghe thế không dám vùng vẫy nữa, thầm nghĩ, hôm nay sao mà xui xẻo đến thế. Chỉ mong Trương Khắc không đụng tay đụng chân lung tung. Chỉ là đang giờ cao điểm, người ép qua ép lại, Trương Khắc không thể tránh khỏi việc đụng chạm vào cơ thể đầy nhựa sống của Trần Phi Dung. Mấy ngày qua trời đột nhiên trở nóng, cách lớp vải mỏng, cảm giác rõ ràng được da thịt tươi trẻ của Trần Phi Dung. Nhớ lại cảm thụ đê mê lần đi xe buýt cùng Hứa Tư, nghĩ xe buýt chật chội đúng là không phải chuyện xấu. Trần Phi Dung nghiêng đầu đi, má tai cổ đều đỏ lựng, hơi thở hơi gấp, bầu ngực phập phồng, nhưng mắt chỉ có kinh hoàng và ai oán, làm Trương Khắc không dám có hành động quá đáng, cẩn thận để cơ thể hai người giữ một khoảng cách nhỏ. Nhìn dòng người từ dưới trạm xe chờ đợi, Trương Khắc thở dài nhưng lòng cũng mong đợi chuyện xảy ra tiếp theo, không ngờ cửa xe vừa mở ra, Trần Phi Dung thoát khỏi người y, nhanh chân chạy xuống xe. Chương 58, muốn tán gái là phải biết nấu ăn. Ôi cái cô bé này, Trương Khắc cười bất lực, uổng ình chịu đựng không động chân động tay gì, ba tên thanh niên thấy Trần Phi Dung xuống xe mới biết Trương Khắc không có liên quan gì tới cô, trừng mắt nhìn y, muốn chen qua đuổi theo Trần Phi Dung. Để đám thanh niên đang tức giận này quấn lấy, không biết Trần Phi Dung sẽ chịu ủy khuất lớn thế nào, ai, cô bé ơi. Biết mình là cái mầm họa, thì đừng đi xe buýt chứ. Trương Khắc thở dài, chắn trước cửa xe, không cho ba tên đó xuống. Nếu bọn chúng dám ra tay, đành giờ trò vô lại vu cáo bọn chúng móc túi, tới đồn cảnh sát xử lý chúng sau. Ba tên thanh niên thấy Trương Khắc mặt mày bình tĩnh, môi nhếch lên mang vẻ chế nhạo. Một tên nắm lấy vai Trương Khắc muốn đẩy y sang thì cửa xe đóng lại, xe buýt lại chậm chậm lên đường, ba tên thanh niên kia đành tức tối chen về giữa xe. May mà trạm này không có ai khác xuống xe, Trương Khắc thở phào, xe tới tận nhất trung ba tên đó vẫn chưa xuống. Suốt thời gian tự học đầu giờ Trương Khắc đứng ở lan can, đến khi chuông tiết học vang lên mới thấy Trần Phi Dung thở hồng hộc chạy tới, mặt đẫm mồ hôi, chắc là chạy bộ từ trạm đó tới trường rồi. Trần Phi Dung cúi đầu không dám nhìn Trương Khắc huýt sáo đi về phía cô, muốn hỏi vì sao đột nhiên xuống xe, hại y thiếu chút nữa bị ba tên thanh niên kia đánh ột trận. Trần Phi Dung thấy Trương Khắc đi tới, lòng hoảng hốt, lao vội vào phòng học, thiếu chút nữa va vào khung cửa, tay quét qua góc tường, đau tới thét lên. Không sao chứ. Trương Khắc thấy tay cô hằn lên vệt đỏ, định nắm lấy xem, không ngờ Trần Phi Dung kinh hoàng né tránh, thì ra hình tượng của mình trong lòng người ta tệ như vậy. Tên Triệu Ti Minh hại người không ít. Thấy dáng vẻ yếu đuối tội nghiệp của Trần Phi Dung, không nỡ lòng trêu ghẹo nữa, lại thấy Đường Thanh từ trong lớp đi ra, Trương Khắc làm bộ không có chuyện gì đi qua. Thủ tục đăng ký công ty do Hứa Tư xử lý, Trương Khắc cũng không để ý tới chuyện của City Hải Thái nữa, Chu Du đang tràn trề tự tin phụ trách mở rộng thị trường, chắc chắn không muốn một thằng nhóc chỉ trỏ hắn. Trải qua một ngày nhàm chán ở lớp học, tới tiết cuối là tiết thể dục, Trương Khắc bỏ luôn, gọi điện cho Hứa Tư tới nhà thuê của mình. Cách thời gian Hứa Tư hết giờ làm còn một lúc, Trương Khắc nghĩ đi mua thức ăn chẳng bằng tự làm một bữa. Trương Khắc từ nhỏ tới lớn ăn uống rất kén chọn, vì thế luyện được tài bếp núc khá tốt, có điều sau khi lên làm giám đốc chi nhánh, tài nghệ đã bỏ hoang. Cho dù là thế thức ăn làm ra còn ngon hơn kiểu nấu ăn cả nổi lớn của nhà ăn trong trường. Từ lúc quay về đây, trừ thi thoảng làm bát mì chừng thì chẳng hề có hứng thú nấu ăn, nhà thuê có đầy đủ phòng bếp. Không tận dụng đúng là lãng phí. Trời còn sớm, chưa tới lúc tan ca, cho nên chợ không đông, Trương Khắc chọn chút thịt ba giỏi, đậu, ớt, trứng măng về phòng chuẩn bị. Hứa Tư vừa lấy chìa khóa mở cửa, liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, nhìn Trương Khắc bình thường đến bát ăn xong chẳng buồn rửa lại quấn tạp dề băm băm thái thái, miệng còn hứng chí thổi sáo, chân dẫm nhịp, nồi đang bốc hơi nghi ngút, Hứa Tư thò đầu vào phòng ngủ, chỉ có hai bọn họ, không còn ai khác. Hứa Tư dựa vào mép cửa, nhìn Trương Khắc chăm chú lột măng tươi, khuôn mặt mang cho người ta cảm giác cực kỳ êm đềm, nhất thời trái tim suýt chút nữa bị hình tượng lúc này của y làm hòa tan. Sao thế, bất ngờ hả? Trương Khắc nghiêng đầu qua nhìn Hứa Tư. Sắp xong đây, chị đợi một lát. Hứa Tư cười đi vào phòng ngủ, mở bàn gập ra, lòng nghĩ nếu có một nam nhân nào ỉnh cảm giác gia đình thế này, chết cũng đáng rồi.
nhìn phòng ngủ bừa bộn, lại lắc đầu thở dài, tới giúp y dọn dẹp. Trương Khắc cầm chén bán đi ra, thấy Hứa Tư đang quỳ trên giường gấp y phục ình, mông tròn chính bị váy ôm chặt vểnh ra sau, bầu ngực áp xuống ngực áo, hình thành lên đường cong gợi cảm. Trương Khắc cười. Ý, hôm nay chị Hứa Tư mặc quần lót màu đỏ à? Á! Hứa Tư cuống quýt quay người lại, đưa tay kéo mép váy xuống, thấy Trương Khắc cười hề hề đặt bát đũa lên bàn, mới nhớ ra hôm nay mình không mặc quần lót màu đỏ, với lại cô mặc váy trùm quá gối, làm sao y nhìn thấy được, mắng. Muốn chết gà. Rồi đứng dậy giúp Trương Khắc dọn thức ăn, toàn món bình thường hàng ngày, thịt xào ớt, canh măng, trứng rán, đậu luộc, màu sắc rất tươi ngon. Vốn định làm qua loa món mì nấu thịt cho xong, nhưng nghĩ chắc chị không thích, nên làm thêm vài món, trong cơm em cho thêm lá sen đấy, mùa này lá sen khó kiếm, không tươi nữa, nên chẳng đủ thơm. Mở nồi cơm điện ra xới cơm cho Hứa Tư. Tuy chỉ vài món bình thường, nhưng hao tốn không ít tâm tư, Hứa Tư nếm từng món một, ngoẹo đầu nhìn Trương Khắc. Cậu lớn lên chắc chắn thành nam nhân hại chết con gái nhà người ta. Trương Khắc cười, nhớ tới sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Ninh ngày nào cũng quấn lấy, bắt mình làm món cua ăn tới phát ngán, chẳng phải là kết quả việc này sao? Cái ghế duy nhất xếp đầy sách và tài liệu, Trương Khắc và Hứa Tư ngồi kế bên nhau trên mép giường, ánh đèn nhu hòa, nổi lên làn da trắng mịn của Hứa Tư, thấy Trương Khắc cứ chăm chăm nhìn mình, Hứa Tư cầm bát quay người đi, Trương Khắc đưa mắt xuống phía cặp đùi săn chắc, mê mẩn ngắm đường cong hồng mỹ do eo và mông tạo thành. Cậu nhìn đủ chưa hả? Hứa Tư đặt bát xuống, thẹn quá hóa giận quay lại trừng mắt lên nhìn Trương Khắc, đột nhiên điện thoại vang lên, giật mình ôm lấy ngực, chột dạ nhìn điện thoại trên bàn học. Trương Khắc đứng dậy nhận điện thoại, là giọng của mẹ. Lương Cách Chân bảo con, hôm nay mấy lãnh đạo cục giao thông đi xe buýt với Đường Học Khiêm, 6 người có 3 người bị móc túi, một vị phó chủ nhiệm bị rách túi lộ ra nửa cái mông, tới khi xuống xe rất lâu mới phát hiện, cục trưởng cục công an bị gọi tới thành ủy mắng một trận té tát. Trương Khắc nhớ chuyện mình thiếu chút nữa xung đột với ba tên lưu manh, hỏi. Ba thì sao ạ? Đang họp ở thành ủy, ba con không nói, có khi bị rạch túi rồi, chẳng biết có lộ mông ra không? Lương Cách Chân ở phía bên kia cười thích thú, rồi hỏi con chuyện ở trường. Trương Khắc bịa bừa đối phó với mẹ, đặt điện thoại xuống, đem chuyện vừa rồi nói cho Hứa Tư nghe. Xe buýt liên quan tới nhiều ban ngành, không chỉ công ty giao thông còn cục công an, cục thị chính, cục giao thông. Thôi thì đủ, thị trưởng Đường đang muốn tìm chỗ đột phá, em thấy, sau này chị An giao thông Hải Châu sẽ tốt hơn nhiều. Hứa Tư nghe kể một vị phó chủ nhiệm bị lộ mông ra ngoài, ôm bụng cười thiếu chút nữa ngạt thở, nhưng Trương Khắc nói xong mặt lại trầm tư, tựa hồ đang nghĩ chuyện khác. Nghĩ gì thế? Hứa Tư đưa tay gạt gạt trước mặt Trương Khắc, phát hiện ra gia y có thói quen thất thần. Trương Khắc nhớ tới hôm bày tiệc mừng y và Đường Thanh vào Nhất Trung. Bị thư thành ủy có mặt mà mấy thường ủy không tham gia, cho thấy quan trường Hải Châu không hài hòa. Đường Học Khiêm khác Chu Phú Minh, ông ta có chí tiến thủ, dù gặp lực cản mạnh mẽ, cũng không sợ hãi lùi bước. Lần này xảy ra chuyện mất mặt lớn như vậy, vừa khéo cho ông ta cơ hội vung gậy đánh người, quan trường Hải Châu chắc sắp có hành động lớn. Nhìn bầy tay nhỏ nhắn của Hứa Tư lắc lư trước mắt, Trương Khắc đưa tay nắm lấy. Em đang nghĩ tới khổ não của thị trưởng Đường. Khổ não của thị trường Đương. Hứa Tư quên cả trách Trương Khắc, tay y rất rộng, rất ấm, rất mạnh mẽ, cô cũng không muốn rút về, cảm giác rất lạ. Chuyện chị An giao thông ấy, nhưng đó là vấn đề trước kia để lại, thị trường Đương lại chẳng phải người muốn sáng tạo cục diện mới. Cậu suy nghĩ chuyện này làm gì, đâu có liên quan tới cậu. À phải, cậu lo cho tình nhân nhỏ của mình chứ gì. Chương 59, gặp Hứa Hồng Bá. Trương Khắc nhìn bàn tay nhỏ trơn láng như bạc ngọc trong tay mình, da mềm như da trẻ em, ngón tay thon thon, móng tay trong trong màu phấn hồng, mọi thứ thuộc về Hứa Tư đều hết sức đẹp đẽ. Hứa Tư vốn nỗ lực quên chuyện Trương Khắc nắm tay mình, thấy y quay sang nhìn chăm chú vào tay mình, lòng hoảng lên, rụt tay lại. Có gì hay mà nhìn? Trương Khắc không dám tiếp tục trêu đùa cô nữa, chỉ sợ mình không chịu nổi trước, tiếp tục đề tài vừa rồi. Đường Thanh đâu cần em phải lo lắng hộ. Thị trưởng Đường nóng lòng tìm chỗ đột phá, áp lực trên người ba em rất lớn, ba em vừa thăng chức, rất muốn làm nên sự nghiệp tiếp tục leo lên, chị nghĩ mà em, ba em mà lên thị trưởng, bí thư thành ủy, vậy em sẽ thành nha nội rồi, cuộc đời nha nội tươi đẹp nhường nào, chị có biết không? Tí tuổi đầu đã háo sắc, nếu làm nha nội, các cô gái Hải Châu chẳng phải là xui xẻo hết.
Trương Khắc cười hăng hắc. Cô đầu tiên xui xẻo là chị. Phì miệng chó không mọc được ngà voi. Hứa Tư mắng một tiếng, lợi đi. Hai người ăn xong, Hứa Tư vào bếp rửa bát, Trương Khắc nói. Tôi tới nhà chị dạo chơi nhé. Có gì hay mà chơi. Hẹn hò với chị. Cậu mà còn nói lung tung, tôi không để ý tới cậu nữa. Hứa Tư thấy Trương Khắc ưỡn mặt bày ra vẻ vô lại, lườm y một cái. Theo quỹ tích lịch sử, quy hoạch tổng thể của Hải Châu tới năm 97 mới hoàn thành, chắc Đường Học Khiêm hiện giờ không chịu đợi lâu như thế. Hứa Tư nhà ở Sa Điền, đó là chỗ bị giải tỏa sớm nhất sau khi quy hoạch, còn nhớ khi ấy mười mấy giáo viên Đại học Hải Châu liên danh dâng thư, xin chính phủ giữ lại quần thể kiến trúc cổ cuối cùng trong thành phố mà không thành, làm người ta tiếc nuối. Trời chập choạng tối, trên phố người như nêm cối, chẳng hề ít hơn ban ngày chút nào, khu vực trung tâm của Hải Châu không rộng, chỉ có từ Nhất Trung qua Tiền Môn là tới Sa Điền, chỉ tốn có 10 phút. Chiếc xe đạp chở hai người rẽ vào con đường giải đá xanh ở Sa Điền, đi ánh trắng đầu tháng êm dịu, nhìn ngôi mái cổ thấp thoáng bên sông, Trương Khắc nói. Nếu chỗ này mà dỡ bỏ hết, há chẳng phải đáng tiếc. Vì sao phải dỡ bỏ? Trương Khắc đột nhiên nói một câu không đầu không đũa làm Hứa Tư ngạc nhiên. Nơi này kề sát Tiền Môn, thành phố mở rộng, nhất định sẽ dỡ bỏ. Nhà tôi mà giải tỏa thì chẳng có gì đáng tiếc, nhưng nếu phá bỏ chỗ này thì đúng là tiếc thật. Xe tới ngõ nhà mình, Hứa Tư không dám cùng Trương Khắc đi quá gần nữa, lui lại đằng sau y một quãng. Cô không hiểu Trương Khắc nhất định muốn tới nơi này làm gì, nhưng từ khi theo y tới văn phòng rồi đến khi chính thức thành lập công ty Hải Thái, cô đã quen với hành động cổ quái của y rồi. Phía trước có quán rượu nhỏ kiểu cũ, biển hiệu bằng vải, Trương Khắc đi qua ngó vào trong, quán rượu chừng 20 mét vuông, tường bằng đá xanh, không quét vôi, trên chiếc quầy gỗ bày các loại bia rượu, người trong quán không nhiều, góc tường phía đông có một người trung niên mặc áo sam cổ, Trương Khắc nhận ra, đó là Hứa Hồng Bá người sáng lập viện cờ Hải Châu, là thầy dạy cờ vây trong dân gian của Hải Châu. Ông ta uống rượu trắng, trên bàn có một đĩa lạc giang, nhìn ông tay lấy ngón cái ngón giữa nhón hạt lạc, trông cứ như đang viết chữ. Trương Khắc, cậu tới đây chơi hả? Hứa Hải Sơn đang cùng một người khác đánh cờ bên cửa, thấy y liền gọi. Trương Khắc giật mình, Hứa Tư đằng sau chột dạ mặt đỏ lên, vội nói. Chị Hứa Tư nói hôm nay muốn dạy thêm cho cháu mới khai giảng vài ngày, chẳng có bài gì để học thêm, nên quấn lấy chị ấy đòi tới đây chơi. May trước kia chuẩn bị, giờ có cớ mà dùng. Con bé đó làm việc rất là nghiêm túc. Hứa Hải Sơn thò đầu ra ngoài nhìn con gái, rồi gọi Trương Khắc vào, nói với người đánh cờ với mình. Lão Trần, đây là học sinh Hứa Tư dạy, là em họ của bà chủ công ty Hứa Tư, giúp tôi pha ấm trà. Ông ta cố ý nhấn mạnh bà chủ, hôm qua Trương Khắc đưa Tả Vãn Tình tới nhà ăn cơm, tảng đá đè nặng trong lòng Hứa Hải Sơn được bỏ xuống, tối có tâm tình tới nhà láng giềng chơi. Người kia té ra là chủ quán, ông ta ngẩng đầu lên nhìn Trương Khắc, dịch ghế sang, mời y ngồi rồi tới quầy pha trà. Trương Khắc đường hoàng ngồi xuống, bàn cờ đã tới tàn cuộc, hai bên không có sơ hở lớn, nói. Chú Hứa sức cờ tốt thật. Cậu không thấy ba tôi chơi cờ sao biết hay giờ. Chú Trần đánh cờ ra sao tôi chẳng biết, chứ ba tôi thì kém lắm. Hứa Tư đi vào, chào chủ quán xong quay sang gật đầu với Hứa Hồng Bá. Chào thầy Hứa. Thấy Hứa Tư quen Hứa Hồng Bá, Trương Khắc kiếm cớ bắt chuyện. Thầy Hứa nhìn tàn cục này cũng có thể nhận ra hay giờ. Cậu nói chuyện chẳng biết nặng nhẹ gì cả, cậu mà so được với thầy Hứa à? Hứa Tư đẩy y một cái. Cậu nhận ra tôi à? Hứa Hồng Bá bị lời của Trương Khắc thu hút, quay sang. Thời tiểu học cháu có tới cung văn hóa học cờ của thầy Hứa. Hứa Hồng Bá nghĩ một lúc không nhớ chút ấn tượng nào, bảo chủ quán. Này ông pha nước vào rượu đấy à? Sao tôi uống mãi chả sai gì cả? Chủ quán tức giận. Ông muốn phá quán của tôi hả? Hứa Hồng Bá cười ha hả đứng dậy, nói với Trương Khắc. Xem trước kia tôi dạy được cậu cái gì nào? Hứa Hồng Bá nhìn ván cờ, thấy quân hai bên đều nhau, đánh tiếp hai bên cũng chẳng ai chiếm lợi được, mới biết thiếu niên này sức cờ không tệ. Nói với chủ quán. Mang bàn cờ vân thạch của ông ra đây, tôi đánh với cậu ta một ván. Hứa Tư nói, không biết trời cao đất dày, cậu dám đánh cờ với thấy Hứa à? Thêm 10 năm nữa, đợi Hứa Hồng Bá già cả rồi, Trương Khắc tất nhiên không thua ông ta, còn hiện giờ Hứa Hồng Bá mới 50, đầu óc còn tốt, mặc dù trình độ không duy trì được khi ở thời chuyên nghiệp, nhưng Trương Khắc không hy vọng xa vời thắng được ông.
Nếu nói ở Hải Châu có ai đáng được Trương Khắc kính phục thì đó là Hứa Hồng Bá, dù lịch sử đã thay đổi cha không cần vào viện cờ của Hứa Hồng Bá tránh sóng gió sau sự kiện Đường Học Khiêm vào tù, không ngờ vẫn có thể gặp được ông. Nếu đã gặp, đương nhiên không có lý nào bỏ qua. Hứa Hồng Bá năm xưa làm thư ký cho Vạn Hướng Tiền, bí thư thành ủy trước kia của Hải Châu, hiện chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, về sau rời cơ quan nhà nước, không qua lại với Vạn Hướng Tiền nữa. Về phần vì sao ông ta đột nhiên bỏ việc, dân gian có rất nhiều lời đồn, ông ta chẳng bận tâm, chỉ nói mình không thích quan trường, đánh cờ hợp ý hơn, Vạn Hướng Tiền cũng chẳng bình luận gì. Khi ấy Đường Học Khiêm và cha còn chưa điều tới thành phố, do Đường Học Khiêm thích cờ vây, nên cha xem như cũng biết Hứa Hồng Bá, nhưng chỉ là quen biết qua loa, hai bên đầu chẳng có ấn tượng sâu về đối phương. Trương Khắc làm vẻ trẻ ngoan nói. Cha cháu cũng thích đánh cờ. Khi nào rảnh mời thấy Hứa tới nhà chơi với cha cháu một ván. Hứa Hồng Bá lăn lộn quan trường còn lâu hơn Trương Chi Hành, bằng vào am hiểu sau này với Hứa Hồng Bá, Trương Khắc biết, ông ta là người nhìn thấu sự đời, mắt liếc qua là thấy rõ ruột gan một người, nhưng ông ta không hề bị vấy bẩn của quan trường, mang tấm thân sạch sẽ nhảy ra khỏi vũng bùn, là nhân vật khá đặc biệt, khác người trong quan trường Hải Châu. Một người bạn như Hứa Hồng Bá, bất kỳ lúc thuận lợi hay khó khăn, đều đáng kết giao. Chủ quán gọi với vào nhà trong. Dung Dung, lấy cờ ra cho bác Hứa kìa. Hứa Hải Sơn cũng nổi hứng, ở xa điền chưa ai có tư cách đứng ra xin Hứa Hồng Bá chỉ giáo cờ vây. Cậu Hứa Tư đánh cờ rất tốt, mỗi lần muốn mời Hứa Hồng Bá đánh cờ, phải mời một bữa rượu mới được. Trà pha xong, nước rót vào chén, chưa thấy cờ đâu, chủ quán cười. Con nhóc đó đến là chậm chạp. Hứa Hồng Bá lắc đầu. Con bé nhà ông chẳng nhỏ nữa đâu. Hôm nay tôi thấy một đám vô lại theo sau lưng nó, giống hệt hai con bé nhà Hải Sơn trước kia. Hứa Tư nghe vậy đỏ mặt, có người đẩy cửa từ trong sân vườn đi vào quán rượu, Trương Khắc nhìn thấy người đó, mắt trố ra. Sao, cờ trong tay Trần Phi Dung rơi hết xuống đất, nảy tưng tưng trên sàn sạch, cô cứ sững người nhìn Trương Khắc. Chương 60, hoàn cảnh hoa khôi học đường. Con bé này tay chân long nga lóng ngóng. Chủ quán lớn tiếng trách. Nhìn thấy ma à. Mọi người giật mình quay lại, thấy Trần Phi Dung mặt mày kinh hãi, e là thấy ma thật, tay cô còn buộc một tấm khăn, chắc là buổi sáng cọ vào cửa. Trương Khắc hận không thể biến thành khuôn mặt khác, hoặc chui xuống gầm bàn trốn. Hứa Tư nhìn ra, hỏi. Hai hả quen nhau à? Hứa Hải Sơn vỗ đầu. Đúng đúng, Trương Khắc cũng học nhất trung mà, Phi Dung năm thứ hai đúng không? Trần Phi Dung luống cuống ngồi xuống nhặt cờ, mặt đỏ bừng, không dám ngẩng lên nhìn Trương Khắc. Chuyện trẻ con, Hứa Hồng Bá chẳng để ý, nắm hai nắm cờ đen trắng đặt trên bàn, hỏi Trương Khắc. Cần chấp quân không? Trương Khắc nói. Cứ đánh một ván đã ạ. Trương Khắc mượn cờ che giấu sự bối rối, gom cờ đen về phía mình, đặt một quân điểm sau góc trái, lấy quân đen đi trước cũng là thể hiện tôn kính với Hứa Hồng Bá. Lão Trần mới đầu còn giúp con gái nhặt cờ, thấy ván cờ bắt đầu, liền đứng bên xem. Hứa Tư liền ngồi xuống giúp Trần Phi Dung, hỏi nhỏ. Mặt em làm sao khó coi như thế? Trần Phi Dung ngẩng đầu nhìn Trương Khắc, mím chặt môi không nói. Hứa Tư quay đầu nhìn lại, thấy Trương Khắc ngồi nghiêm túc đặt cờ, trông cũng ra dáng lắm, Hứa Hồng Bá mặt bình tĩnh, còn mỉm cười, cha cô và cha Trần Phi Dung mặt căng thẳng, tựa hồ trình độ của Trương Khắc không tệ. Trương Khắc có quá nhiều thứ làm cô bất ngờ rồi, có giỏi cờ thì cô cũng chẳng kinh ngạc nữa, hỏi Trần Phi Dung. Sao em quen Trương Khắc, hai đứa có cùng khối đâu? Đứa bé mà bác Hứa nói chị dạy kèm là cậu ta sao? Trần Phi Dung cảm thấy thật khó tin, hạ thấp giọng hỏi. Chị biết cha cậu ta là ai không? Vì không để cha mẹ và hàng xóm nghi ngờ sinh liên tưởng lung tung, Hứa Tư không cho người khác biết thân phận của Trương Khắc, nháy mắt với Trần Phi Dung, bảo cô đừng nói. Nhặt hết cờ vào hộp xong đặt lên bàn, Hứa Tư kéo Trần Phi Dung ra sân. Trương Khắc không muốn người khác biết ba cậu ấy là thư ký trưởng chính phủ, em đừng nói ra. Hứa Tư nhìn vào trong phòng. Mẹ em đỡ hơn chưa, có xuống giường đi lại được không? Vẫn thế, có thể ngồi dậy ăn cơm, nhưng muốn xuống giường phải phẫu thuật. Nhắc tới bệnh của mẹ, mặt Trần Phi Dung đầy vẻ buồn bã. Sao em quen Trương Khắc? Hứa Tư lấy làm lạ, sao Trần Phi Dung thấy Trương Khắc lại có phản ứng mạnh như thế? Xem ra em sợ cậu ta lắm hả? Trần Phi Dung ngượng ngập hỏi. Chị Hứa Tư, chị xinh đẹp như thế. Lúc dạy học cho y có. Có cái gì?
Hứa Tư chớp mắt cái hiểu ra ý Trần Phi Dung. Em nghĩ đi đâu thế, Trương Khắc đâu phải hạng người đó. Trương Khắc cũng thi thoảng cố ý vô ý đụng chạm vào mình, nhưng chẳng làm người ta thấy ghét, nghĩ tới đó Hứa Tư thấy mặt nóng ran. Trong sân trời tối, Trần Phi Dung nhìn không rõ áng hồng trên mặt Hứa Tư, do dự rất lâu mới lấy dũng khí hỏi. Chị Hứa Tư, chị giúp em nói với Trương Khắc, em không muốn làm bạn gái cậu ta, được không? Hứa Tư ngớ người, cô nghe Tạ Vãn Tình nói Trương Khắc và Đường Thanh là đôi thanh mai trúc mã, dù mới chỉ nhìn thấy Đường Thanh từ xa, cũng biết là một mỹ nhân từ thuở lọt lòng, không biết so với Trần Phi Dung ai đẹp hơn ai. Nương theo ánh đèn leo lét, Hứa Tư quan sát Trần Phi Dung, khuôn mặt có rất nét, ngũ quan tinh xảo, nhất là đôi mắt càng lo lanh, vóc người tha thướt chẳng thấp hơn mình là bao, tuy còn chó chút nơn nớt, nhưng tràn trề sức sống, chẳng trách Trương Khắc quấn lấy. Hứa Tư nghĩ, thằng nhóc này hóa ra rất là lăng nhăng, có lẽ cậu ta cảm thấy Trần Phi Dung xinh đẹp hơn cũng chưa biết chừng, còn Đường Thanh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nói không chừng chỉ coi như em gái, chị Vãn Tình cũng nói thế thì phải. Hứa Tư thấy nên cổ vũ cho Trương Khắc, cười nói. Trương Khắc là chàng trai rất được, đẹp trai, tốt tính, học tập không kém, vì sao em từ chối cậu ta? Em không thích cậu ta, loại người như bọn họ dựa vào nhà có chút quyền thế, ở trường chẳng làm gì tốt, toàn bắt nạn bạn nữ. Trần Phi Dung cầu khẩn. Chị Hứa Tư, chị giúp em đi, bảo cậu ta đừng quấn lấy em nữa. Hứa Tư chẳng hiểu gì, trong ấn tượng của cô Trương Khắc tuyệt đối không phải hạng người đó, nhưng giọng Trần Phi Dung hết sức tội nghiệp, nói. Em tự nói với cậu ta là được, có điều em có thể là cô gái đầu tiên mà cậu ấy bày tỏ tình cảm, nếu em cự tuyệt, có thể cậu ấy sẽ rất thương tâm. Em nói cũng vô ích, cậu ta nhất định sẽ vẫn cứ quấn lấy em, hạng người đó chuyện gì cũng có thể làm được. Trần Phi Dung nắm chặt tay Hứa Tư, giọng sắp phát khóc tới nơi. Hứa Tư thở dài. Được được được, chị nói giúp em là được, chẳng hiểu sao em lại có thành kiến với cậu ấy sâu như vậy, Trương Khắc đúng là chàng trai không tệ. Nếu em chưa có bạn trai, chị thực sự đề nghị em suy nghĩ. Chị không nói thì em nói. Trần Phi Dung thấy Hứa Tư không tin, liền đem lời những chuyện được trong trường học mấy ngày qua nói ra. Hôm nay đi xe buýt cậu ta còn sờ soạng em đã chuẩn bị nghỉ học rồi, dù sao cả ngày bị đám người đó quấn lấy, học chẳng vào được, dù sao mẹ em cũng cần có người ở nhà chiếu cố. Hứa Tư tất nhiên không tin, những ngày qua việc có cả đống. Riêng định phương án mở rộng thị trường đủ làm Trương Khắc bận tối mắt, thời gian đâu mà tới trường học sinh sự. Mà nói tới chuyện trên xe buýt, mặt Hứa Tư lại như phát sốt, Trương Khắc chẳng phải loại người lợi dụng sàm sỡ, nhưng chuyện này chẳng thể giải thích hộ y, bị suy nghĩ muốn thôi học của Trần Phi Dung làm hoảng sợ. Em nói bậy gì đấy, em không cần thôi học, Trương Khắc rất nghe lời chị, em không muốn làm bạn gái cậu ấy cũng sẽ không cưỡng ép đâu. Rồi ôm vai Trần Phi Dung. Vào nhà thăm mẹ em chút, em đừng suy nghĩ chuyện lung tung. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, Lưu Phân mẹ Trần Phi Dung năm ngoái bị tai nạn xe, tổn thương xương sống, nằm liệt giường tới giờ vẫn chưa lành, khi đó Lưu Phân làm ca tối về gặp tai nạn, xung quanh không có ai, không bắt được kẻ gây tai nạn. Bấy giờ chưa có khái niệm bảo hiểm công thương, tất cả do nhà máy chịu trách nhiệm. Nhà máy làm ăn được còn đỡ, còn Lưu Phân làm ở nhà máy giấy Tân Quang, tới lương công nhân còn nợ. Lấy đâu ra tiền thuốc men? Tiền phẫu thuật lần đầu là do mọi người gom góp, tiếp theo thì chịu rồi, đành ở nhà dùng chung y chữa. Trần Kỳ cha Trần Phi Dung kinh doanh quán rượu nhỏ, miễn cưỡng cầm cự được, muốn bán quán rượu phẫu thuật cho vợ trước, Lưu Phân không đồng ý nếu phẫu thuật xong vẫn liệt, chẳng phải cả nhà hết đường sống sao. Hứa Tư nhớ tới trước đó Trương Khắc bảo cô thu thập tài liệu nhà máy Tân Quang, tìm hiểu từ mẹ Trần Phi Dung là không thể tốt hơn nữa rồi. Trước khi xảy ra tai nạn, Lưu Phân làm kế toán ở đó. Dì Phân, dì xem TV đấy à? Lưu Phân dựa vào đầu giường nhưng không ngồi dậy được, quay ngang đầu nhìn Hứa Tư. Tiểu Tư, nghe nói hiện giờ cháu tìm được công tác tốt rồi, hôm qua bà chủ còn tới nhà ăn cơm hả? Tình cảnh nhà dì sao thì cháu biết rồi đấy, lần trước cha cháu tới nhà, chú Trần thực sự không có tiền cho vay, cháu đừng trách chú Trần. Hứa Tư mắt ươn ướt. Ba cháu vì chuyện của cháu mà lo tới hồ đồ rồi, cháu hiểu hoàn cảnh nhà dì mà, ba cháu đang đánh cờ với chú Trần đấy, dì đừng cả nghĩ. Ở trong phòng xem TV nói chuyện gần 2 tiếng, phía bên ngoài không có động tĩnh gì, Hứa Tư bảo Trần Phi Dung ra xem, Trần Phi Dung không muốn thấy Trương Khắc, mặt mày nhăn nhó, Hứa Tư nói. Có chị ở đây, sợ cậu ta ăn thịt em hay sao? Chuyện gì thế?
Lưu Phân hỏi. Cháu có dạy một học sinh, tên Trương Khác, là chàng trai rất bảnh, cũng học ở Nhất Trung, hôm nay cháu dẫn cậu ta tới Sa Điền chơi, cậu ta đang đánh cờ bên ngoài với thầy Hứa, Phi Dung không muốn gặp cậu ta. Chương 61, con ghét mẹ mong. Con bé ấy giống gì hồi trẻ, tâm tính cao ngạo. Ba nó thời xưa, tiền không thế không, chỉ được cái đẹp trai, có chút tài vặt, còn làm ra vẻ thanh cao, cãi nhau với lãnh đạo trong xưởng, bị cho thôi việc, người ta tránh còn không kịp, rồi mở quán rượu. Ôi, giờ gì hối cũng không kịp nữa, sớm biết thế trước kia chọn một nhà khá giả. Con bé này đợi tới lúc giống gì, nằm liệt ở đây, sống không được, chết không xong mới biết thế nào là hối hận. Lưu Phân quay đầu sang hỏi. Nghe ba cháu nói, nhà cháu thiếu tiền, đều do cậu bé đó giúp hả? Vậy chắc gia cảnh cậu ta không tệ, nghe nói công ty cháu làm việc cũng do nhà cậu ta mở. Không hẳn ạ, tổng giám đốc công ty là chị cậu ấy, hôm qua tới Sa Điền chơi đấy ạ, cháu không biết Dung Dung và Trương Khác quen nhau, nếu không đã bảo em nó qua nhà cháu ăn cơm. Chuyện Trương Khác không thể nói với cha mẹ, Hứa Tư tất nhiên càng không nói với Lưu Phân. Ở Hải Châu gia cảnh cậu ấy cũng thuộc loại được. Chỗ ưu tú nhất của Trương Khác là đầu óc, tính ra Trương Khác tiến vào cuộc đời mình còn chưa tới 3 tháng, nhưng mang tới quá nhiều niềm vui bất ngờ. Nếu Trần Phi Dung đồng ý làm bạn gái Trương Khác, thì khó khăn trong nhà chớp mắt cái là được giải quyết ngay, chẳng biết Trương Khác chọc giận con bé chỗ nào mà làm nó ghét tới mức như thế. Lưu Phân trừng mắt lên nhìn con. Bạn học tới không biết tiếp đãi, chỉ biết trốn vào nhà. Hứa Tư thấy Trần Phi Dung rất bực tức, mỉm cười đẩy cửa ra ngoài, trong sân giàn nho chĩu quả chín mọng, nhớ chuyện Trương Khác ăn nho xanh bị ê răng, liền nói với vào. Dì Phân, nho nhà dì ăn được rồi, cháu hái mọi người ăn nhé. Ừ, hái đi. Trần Phi Dung bê ghế tới, Hứa Tư đứng lên hái hai chùm, rửa sạch sẽ, cho vào đĩa sứ thanh hoa, bên lên quán, Trần Phi Dung theo sau chẳng nói chẳng rằng. Tới cửa đứng lại đã vào ngưỡng cửa nói. Mẹ em bắt em tới nhưng em không muốn, chị nhất định phải nói với cậu ta giúp em. Hứa Tư chẳng biết phải nói thế nào, từ cảm thụ bản thân, cô biết xinh đẹp chẳng phải chuyện tốt, nếu không tìm được nam nhân bảo vệ mình phải đủ sức đủ thế để tự lập mới được. Nhưng nếu để Trần Phi Dung mang tâm tư không đơn thuần theo Trương Khác, chẳng phải là tàn nhẫn với Trương Khác sao? Nên nhịn không nói. Vào quán thấy Trương Khác và cha mình đang dọn cờ. Ván cờ đã kết thúc, Hứa Tư đặt đĩa lên bàn, Trần Phi Dung đứng sau quầy không theo tới. Không khóc chứ? Chẳng nhu mì như lúc ở riêng bên nhau, Hứa Tư tự nhiên trêu ghẹo Trương Khác. Trương Khác gãi đầu không nói, Hứa Hải Sơn ở bên nháy mắt cho con, Hứa Tư quay sang thấy khuôn mặt tang thương của Hứa Hồng Bá có chút xấu hổ, cô há mồm lắc đầu với cha, tỏ ý không hiểu. Trương Khác thắng ván cờ này rất bất ngờ, y rất rõ thực lực của Hứa Hồng Bá. Chỉ có thể nói ông ta quá coi thường mình, nhưng chẳng thể lấy cái đó ra an ủi. Liền cho nho vào miệng, chỉ cửa góc quán, nói lảng đi. Từ chỗ này có thể vào sân à? Đi qua bên người Trần Phi Dung, cô nàng lách mình trách đi, Trương Khác người, thấy cô mặc áo ngủ hoa, đứng xoay lưng dưới ánh đèn, nhìn thấy bầu vú thiếu nữ nhọn nhọn mập mờ, quả đào non xinh xinh đã bắt đầu có đường cong tuyệt đẹp, đường hai bên thân cô lượn xuống tạo nên một vẻ thanh nhã và gợi cảm vô cùng. Thật khiến người ta không kìm nổi những ý nghĩ ám muội, có vẻ bên trong Trần Phi Dung không mặc áo lót, tiếc là do đứng quay lưng lại phía ánh sáng nhìn không rõ, chỉ thấy tay chân trắng trẻo như ngó sen. Trương Khác thầm kêu đáng tiếc, đưa tay ra trước mặt cô. Muốn ăn không? Trần Phi Dung không thèm để ý tới y, quay người đi, ánh đèn chiếu lên bầu ngực khá có quy mô của cô, áo ngủ dán lên ngực để lộ nụ hoa màu hồng, làn da như ngọc, quả nhiên không mặc áo lót, tuy Trần Phi Duy còn hơi non nớt. Nhưng sự dụ hoặc nửa khỏa thân này làm Trương Khác chao đảo. Trần Phi Dung thấy Trương Khác không có động tĩnh gì, quay sang, bắt gặp ngay y đang hao háo nhìn vào ngực mình, y phục trên người làm bằng sợi nhân tạo lọt sáng, bên trong lại không mặc áo lót, để tên vô lại này nhìn sạch sành xanh rồi, vừa thẹn vừa giận, vội che lấy ngực, chẳng biết dũng khí đâu ra đi tới đá mạnh lên chân Trương Khác. Á! Tiếng kêu thảm của Trương Khác làm mọi người giật mình quay lại, Trương Khác nhịn đau nói. Bị dẫm phải chân, ngẩng lên thấy Trần Phi Dung hầm hầm đẩy cửa đi thẳng không quay đầu lại, tiếc phong cảnh mê người như thế lại không được xem cho đã, nhớ tới dáng vẻ mặc cho người ta giết mổ ở trường học, sao đột nhiên trở nên hung hãn như thế. Con bé này, đi ăn cướp cái gì, dẫm phải chân người ta cũng không quay đầu lại. Trần Kỳ trách một câu, chỉ coi hai đứa trẻ đi vội dẫm phải nhau, chẳng để ý, tiếp tục ngồi ăn nho.
Hứa Tư thấy Trương Khắc cúi người xoa chân, đâu giống bị dẫm phải. Đi tới hỏi. Sao thế, bị đá à? Trương Khắc cười ngượng, vén ống quần lên, xước lớp da, chảy cả máu, không ngờ oán giận của Trần Phi Dung sâu như thế. Hứa Tư trông mà phát hoảng, cau mày lại, nói nhỏ. Ai bảo cậu vừa mới đi học đã chọc ghẹo con nhà người ta? Không dám để mọi người biết, đỡ Trương Khắc ra sân lấy nước rửa. Trương Khắc cho chân vào chậu nước, để Hứa Tư rửa giúp, ngẩng đầu lên quan sát đình viện nhà Trần Phi Dung. Căn viện tử này có bố cục giống nhà Hứa Tư, nhưng ở gần đường có thêm một gian nhà, sân nhỏ hơn, tường gạch xanh, ngói cong chắn nước, rất lâu rồi chưa được tu sửa, hết sức cũ kỹ, mái ngói mục nát cả rồi. Trước khi nhà nước có luật bảo hộ quần thể kiến trúc cổ, công trình thế này đại khái bị cho là nhà không an toàn, phải bị tháo dỡ. Biểu hiện của cậu ở trường học không giống học sinh ngoan, đánh nhau, hút thuốc đã đành, lại còn mời thuốc cả chủ nhiệm giáo vụ. Hứa Tư thấy Trương Khắc nhìn quanh, nhớ tới chuyện Trần Phi Dung, hỏi. Cả chuyện trên xe buýt hôm nay nữa là sao? Trần Phi Dung đúng là mau miệng thật, Trương Khắc oan chết thôi, nhưng nghe giọng điệu của Hứa Tư khá hơi hợt, hẳn không coi mình là hạng người đó, cười khổ. Em đâu phải người như vậy. Tôi cũng nghĩ thế, cậu cùng lắm là thích chọc ghẹo con gái một chút, sao lại chọc vào Phi Dung để nó có thành kiến sâu với cậu như thế? Trương Khắc nhìn vào đông sương phòng, chỉ ở đó mới có ánh đèn, trên giường có người nằm, không phải là Trần Phi Dung, các nơi khác tối om, chẳng biết cô nàng trốn đâu rồi. Trương Khắc ngửi thấy mùi thuốc lan tỏa trong sân, hỏi. Nhà Trần Phi Dung ai bị bệnh thế chị? Mẹ Dung Dung năm ngoái bị xô xe, xương sống tổn thương, à, dì ấy là kế toán của nhà máy Tân Quang, từ sau khi tai nạn thì nằm liệt giường, phải phẫu thuật lần nữa mới khỏi, nhưng nhà máy không trả tiền thuốc men. Đáng lẽ chính phủ cũng phải giúp giải quyết một chút, cậu nghĩ cách được không? Hứa Tư nháy mắt với Trương Khắc, mấy câu cuối cố tình nói to lên. Trương Khắc biết Hứa Tư cho rằng mình có tình cảm với Trần Phi Dung thật, đang có ý nói giúp, thầm nghĩ Trần Phi Dung dù trông ngon miệng thật, nhưng ở dưới vành mắt Đường Thanh, dù y có gan dám ăn, cũng chẳng có cơ hội mà ăn. Có điều bị đá một cú đau như thế, chưa một chút cũng chẳng sao, cố khản giọng kêu. Á, đau, chân sắp gãy rồi. Chị Hứa Tư, nhẹ tay chút chứ. Hứa Tư trừng mắt lên nhìn y, trong phòng không có động tĩnh gì. Một lúc sau Lưu Phân trong đông sương phòng gọi. Phi Dung. Lại một lúc im lặng mới thấy Trần Phi Dung đi ra, tới thẳng trước mặt Trương Khắc, giọng có lấy quyết tâm rất lớn nói. Có phải cậu thực lòng muốn kết bạn với tôi? Trương Khắc ngẩng đầu lên, thấy mắt Trần Phi Dung lóng lánh, tựa hồ vừa khóc, lòng mềm xuống, không còn tâm tư trêu đùa nữa. Không phải. Mình chỉ đùa thôi, sau này bạn cứ lờ mình đi là được. Trần Phi Dung nghe y nói thế, lòng chua xót nghĩ, thì ra cậu ta chỉ coi mình như đồ chơi. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, Trương Khắc mặc dù biết mình oan, nhưng thấy dáng vẻ yếu đuối đáng thương, không đành lòng, định nói gì thì Hứa Hồng Bá, Hứa Hải Sơn, Trần Kỳ ăn nho xong, từ tử quán đi vào sân. Trần Phi Dung quay lưng đi, lau nước mắt trên má, không để họ nhận ra có gì khác thường. Chương 62, giải tỏa. Trương Khắc nhớ ra mục đích hôm nay tới Sa Điền, vừa khéo gặp được Hứa Hồng Bá, thấy ánh mắt ông ta nhìn lên mái ngói xanh uốn cong, nói. Nếu nơi này giải tỏa, biến thành tòa nhà hiện đại như ở Tiền Môn thì thầy Hứa thấy sao? Sao cậu cứ luôn mồm nói giải tỏa, chẳng lẽ thành phố muốn giải tỏa nơi này thật? Hứa Tư thấy y lại nói tới vấn đề này, hỏi. Trương Khắc chỉ cười nhìn Hứa Hồng Bá. Hứa Hồng Bá thấy y từ cách ăn nói cử chỉ đều không giống thiếu niên mới vào cao trung, nhớ lời y nói trước đó hỏi. Ba cậu cũng thích đánh cờ à, người giỏi cờ ở Hải Châu, tôi chẳng nhớ được mấy người. Trần Kỳ ở bên cạnh trêu. Giờ ông còn dám nói câu này à? Hứa Hồng Bá đỏ mặt lên, thua là thua, đâu thể nói mình sơ suất mới thua người ta được. Trương Khắc đáp. Ba cháu chỉ thích đánh cờ thôi, chơi cờ với cháu cần phải chấp hai quân. Càng kém xa thấy Hứa, có cơ hội ba cháu nhất định thỉnh giáo thầy Hứa. Cháu ở đây xin nói trước, nói không chừng hôm nào đó ba cháu sẽ mời thầy Hứa tới nhà chơi. Hứa Hồng Bá không biết Trương Khắc không nói tới tên cha mình là suy nghĩ cho Hứa Tư, nghe y nói vậy liền chuyển chủ đề. Khu vực này hơi cũ nát rồi, nhưng Trầm Tích văn hóa Hải Châu quá nửa truyền thừa ở đây, quyết không thể giải tỏa toàn bộ được. Hứa Hồng Bá biết thành phố đang làm quy hoạch tổng thể thành phố, nhưng chưa xong. Giải tỏa là chủ đề mẫn cảm, thành phố không tiết lộ chút tin tức nào, nhưng từ lời vừa rồi của Hứa Tư, tựa hồ thiếu niên này biết gì đó.
lúc này nhìn kỹ lại, trông hơi quen quen, không nhớ ra con ai, từ cách ăn mặc thì chắc chắn không phải con nhà người dân phổ thông. Trương Khác thấy ông ta có ý thức về phương diện này, muốn thông qua ông ta ảnh hưởng tới cha, tiến tới ảnh hưởng tới Đường Học Khiêm, chắc có thể giữ lại quần thể kiến trúc Minh Thanh này. Đương nhiên quan trọng nhất là với sự thông tuệ của Hứa Hồng Bá, hy vọng ông ta có thể giúp cha đứng vững trong vũng nước đục quan trường Hải Châu. Cơ hội để tìm sau, Trương Khác nói thời gian không sớm nữa, về muộn không có xe, vừa khéo có taxi đi qua, liền ngồi lên về phòng thuê. Hứa Hồng Bá thấy thiếu niên này không đơn giản, đợi Hứa Tư tiễn Trương Khác về, hỏi. Thằng nhóc đó là con nhà ai, ta thấy quen quen. Hứa Tư biết Trương Khác và cha như đúc từ một khuôn, nghe vậy giật mình, sợ ông ta đoán ra được trước mặt cha mình, vội lấp liếm. Hải Châu nhiều người như thế, nói ra một cái tên là thầy nhận ra được sao? Trước đó Trương Chi Hành chẳng được coi là nhân vật đáng kể ở Hải Châu, cho dù hiện giờ thi thoảng cùng Đường Học Khiêm xuất hiện trên TV cũng chỉ là thoáng qua. Hứa Hồng Bá nghĩ một lúc không có manh mối, hỏi tiếp. Nơi này sắp giải tỏa sao? Cháu cũng không rõ, đang dạy thêm cho cậu ta thì cậu ta đột nhiên nói muốn tới đây chơi, tới đây lại nói giải tỏa gì gì đó, chắc không phải đâu, chuyện này ai mà biết được, sao có thể nói bừa. Hứa Hồng Bá quay đầu lại nói với Trần Kỳ. Giải tỏa cái quán nhà ông đi, cho ông khỏi trộn nước vào rượu. Trần Kỳ cười khổ. Không giải tỏa thật chứ, tôi chỉ biết dựa vào nó kiếm sống thôi. Hứa Tư biết mình lỡ lời. Dù quán rượu làm ăn không tốt, nhưng dù sao cũng là nguồn kinh tế duy nhất của nhà họ, chuyện giải tỏa hay không còn chưa có chứng cứ gì, nói ra chẳng phải khiến trong lòng chú Trần thêm tâm sự sao. Cô vội sửa lời. Trương Khác là thằng bé thích nói lung tung, cậu ta tới ngõ, ghét mùi sông Sơ Cảng nên nói thế. Thành phố cũng bảo sẽ cải tạo sông bao năm rồi mà có thấy gì đâu. Có lẽ không phải là nói lung tung. Hứa Hồng Bá lắc đầu. Trần Kỳ cười trêu. Ông đi tin lời đứa bé à? Ai thắng cờ tôi thì tôi tin, cậu thiếu niên này tôi nhìn không thấu, chẳng phải con cái nhà bình thường. Hải Sơn, anh nói xem có phải không? Hứa Hải Sơn trầm ngâm. Cậu ta tới nhà tôi vài lần, nhưng ít nhắc tới chuyện trong nhà, những nhà quyền quý như thế quy củ ghê lắm, tôi hỏi Hứa Tư mấy lần, con bé này giấu cả ba nó. Trương Khác không phải nói ba cậu ta thích đánh cờ sao, anh tới nhà chỉ giáo là biết. Hứa Hải Sơn nhớ trước kia Trương Khác ném 12 vạn lên bàn rồi đi như không, lại là thân thích của Tạ Vãn Tình, trong nhà không giàu thì sang. Ông ta tuy nói Trương Khác cho vay tiền với hàng xóm, để mọi người khỏi nghi con mình, nhưng không nói con số cụ thể, sợ lọt vào tai kẻ xấu làm hại Trương Khác. Ông ta cũng nhìn ra Trương Khác không đơn giản, thầm nghĩ mọi người đều nói Hứa Hồng Bá ánh mắt sắc bén, quả không sai. Những năm 90, thủ tục đăng ký công ty rất rắc rối, bao gồm tên công ty đắc ký trước. Chỉ định ngân hàng kiểm tra vốn, con dấu, thuế vụ v.v.v. Đau cả đầu. Cho dù có nhân viên phòng hành chính của Hải Thái giúp đỡ, nhưng nếu không tốn khoảng nửa tháng không đi hết được trình tự này. Hứa Tư chọn hai địa chỉ làm việc trong tòa nhà Tân Hải Thông, Trương Khác trốn học chiều, tới quyết định chỗ làm việc của công ty mới. Một ở tầng 16, góc đông nam, hình oval rộng chừng 60 mét vuông, một ở tầng 18, chính giữa tòa nhà, hình vuông rộng 80 mét vuông. Thích hợp cho công ty nhỏ. Hứa Tư thì vừa ý văn phòng tầng 16, cả buổi sáng ánh mặt trời sẽ chiếu lên người, diện tích nhỏ, tiết kiệm được giá thuê phòng. Xem xong phòng ở tầng 18, liền kéo Trương Khác tới tầng 16 xem xét. Trương Khác đứng ở lối đi, chỉ văn phòng phía tây, trên cửa chưa treo biển, hỏi giám đốc tòa nhà. Chỗ này chưa cho thuê phải không? Vâng, nhưng diện tích của nó lớn hơn yêu cầu các vị một chút. Trương Khác chẳng để ý. Đi thẳng tới, đẩy cửa bước vào, thấy ánh mặt trời buổi chiều nhuộm đỏ kính pha lê, đứng trước cửa sổ hình cánh cung nhìn ra ngoài, đằng xa là công viên nhân dân, một mảng rừng trúc xanh mướt lọt vào tầm mắt. Trương Khác quay lại nói. Chọn nơi này, ngăn góc phòng cung này thành một gian phòng làm việc riêng. Hứa Tư nhìn tòa văn phòng trống, lật xem tài liệu, cau mày nói. Nơi này tới 260 mét vuông, có hơi rộng không? Hơn rộng, nhưng buổi chiều. Pha tách hồng trà ngồi dưới ánh tịch dương, ngắm rừng trúc đằng xa, rộng một chút có sao. Trương Khác phất tay với giám đốc tòa nhà. Chọn nơi này, ông đi soạn giấy đi, tranh thủ ký trước khi hết giờ làm. Giám đốc tòa nhà nhìn Hứa Tư. Hứa Tư thấy Trương Khác giở tính trẻ con quay đầu đi ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, tỏ ý không nghe ý kiến của mình, chỉ biết cười nói. Chọn nơi này đi,
cậu ấy là ông chủ của tôi. Giám đốc tòa nhà mang theo kinh ngạc ra ngoài, Hứa Tư đi tới trước cửa sổ, đứng sóng vai với Trương Khác, nhìn ánh tà dương rải một lớp ánh sáng hồng lên rừng trúc xanh mướt. Việt Tú, chị thấy cái tên này thế nào? Hả? Hứa Tư choàng tỉnh, y đang nói tới tên công ty. Ừ, vị phấn sáp hơi đậm, giống như tên con gái vậy. Đó là tên đăng ký của công ty khác. Trương Khác cười. Còn công ty này lấy tên là công ty trách nhiệm hữu hạn Cẩm Hồ, đi qua khu rừng trúc kia một chút là Tiểu Cẩm Hồ, còn Cẩm Hồ thực sự ở ngọn của sông Sơ Cảng, đã bị lấp rồi, chắc chẳng còn mấy ai biết nữa. Em thấy cái tên này không tệ, nhất định sau này sẽ vô cùng vang vọng. Hứa Tư thấy nét mặt Trương Khác có vẻ ngượng ngùng hiếm có, cười nói. Cậu là ông chủ, cậu thấy hay là được. Nhớ tới chuyện hôm qua, hỏi. Cậu vừa mới vào cao trung đã làm bậy làm bạ, sao chọc giận Phi Dung thế? Hôm qua không cách nào nói rõ, Trương Khác xoa đầu nói. Em oan mà, lấy chuyện hôm qua đi xe buýt ra nói nhé, em lên xe thấy ba thằng lưu manh theo sau cô ấy muốn giở trò. Trương Khác kể lại chuyện xảy ra một lượt. Chị thấy em có oan không, chạm tiếp theo cô ấy vùng chạy mất, làm em thiếu chút nữa bị ba thằng lưu manh đó đánh ột trận. Hứa Tư phì cười. Con bé làm sao biết không phải cậu thừa sơ dở trò. Mà sao nó lại thành kiến sâu với cậu như thế? Chương 63, vấn đề của nhà máy Tân Quang. Chị biết tập đoàn Cẩm Thành không? Sao không biết, ngoài cửa sổ là tòa nhà Cẩm Thành, thì sao nào? Hứa Tư không hiểu sao Trương Khác đổi đề tài đột ngột, vẫn nói. Chúng ta lấy tên Cẩm Hồ, liệu có giống nhau quá không? Chẳng sao cả, có cơ hội chúng ta thôn tính Cẩm Thành là xong. Chẳng ai thấy hai công ty giống tên nhau nữa. Trương Khác giang tay ra, nói đầy tự tin. Dã tâm của cậu lớn quá đó. Hứa Tư lườm y một cái. Tập đoàn Cẩm Thành liên quan gì tới Trần Phi Dung? Con trai Triệu Cẩm Vinh là Triệu Ti Minh cũng học ở trường em, thằng đó quấn lấy Trần Phi Dung. Nam sinh khác nói chuyện với cô ấy đều có khả năng bị nó kéo ra tần ột trận. Nghe nói năm ngoái có nam sinh cuối cấp theo đuổi Trần Phi Dung. Triệu Ti Minh tập trung một đám lưu manh, chặn đường nam sinh đó. Bất chấp trên đường có xe không đẩy nam sinh ra giữa đường, cứ chạy vào là đẩy ra, may mà không có chuyện gì, nhưng nam sinh đó không dám đi học nữa. Loại người đó nếu không ai ột bài học thì chuyện gì cũng dám làm. Hôm đó em thấy nó bám lấy Trần Phi Dung, liền ột cái tát, bị bà chủ nhiệm Lý Chi Phương nhìn thấy. Cái tát đó có giá quá đắt, thêm vào ngày đầu em mời thuốc lá Tào Quang Minh, chẳng biết dây thần kinh của ông ta có phải chạm mạnh không, đã nhận thuốc rồi còn khách khí bảo tuổi em hút hít thôi. Thế là tiếng thối truyền xa. Thôi, không nói nữa, không nói nữa. Càng kể Trương Khác càng bực. Hứa Tư thấy Trương Khác mặt đầy oan ức, cười gập người. Tôi từng thấy Tào Quang Minh bắt được một nam sinh hút thuốc, lấy điếu thuốc dí lên mặt nam sinh đó, đó là nam sinh thuộc hạng đầu bò đầu bướu, vậy mà cậu ta không dám hé răng, người xung quanh nín thở, vậy mà cậu dám mới thuốc là ông ta. Phi Dung hiểu lầm cậu là không ngờ người như thế mà còn biết anh hùng cứu mỹ nhân. Trương Khác chỉ biết cười méo xẹo mà nói. Em làm kẻ xấu cũng là vì trấn áp đám vạn thiên tài, Triệu Ti Minh, không cho bọn chúng làm bừa ở trường học. Trần Phi Dung bị Triệu Ti Minh quấn lấy phát sợ rồi, coi em là dạng người như thằng đó. Hừ, em có chị Hứa Tư rồi, đâu thèm để ý tới cô ta, ngực đã nhỏ, mông cũng nhỏ. Hừ hừ, tưởng mình hay lắm. Hứa Tư thấy y vừa nói vừa chuyển ánh mắt tới bầu ngực ngạo nghễ của mình, khoanh tay trước ngực che tầm mắt của y. Trong lòng lại chẳng hề phản cảm ánh mắt tham lam không hề che giấu đó. Tôi giúp cậu giải thích với Phi Dung, rồi giúp cả hai tới với nhau, Phi Dung là đại mỹ nữ đấy. Trương Khác cười khẽ, dưới hàng mi dày trông có cảm giác gian tà. Đừng, em phát hiện ra làm kẻ xấu rất thú vị, nên giữ hình tượng xấu xa trong lòng cô ấy thì tốt hơn. Tôi thấy bản chất cậu đúng là kẻ xấu xa, nếu không chẳng làm ra mấy việc kia. Thấy Trương Khác đắc ý, Hứa Tư hết cách. Gia cảnh Phi Dung rất khó khăn, dì phân không thể kéo dài mãi không phẫu thuật được, nếu không có khi chẳng đứng lên được nữa. Em thì chẳng sao, nhưng chị còn chẳng dám mang tiền về nhà, em giúp cô ta thế nào đây? Rồi kéo quần chỉ vết thương hôm qua bị Trần Phi Dung đá cho chảy máu hiện sưng tám. Chị xem, con bé đó ác thế đấy, mà chị nói mẹ cô ta làm kế toán của Tân Quang. Ừ, trước đó cậu bảo tôi thu thập tư liệu về Tân Quang, có được một chút, cậu cũng xem rồi. Cậu muốn làm gì? Trương Khác hỏi lại. Chị biết vấn đề của Tân Quang là gì không? Kiếp trước, Đường Học Khiêm vào tù, cha thôi việc,
mẹ bị điều tới xí nghiệp đó chính là nhà máy Tân Quang, nên Trương Khắc khá hiểu tình hình của nó. Dưới sự chống đối quyết liệt của công nhân, chính phủ khu Thành Nam không đóng cửa nhà máy cũ, công nhân ban đầu vẫn tới nhà máy làm việc, nhà máy mới chiêu một công nhân khác, thông qua hiệp đàm đa phương, tranh thủ được ít vốn cả hai nhà máy cũ mới đồng thời hoạt động. Nhà máy cũ công nghệ lạc hậu, tạo thành ô nhiễm nghiêm trọng cho sông Sơ Cảng, bị người dân chống lại, thường xuyên lúc đóng lúc mở, không thể sinh hiệu quả, còn thành gánh nặng lớn. Nhà máy mới lực lượng công nhân kỹ thuật không đủ đáp ứng, chỉ miễn cưỡng duy trì, lợi nhuận tạo ra không bù đắp nổi thua lỗ của nhà máy cũ, cuối cùng cả hai cùng sụp. Trương Khắc luôn cho rằng quyết định khi đó của chính phủ Nam Thành rất ngu xuẩn, nhà máy Tân Quang cuối cùng phá sản là do thể chế sơ cứng, tới sau khi trở về gặp vụ tai nạn kia mới vẽ lẽ. Tục ngữ nói, Diêm Vương còn đỡ, tiểu quỷ mới khó chơi. Rõ ràng biết quyết định giữ nhà máy cũ là bất hợp lý, nhưng dưới áp lực, chính phủ Thành Nam vẫn lựa chọn nhún nhường, tạo thành quyết sách sai lầm. Hứa Tư nghiêng đầu nhìn Trương Khắc nói. Biết một chút, chỉ không biết cậu định làm gì. Trước đó em đã nói nhà máy Tân Quang có liên quan sự cố giao thông kia, bí thư Từ là người khoan dung, không tùy tiện giận lây ai, nhưng không đảm bảo người dưới không có thủ đoạn ngầm lấy lòng ông. Di rời Tân Quang ổ tay khu trưởng Tống Bồi Minh của Thành Nam thúc đẩy, chỉ nghĩ xem áp lực trên người ông ta lớn cỡ nào. Hứa Tư nắm bắt được chút manh mối rồi, nhưng còn rất mơ hồ, im lặng nghe Trương Khắc nói tiếp. Em muốn chia sẻ áp lực thay Tống Bồi Minh, nhưng đau đầu là không biết làm sao để tiếp xúc với ông ta. Hứa Tư há mồm, lấy danh nghĩa công ty hải dụ tiếp xúc với Tống Bồi Minh, đúng là sẽ làm giảm bớt áp lực vụ tai nạn kia mang lại cho Tống Bồi Minh. Rốt cuộc cậu có mưu tính ma quỷ gì, đăng ký công ty mới muốn chị Vãn Tình nhập cổ phần, là muốn đặt bẫy chị ấy hả? Lợi dụng người chết là bất đắc dĩ thôi. Trương Khắc cắn răng, chẳng có vẻ gì đắc ý vì quỷ kế thành công, nói. Nhưng em nghĩ ý của bí thư Từ và chị Vãn Tình cũng không hề muốn truy cứu trách nhiệm vụ tai nạn đó một cách vô giới hạn, càng không mong vì vụ tai nạn không thể vãn hồi mà tạo thành hậu quả nghiêm trọng khác. Hậu quả nghiêm trọng khác là gì? Trương Khắc cười, nhưng trông rất bi thương, lấy dũng khí nói. Đêm qua em có giấc mơ, vấn đề Tân Quang mãi không giải quyết được, 2-3 năm sau liền phá sản, hơn 300 công nhân viên đồng loạt mất việc, cuộc sống lâm vào túng bấn. Trong mơ, có một đôi vợ chồng đồng thời mất việc, vợ mới sinh con, ngay cả chi phí cuộc sống cơ bản không đủ, công việc không tìm được, đành lấy thân thể của mình đi kiếm tiền, nghĩ qua được thời gian khó khăn này, cuộc sống sẽ quay lại bình thường, chuyện đã qua chỉ như cơn ác mộng, nhưng vận mệnh trêu đùa cô, chồng cô biết được. Song không trách một lời, về nhà treo cổ trong phòng ngủ, cô ta trở về thì đã không cứu được nữa, treo cổ trong bếp, để lại đứa bé chưa tròn một tuổi. Nghe giọng cậu cứ như chuyện xảy ra thực vậy. Hứa Tư thấy mắt ươn ướt, đưa tay lau, không ngờ chảy nước mắt. Nhìn Trương Khắc, thấy y mặt nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh tịch dương chiếu lên khuôn mặt anh Tuấn, như chất chứa tâm sự vô hạn, làm người ta không nỡ quấy nhiễu. Ký hợp đồng thuê văn phòng với công ty quản lý vật nghiệp Tân Hải Thông không tốn nhiều thời gian lắm. Trưa hôm qua Tạ Vãn Tình đã mang chỉ đồng rời khỏi Hải Châu, Trương Khắc và Hứa Tư đi thang máy xuống thẳng phía dưới, không hề qua văn phòng tầng 12. Mặt trời sau buổi trưa mùa thu vô cùng dễ chịu, Trương Khắc và Hứa Tư đứng trên sân trải đá hoa cương tòa nhà đợi xe taxi. Thời đó lượng xe taxi của Hải Châu chưa nhiều, người bỏ tiền ngồi xe cũng chưa nhiều, sắp tới giờ tan tầm, mấy chiếc taxi chạy qua đều có người ngồi. Đợi một lúc mới có xe không, Trương Khắc đưa Hứa Tư về xa điền trước, chui vào xe báo tên ngõ nhà Hứa Tư. Lái xe là một phụ nữ chừng 30 tuổi, cô ta quay đầu lại nói. Phía trước tắc rồi. Chúng ta phải đi đường vòng. Đã tới giờ cao điểm đâu nhỉ? Trương Khắc thắc mắc. Chương 64, công nhân chặn đường, 1+2. Nữ tài xế chửi bậy một câu, giọng cô ta khàn, tựa hồ làm nghề này rất lâu rồi. Chẳng biết là công nhân nhà máy nào chặn đường ở ngay phía trước, trong đám đông có một người chẳng biết bệnh gì nằm trên giường nhỏ được người ta khiêng tới. Đi qua đường thanh niên đúng vào lúc giờ cao điểm, chẳng bằng đi bộ qua con đường phía trước rồi hẵng gọi xe. Hơn nữa Trương Khắc cũng muốn biết phía trước có chuyện gì, hiện giờ quan trường Hải Châu có vẻ khá là vi diệu, công nhân chặn đường nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao ảnh hưởng tới đoàn kết ổn định, càng sợ có kẻ lấy nó ra làm dùm beng lên. Hai người xuống xe đi về phía trước, trên đường, xe đều quay đầu lại, trước mặt tụ tập rất nhiều người, đều là người qua đường xem náo nhiệt. Giữa đường có 3-40 người,
bọn họ nắm tay nhau tạo thành bức tường người chặt chẽ, trước ngực sau lưng mỗi người đều dán chữ lớn, cách quá xa nên nhìn không rõ. Chính giữa tường người có một cái giường nhỏ, trên là người nằm đắp chăn, vài cảnh sát giao thông đứng bên đường, nhưng hiển nhiên là bọn họ chẳng thể làm được gì. Từ xa xa nhìn thấy người đứng hai bên tường người đang lớn tiếng nói gì đó với người qua đường. Nghe người quay lại nói, nằm trên giường là một phụ nữ, năm ngoái bị tai nạn xe, nhà máy không có tiền để cho phẫu thuật, sắp bị liệt rồi. Trương Khác và Hứa Từ đưa mặt nhìn nhau, tới gần thấy phụ nữ trốn trên giường quả nhiên là Lưu Phân. Trương Khác chạm vào người Hứa Từ, thật mềm mại, thấy cô không phản ứng, lại đưa tay ra chọc khẽ. Hứa Từ chỉ nghĩ Trương Khác thừa cơ đụng chạm mình, quay đầu sang định chừng mắt nhìn, thấy y đánh mắt sang phía đường đối diện. Hai cha con Trần Kỳ, Trần Phi Dung đang đứng trong đám đông, lo lắng nhìn Lưu Phân nằm giữa đường. Trương Khác và Hứa Từ đi qua vạch kẻ đường trống vắng, chạy tới đường đối diện. Trần Phi Dung lúc này mới nhìn thấy Trương Khác, khuôn mặt thanh lệ biến đổi mấy lượt, cuối cùng quay đầu đi, không thèm nhìn y. Trương Khác thấy thế cũng không giận, chào hỏi Trần Kỳ nói nho nhà ông ta rất ngon, hôm khác sẽ lại tới ăn. Hứa Từ thì hỏi, chú Trần, dì Phân phải tránh gió, sao mọi người lại để dì ấy nằm giữa đường? Giọng nói có chút cấp thiết. Còn cách nào đâu? Trần Kỳ tuổi trạc 40, mặt dài, đuôi mắt đầy nếp nhăn, ông ta thở dài. Nếu còn không gom được tiền phẫu thuật, dì Phân cháu không đứng lên được nữa, đồng nghiệp của cô ấy muốn chặn đường thỉnh cầu, dì Phân cháu dứt khoát muốn tới. Chú không thể chiều ý dì ấy được, nếu để lại mầm bệnh thì làm sao? Hứa Từ suốt ruột nói. Dung Dung, cùng chị đỡ mẹ em về. Tiểu Tư, nếu Sa Điền bị giải tỏa, quán rượu không giữ được nữa, ai còn để ý tới việc mai sau? Trần Kỳ kéo Hứa Từ lại, giọng kiên quyết. Chuyện này cháu đừng xen vào. Hứa Từ ngẩn ra, hôm qua chỉ thuận miệng nói thế, không ngờ ông ta để trong lòng, hối hận vô cùng, nói. Chuyện tiền cháu sẽ nghĩ cách giúp chú. Hứa Từ kéo áo Trương Khác, chuyện giải tỏa là do y tự dưng nói ra, hy vọng y có thể nói một câu, an ủi gia đình bị ép tới bước đường cùng này. Tôi có thể giúp họ vay ít tiền từ công ty không? Trương Khác thì chú ý quan sát người giữa đường, không chú ý tới lời Hứa Từ. À, giám đốc nhà máy chưa tới, chắc là một lúc nữa tới cùng Tống Bồi Minh. Lúc này ai mà quan tâm lãnh đạo có tới hay không, lãnh đạo tới cũng chỉ dùng lời hứa chót lưỡi lừa người ta về, Hứa Từ thấy mình hỏi một đằng, y đáp một nẻo, tưởng Trương Khác cố tình giả ngốc, đưa tay muốn nhéo thắt lưng y. Trần Kỳ lắc đầu nói. Tiểu Từ, ý tốt của cháu, chú và dì Phân xin nhận, cháu vì em cháu bị bệnh, vay tiền của công ty, để xảy ra bao chuyện như vậy, chú không thể hại cháu. Cái này khác với công ty Tân Phong. Hứa Từ chẳng biết phải giải thích ra sao, đá Trương Khác một cái. Cậu sẽ không đứng nhìn mẹ Phi Dung bị liệt luôn chứ hả? Em á! Trương Khác quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Từ vì chuyện người khác mà muốn ứa nước mắt, đúng là cô gái lòng dạ đơn thuần. Trần Phi Dung cũng chăm chú nhìn mình như trông đợi gì đó, liền nói. Giải quyết vấn đề của nhà máy Tân Quang chẳng phải sẽ xong hết sao? Trong thời gian ngắn làm sao giải quyết được? Hứa Từ xuống tinh thần, cô nhận Trương Khác căn bản không có tâm tư giúp nhà Trần Phi Dung giải quyết khó khăn. Trương Khác thấy Trần Phi Dung cắn chặt môi, như cố chịu đựng thống khổ trong lòng, nhớ lời cô nói hôm qua, đại khái có ý hy sinh bản thân. Chẳng may con bé ngốc này chủ động đi tìm Trần Ti Minh Dung thân thể mình đổi tiền chưa bệnh ẹ, đó mới đúng là con mẹ nó, hối hận không kịp. Vỗ trán nói, mẹ Trần Phi Dung thế nào em cũng không khoanh tay ngồi nhìn, nhưng Trần Phi Dung không nói gì, em tưởng cô ấy tự có cách rồi chứ. Tôi, Trần Phi Dung đầy một bụng ủy khuất, răng như muốn cắn nát cánh môi đỏ mọng, giọt nước mắt lăn dài trên gò mà hoàn mỹ, lời cầu xin Trương Khác cô không sao nói ra được. Hứa Từ tức giận nhìn Trương Khác, rõ ràng là chuyện tốt, lại nhất định muốn bày ra vẻ lấy ơn đòi báo đáp, cứ khiến Trần Phi Dung phản cảm mới thấy vui, cô bé này rất kiêu, làm như thế, chỉ khiến khắc sâu thêm hiểu lầm giữa hai người. Lại nhớ Trương Khác nói muốn giữ hình tượng xấu xa trong lòng Trần Phi Dung, đúng là tên bại hoại, Hứa Từ hận không thể cắn y một cái cho hả giận. Trần Kỳ không hiểu xảy ra chuyện gì, nghe khẩu khí của Hứa Từ, thiếu niên này hình như có cách. Sớm nghe nói công ty Hứa Từ làm việc có liên quan lớn tới thiếu niên này, nhưng là người lớn, không mở được miệng ra cầu xin. Trương Khác chẳng phải là cố ý làm khó Trần Phi Dung, cô có phản ứng lớn như vậy cũng là do hiểu lầm Trương Khác quá sâu mà ra. Lại thấy Trần Kỳ ấp a ấp úng, biết họ quen thân với Hứa Hồng Bá,
không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng ông ta, vội nói. Đợi người chính phủ khu thành Nam tới, xem em có thể nói giúp được gì không. Theo cách Hứa Tư, muốn lấy mấy vạn khỏi tài khoản công ty, Trương Khắc căn bản không tiếc, nhưng vấn đề nhà máy Tân Quang phải giải quyết ra sao? Một cỗ xe từ phía tây đi tới, xe chưa dừng hẳn, một người trung niên mở cửa nhảy ra, thiếu chút nữa té ngã. Trương Khắc nhận ra đó là giám đốc nhà máy Chu Phục, ông ta là người tốt, có năng lực kinh doanh, nhưng không có quyền quyết định vận mệnh nhà máy, năng lực bị hạn chế rất lớn. Sau khi nhà máy phá sản, ông ta cho rằng đó là trách nhiệm của mình, nghĩ mọi cách giúp đỡ công nhân khó khăn, đôi vợ chồng kia tự sát bỏ lại đứa con, chính do ông ta thu nhận. Lúc này Chu Phục tóc tai rối bời, mặt đầy khổ sở, ông ta bị kịp giữa áp lực chính phủ, nhà máy đóng cửa, công nhân gây chuyện, nhưng điều ông ta có thể làm hết sức hữu hạn. Đứng xa không nghe rõ Chu Phục nói gì, thấy tưởng người nhiễu động một chút rồi mau chóng khôi phục nguyên dạng, xem ra lời khuyên nhủ của ông ta không có tác dụng gì. Trương Khắc lật cổ tay mịn như ngọc của Hứa Tư lên xem đồng hồ, đã tới giờ tan tầm rồi, sẽ có cả biển người đổ tới nơi này, chính phủ thành phố cách đây không xa, chẳng biết có phải Đường Học Khiêm và cha trốn tránh là chuyện kẻ quan sát mong muốn. Một cỗ xe công vụ màu đen cùng xe cảnh sát đi tới, Tống Bồi Minh xuống xe, chắc là ông ta vừa ăn một hồi chửi mắng ở chính phủ thành phố rồi tới đây. Trương Khắc bị Hứa Tư chọc vào lưng, ý bảo y tới nói chuyện với Tống Bồi Minh, đau hết cả đầu. Cô ấy coi mình là thiếu niên thần kỳ có thể nổi sóng nổi gió cả ở trong quan trường mất rồi. Giám đốc Tiểu Trương, trợ lý Hứa, sai hai người cũng tới đây xem náo nhiệt. Trương Khắc quay đầu, Tương Vi đứng đằng sau, khuôn mặt phong vận mê người mang nụ cười vui mừng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ. Mới vào mùa thu chưa lâu, hiện đang là thời điểm y phục ăn mặc lộn xộn, Chu Phục mặc trang phục mùa thu, Tương Vi lại mặc bộ váy liền màu tím nhạt, đơn giản mà trang nhã, cổ áo rộng. Lộ ra vùng da ngực trắng như tuyết, khe vú sâu hun hút hấp hồn, bên ngoài khác thêm chiếc áo mỏng ngắn tay. Trương Khắc thầm nghĩ, Hứa Tư mà mặc bộ này chẳng biết khiến bao người đi đường gặp tai nạn, nhưng không thể không thừa nhận Tương Vi cũng là một mỹ nhân, gật đầu với cô ta. Chúng tôi vừa mới đi qua đây. Hứa Tư chột dạ nhìn cha con Trần Kỳ, họ đang chú ý tới phía công nhân, chỉ quay đầu nhìn Tương Vi một cái, không chú ý tới cách cô ta xưng hô với Trương Khắc. Sắp tới giờ cao điểm rồi, lần này thì Tống Bồi Minh rắc rối to. Tương Vi cau mày, cô ta đoán Trương Khắc hẳn là quen thuộc nhân sự trong quan trường Hải Châu, nên tùy ý trò chuyện. Chị quen với khu trưởng Tống à? Trương Khắc còn nhớ trước đó Tương Vi công tác ở khu thành Nam, biết Tống Bồi Minh là rất bình thường, song nghe giọng điệu, hình như rất lo cho Tống Bồi Minh. Ông ta và lão Trịnh nhà tôi cùng lớn lên trong một tòa nhà, quan hệ hai nhà rất tốt. Chồng Tương Vi tên Trịnh Ái Quốc, phó chủ nhiệm văn phòng thuộc phòng tuyên truyền, hơn Tương Vi vài tuổi, bằng tuổi với Tống Bồi Minh, đều là con cháu cán bộ có bối cảnh ở Hải Châu. Trương Khắc lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với nhà Trần Kỳ, hỏi Tương Vi. Gần đây áp lực của Tống Bồi Minh rất lớn, chị có biết không? Thấy mặt Tương Vi đột nhiên đỏ lên, lòng máy động, nghe nói cô ta bị đẩy khỏi cơ quan vì người ta phao tin đồn có quan hệ bất chính với lãnh đạo, chẳng lẽ đó là Tống Bồi Minh? Thấy Tương Vi không đáp, biết cô ta hiểu lầm mình, Trương Khắc cười nói. Ý tôi nói tới sự cố giao thông ở phố Bắc. Ồ, Tương Vi ho khẽ che giấu vẻ thiếu tự nhiên. Giám đốc cũng biết đấy, chẳng phải do nhà máy Tân Quang gây ra. Tống Bồi Minh leo lên quá nhanh, nên rước họa vào người. Tai nạn đã qua 3 tháng, ít nhất bề ngoài không có chút gợn sóng nào, không ngờ Tương Vi biết thật, Trương Khắc chống tay lên trán suy nghĩ. Nói gì thế? Hứa Tư nhẹ nhàng đi tới, hỏi. Nói không chừng chị Tương giúp được mẹ Phi Dung. À, Hứa Tư nhìn Tương Vi. Chị Tương có cách thật sao? Tương Vi tròn mắt, chẳng hiểu Trương Khắc và Hứa Tư đang nói cái gì. Trương Khắc chỉ lưu phân nằm trên giường. Đó là kế toán của Tân Quang, năm ngoài buổi tối đi làm về gặp tai nạn, tổn thương cột sống, cần phẫu thuật mới đứng dậy được. Có điều chị biết đấy, nhà máy Tân Quang nửa năm không phát lương rồi. Giám đốc Tiểu Trương biết cô ta à? Tương Vi nghi hoặc nhìn Trương Khắc, người bối cảnh khiến người ta không đoán được nông sâu như Trương Khắc, nếu muốn giúp một người, cũng chẳng cần nhờ tới mình. Đó là hàng xóm của chị Hứa Tư, xem không quen lắm, cho nên mới nhờ chị giúp. Trong 2 tháng ngắn ngủi, Trương Khắc để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Tương Vi, bối cảnh chỉ là thứ yếu, Tương Vi biết City Hải Thái mau chóng đi vào quỹ đạo không thể thiếu công của y. Không ngờ thành lập Hải Thái xong,
Trương Khác rút ra, chỉ khi Tạ Vãn Tình tới Hải Châu mới xuất hiện ở văn phòng. Đám bốn người Tương Vi rất tiếc, bọn họ được Trương Khác đích thân tuyển vào công ty, nếu nói Hải Thái có ai đáng bọn họ bội phục nhất, thì đó là Trương Khác. Chu Du người đang phụ trách marketing hiện tại trong mắt bọn họ cả đầu óc lẫn năng lực đều kém Trương Khác một bậc. Tương Vi nhìn khuôn mặt tuấn tú cuốn hút của Trương Khác, hỏi. Chuyện nhỏ không thể làm phiền tới giám đốc Tiểu Trương, nhưng tôi làm được gì đây? Tan giờ làm rồi, bọn họ mà không rút đi, vấn đề sẽ rất khó giải quyết. Chính phủ Thành Nam cũng không thể hứa suông, mà phải đưa ra chút hành động thực tế, chỉ tìm Tống Bồi Minh, bảo ông ta lấy tiền cục tài chính khu giải quyết phí phẫu thuật của kế toán kia, qua đợt khó khăn trước mắt này hắn hay. Công nhân nhà máy sao lại lấy tiền từ khu? Chuyện đặc biệt, không cần nhiều quy củ thế. Khu trưởng Tống quyền hạn này cũng không có hay là hiện giờ sợ rồi. Trương Khắc nghĩ, nếu có kẻ lấy chuyện tai nạn kia ra giở trò, nói không chừng Tống Bồi Minh không dám mạo hiểm nữa, dù có là chuyện lợi cho quần chúng. Tương Vi hơi do dự, khi Tống Bồi Minh được thế, làm vậy ắt được người người tán dương, nhưng trong lúc thế sự bấp bênh này thì lại gánh thêm một nguy hiểm lớn. Tương Vi sợ Trương Khắc không hiểu chuyện đen tối ẩn dưới quan trường, nhỏ giọng nhắc. Quyền tài chính khu không ở trong tay Tống Bồi Minh, nếu có kẻ cố ý cản trở thì lời hứa hôm nay vẫn không thực hiện được, e sau này càng thêm bị động. Vương Kỳ Giang à! Trương Khắc cay mày, thấy phải tiết lộ một ít. Gia đình người bị hại trong sự cố giao thông kia không có ý truy cứu trách nhiệm quá đà, càng không muốn sự cố này thành công cụ chính trị của kẻ khác. Trương Khắc thấy Tương Vi hiểu rõ có vẻ nội tình, nói. Có lẽ chị chưa biết, ông nội Chỉ Đồng là bí thư chính pháp ủy từ Học Bình. Chỉ Đồng vì tai nạn kia mà sợ không chịu nói chuyện. Tức thì đầu óc Tương Vi trống rỗng trong khoảnh khắc, nhìn Trương Khác không sao tin nổi, nhưng cô ta biết Trương Khác nói thật. Chị Tương, chị đi nói với khu trưởng Tống đi, không thể để thế này mãi được. Tương Vi tỉnh lại, đám một tiếng rồi đi về phía bức tường người. Hứa Tư lo lắng hỏi. Chị Tương tới đó có ích gì không? Trương Khác cười. Chính chị mà, đều là kẻ lõi đời cả. Tống Bồi Minh sao chẳng biết thuận thế bỏ lên, chẳng lẽ cam tâm chìm xuống luôn. Trước đó còn lo không móc nối được với Tống Bồi Minh, không ngờ Tương Vi dâng tới cửa. Hứa Tư không hiểu ý Trương Khác, dù sao trong lòng cô, muộn vĩnh viễn không dính dáng gì tới quan trường. Tiểu Tư, Trần Kỳ đi tới hỏi. Cô ấy là bạn của cháu à? Ông ta thấy bọn họ thì thầm nói chuyện một hồi rồi Tương Vi đi tới chỗ công nhân, không hiểu bọn họ nói gì. Hứa Tư kéo Trương Khác tới, thấy trong đôi mắt sáng của Trần Phi Dung ẩn chứa lo lắng lẫn chờ đợi, dáng vẻ cực kỳ đang thương, quay sang nhìn Trương Khác, y lại bày trò trẻ con quay đầu đi, không nhìn Trần Phi Dung, Hứa Tư chỉ biết nói. Chị Tương là đồng nghiệp của cháu, trước kia làm việc ở khu Nam Thành, có quen khu trưởng Tống, muốn tới xem có thể giải quyết vấn đề thuốc men của dì Phân không? À, Trần Kỳ nhìn ra được Tương Vi nghe lời Trương Khác mới đi tới. Không ngờ lời khi nãy của y chẳng phải nói bừa, quay lại thấy Tương Vi đã tới gần tường người, đang nói chuyện với nhân viên chính phủ, rồi tiếp đó cô ta thì thầm với Tống Bồi Minh một lúc, hai người ra sau xe công vụ nói chuyện, thi thoảng lại nhìn sang phía này. Cách quá xa không nhìn rõ vẻ mặt bọn họ, Trần Kỳ lo lắng hỏi. Khu sao chịu trả tiền thuốc men chứ? Ông ta biết ở Thành Nam chẳng phải chỉ nhà mình mới khó khăn, cái ví tiền này mà mở ra, người khác lại chẳng bâu vào. Tài chính Thành Nam làm sao giải quyết hết được khó khăn của công nhân trong khu. Một lúc sau Tương Vi và Tống Bồi Minh nói chuyện xong, Tương Vi lùi sang đường, Tống Bồi Minh cầm loa đi lên phía tường người. Công suất loa có hạn, âm thanh truyền tới chỗ bọn họ không rõ lắm, cha con Trần Kỳ chen lên phía trước, Hứa Tư kéo Trương Khác, nhưng y đứng im không nhúc nhích. Đứng đây cũng thế. Ai biết lúc này để Tống Bồi Minh nhận ra mình có khiến ông ta trở nên do dự không? Tống Bồi Minh một tay cầm loa, một tay chỉ Lưu Phân nói, tường người chắn giữa đường không còn qua kiên quyết nữa, tiếp đó Chu Phục lại đứng ra nói, vẻ mặt rất kích động, từ xa có thể nghe thấy ông ta nói những lời đại loại như phải tin vào chính phủ. Vài người nâng giường của Lưu Phân lên, cha con Trần Kỳ tới giúp, đưa sang đường đối diện. Xe công vụ, xe cảnh sát cũng tấp vào bên lề, cảnh sát giao thông vội đi tới khôi phục lại trật tự. Trần Phi Dung hướng về phía này vẫy tay, Hứa Tư hỏi Trương Khác. Muốn qua đó không? Chương 65, Tống Bồi Minh. Trương Khác lắc đầu. Chuyện của chúng ta vừa mới bắt đầu thôi. Mắt nhìn sang phía đông, Hứa Tư nhìn theo ánh mắt y, Tương Vi đang đi ngược dòng người hướng tới phía này. Có cần tôi tránh đi không? Chị Hứa Tư,
Trương Khắc nắm lấy bàn tay Hứa Tư, không để cô biến mất trong dòng người xa lạ, siết nhẹ một cái, nhìn vào đôi mắt luống cuống của cô. Ít nhất còn có em bên cạnh chị, không cần phải tránh. Giám đốc Tiểu Trương, trợ lý Hứa, buổi tối có rảnh không? Đợi chuyện này xử lý xong, khu trưởng Tống muốn mời cả hai tới nói chuyện. Tương Vi chạy tới, hơi thở còn hơi gấp, trán dịn mồ hôi lấm tấm. Ừ, vậy chúng tôi đứng bên kia đợi ông ấy. Trương Khắc buông tay Hứa Tư ra, đi qua bên kia đường. Gần nửa tiếng sau đường mới thông trở lại, Tống Bồi Minh và Chu Phụ đang làm công tác tư tưởng cho công nhân nhà máy, cảnh sát sơ tán đám đông, không cho bọn họ đứng vây quanh xem, ách tắc giao thông. Trương Khắc, Hứa Tư, Tương Vi đi tới, nghe thấy Tống Bồi Minh nói. Chính phủ sẽ không bỏ mặc khó khăn của quần chúng, về vấn đề nhà máy, khu ủy, khu chính phủ đang tích cực lập kế hoạch, không chỉ để có thể ăn nói với mọi người, mà khu đầu tư nhà máy mới nhiều như thế, không thể biến thành vô ích được. Chính phủ khu sẽ đánh tiếng với Bệnh viện Nhân dân về vấn đề đồng chí Lưu Phân, hiện giờ an bài tới bệnh viện phẫu thuật trước, còn chi phí đợi sau khi nhà máy vận chuyển bình thường sẽ chi trả. Tống Bồi Minh thấy nhóm Tương Vi tới, nhỏ giọng nói với Chu Phụ vài câu rồi quay sang, vừa thấy Trương Khắc tức thì ngẩn người. Chú Tống nhìn thấy cháu lạ lắm phải không? Trương Khắc ung dung nhìn Tống Bồi Minh. Khu trưởng nhận ra Trương Khắc. Tương Vi ngạc nhiên hỏi. Tống Bồi Minh chần chừ không đáp. Ông ta đoán không ra con trai Trương Chi Hành rốt cuộc có tính toán gì, ông ta đương nhiên nhận ra y, người có tư cách để Đường Học Khiêm đứng lên mới rượu ở Hải Châu này không có mấy. Bên kia Chu Phục chỉ huy mọi người khiêng bốn đầu giường, đưa Lưu Phân vào xe, Trần Kỳ đứng ở cửa xe nhìn sang phía bên này, đang do dự không biết có nên đi tới không thì Trần Phi Dung đã chui vào xe, khuôn mặt kiều diễm rất phức tạp. Trương Khắc thấy mặt Tống Bồi Minh biến đổi liên tục, chủ động lên tiếng. Chú Tống không hứng thú nói chuyện với cháu sao? Thư ký trưởng đâu? Tống Bồi Minh cảnh giác hỏi. Cha cháu không quản chuyện của cháu. Trương Khắc bĩu môi, sợ Tống Bồi Minh thẹn quá hóa giận bỏ đi, nhưng không thể tỏ ra yếu thế trước mặt ông ta. Chú Tống tựa hồ cho rằng cháu không thể giúp chú giải quyết khó khăn trước mắt. Tống Bồi Minh do dự, ông ta nghe nhiều tin đồn Trương Chi Hành có quan hệ với Từ Học Bình, đang tính lôi kéo Trương Chi Hành thì Trương Khắc nhảy ra trước mặt ông ta. Nói thế tin đồn kia không phải giả, nhưng không thể bỏ thể diện xuống nói chuyện với y, và lại một thằng nhóc thì có được mấy ảnh hưởng tới Từ Học Bình. Tống Bồi Minh liếc nhìn Hứa Tư đứng bên cạnh, Hứa Tư mặc trang phục công sở, đeo kinh đen, càng thêm vẻ đẹp độc đáo, làm ông ta liếc mắt nhìn thêm vài cái. Tương Vi thấy sắc mặt Tống Bồi Minh không bình thường, lại liếc sang Hứa Tư, liền giới thiệu. Tiểu thư Hứa là trợ lý đặc biệt của giám đốc Tạ, tham dự quản lý công ty Hải Thái, cũng là một trong số cổ đông. Tống Bồi Minh tin Tương Vi không nói dối về bối cảnh của Hải Thái, càng gián tiếp chứng minh Trương Chi Hành và Từ Học Bình có quan hệ mật thiết. Thật kỳ quái, Trương Chi Hành có quan hệ này phải lên như diều từ lâu rồi mới đúng, nhưng quỹ tích thăng tiến của ông ta tựa hồ hoàn toàn liên quan tới Đường Học Khiêm. Tống Bồi Minh nghĩ không ra, mỉm cười với Hứa Tư. Công nhân thỉnh cầu chính phủ giải quyết chút khó khăn, đây là chuyện bình thường, chỉ là phương pháp không thỏa đáng, làm tiểu thư Hứa chê cười rồi. Hứa Tư cười rất miễn cưỡng, không biết phải đáp lời thế nào. Nói khô nước bọt mấy chục công nhân mới chịu xé chữ trước ngực và sau lưng đi, Chu Phục thở phào, chạy tới nói. Khu trưởng Tống, chuyện hôm nay ngài nói. Tôi sẽ bảo chủ nhiệm Lưu ngày mai đích thân tới bệnh viện, làm thủ tục nhập viện trước, tôi sẽ thúc giục bệnh viện mau chóng đưa ra phương án tiến hành phẫu thuật. Nhà máy còn gây chuyện, trước khi tôi bị kéo xuống, sẽ xử ông trước. Vậy khu trưởng mau mau xử tôi luôn đi. Chu Phục cười khổ. Mẹ già 80 tuổi của tôi 3 ngày truyền dịch rồi, tôi chẳng tới thăm được một lần, chẳng may không kịp nhìn lần cuối, thì mang tội bất hiếu. Ông nói ra những lời này, là chẳng phải hiếu thuận gì rồi. Tống Bồi Minh làm Chu Phục tức tới bật cười. Thôi được rồi, đừng lèm bèm nữa, chuyện của nhà máy không thể kéo dài mãi được, ông mau xéo về nghĩ cách đi. Giám đốc Chu không ở lại sao? Trương Khắc đột nhiên nói. Tống Bồi Minh nhìn Trương Khắc một lúc, nói với Chu Phục. Ông đi bảo xe đưa nhà Lưu Phân về, ông ở lại có chuyện. Vừa nãy Tương Vi kéo Tống Bồi Minh qua một bên nói chuyện riêng, Chu Phục không rõ chuyện gì, ông ta chẳng quan tâm chuyện quan viên thành Nam đấu đá nhau, chỉ quan tâm vấn đề của nhà máy có được mau chóng giải quyết hay không, gật đầu nói. Vậy tôi đi bảo với chủ nhiệm Lưu một tiếng. Chu Phục chạy tới xe chở nhà họ Trần,
một người từ trên xe công vụ màu đen tới đưa điện thoại cầm tay cho Tống Bồi Minh, nói nhỏ. Bí thư trưởng Trương tìm khu trưởng hỏi tình hình. Tống Bồi Minh nhận lấy điện thoại, mắt lại nhìn Trương Khác. Trương Khác biết cha thay Đường Học Khiêm hỏi tình hình bên này, đưa tay đặt lên tai tỏ ý muốn nghe, Tống Bồi Minh báo cáo đơn giản vài câu rồi đưa điện thoại cho Trương Khác. Sao còn ở đó? Chất lượng tín hiệu bấy giờ rất tệ, làm giọng nói không thật, Trương Khác vẫn nghe ra giọng cha, gãi đầu nói. Vừa vặn tới Tiền Môn chơi gặp phải chuyện này, còn Tường Ga và bác Đường sẽ ra mặt, hại con đợi uổng công. Chuyện này thành phố không tiện ra mặt. Trương Khác hiểu sao cha nói như thế, sợ bị cuốn vào lại không giải quyết được vấn đề, tạo thành ảnh hưởng xấu. Trương Khác đặt tay lên trán, qua cái ngón tay quan sát vẻ mặt Tống Bồi Minh, nói. Chuyện nhà máy giấy con đã nói với chị Vãn Tình và bác Từ rồi, cả hai đều không để ý lắm, thành phố và khu thành Nam lại quá nghiêm túc với nó, liệu có gây phản tác dụng không? Cha và Đường Học Khiêm đều có đánh giá không tệ về Tống Bồi Minh, nếu không ngại ảnh hưởng vụ tai nạn kia thì sẽ không cô lập ông ta. Cả Tống Bồi Minh lẫn Đường Học Khiêm đều mong sự cố giao thông kia có một sự kết thúc triệt để, nếu không nó mãi là một cái gai trong lòng. Thành phố cứ suy đoán ý từ Học Bình cách giải quyết sự cố. Nhưng không ai dám tới hỏi ý kiến ông ta. Khiến có kẻ lợi dụng cơ hội mang ra đấu đá. Cục diện này với Chu Phú Minh và Đường Học Khiêm mới chủ trì công tác toàn thành phố mà nói, là rất bất lợi. Trương Chi Hành không biết lời này Trương Khác nói cho Tống Bồi Minh nghe, im lặng một lúc rồi hỏi. Con chắc chứ? Trong mắt Trương Khác, từ Học Bình bỏ đi cái áo bí thư chính pháp ủy tỉnh, là ông già tuổi xế bóng chìm trong nỗi đau mất con, lúc đánh cờ, thường nhớ lại chuyện về con trai. Ông ta không có ý truy cứu trách nhiệm quá đà, nhưng áy náy với Tạ Vãn Tình chỉ lo con dâu không chịu đựng nổi. Nhưng Tạ Vãn Tình là phụ nữ khoan dung, không muốn nhà máy Tân Quang hay chính phủ khu Nam Thành chịu trách nhiệm gì. Có điều mọi người đều ngại nhắc tới nó, đâm ra chuyện thành rắc rối. Trương Khác nói vào điện thoại. Có lẽ con có cách vẹn toàn, không cần mọi người đoán đi đoán lại, song có thành hay không chưa chắc. Con đừng có gây chuyện thị phi nữa là được. Trương Chi Hành nhắc. Con tìm chú Tống có chút việc, có phải bác Đường muốn chú Tống về chính phủ thành phố báo cáo tình hình không? Chắc cách vẹn toàn kia có liên quan tới Tống Bồi Minh, Trương Chi Hành không biết con dở trò gì, nhưng để con thăm dò nông sâu chút cũng được, dù làm chuyện gì quá đáng, chắc bí thư tử cũng không giận. Nghĩ thế Trương Chi Hành nói. Để cha báo cáo là được, có chuyện thì liên hệ điện thoại, con bảo Tống Bồi Minh nghe điện đi. Trương Khác đưa điện thoại cho Tống Bồi Minh, chưa nói thêm vài câu đã cúp máy. Chương 66, mọi người đều muốn vẹn cả đôi đường. Tống Bồi Minh bảo Chu Phục. Mọi người mệt cả ngày rồi, an bài chỗ ăn cơm đi. Thấy Chu Phục ngại ngùng gãi đầu, nói thêm. Tôi bỏ tiền mời, khỏi nghĩ cách lôi người ta ra mấy quán ven đường. Chu Phục cười. Không dám đường đột khách quý của khu trưởng Tống. Trương Khác nói. Tiền Môn, Sa Điền đều dưới sự quản lý chú Tống, hay là để cháu giới thiệu chỗ. Tống Bồi Minh còn chưa hiểu mục đích của Trương Khác, nhưng từ trong lời của Trương Chi Hành đoán ra được chút gì rồi, nghĩ tới cả Đường Học Khiêm còn hạ mình mời rượu y, mình chỉ là một khu trưởng sắp xuất đài, mời bữa cơm này cũng chẳng phải là quá mất mặt. Vậy nghe cậu, Trương Khác quay đầu qua nói với Hứa Tư. Chị bảo cha Phi Dung, khu trưởng Tống bỏ tiền ra mời chúng ta tới quán bọn họ ăn cơm. Hả? Hứa Tư ngớ người, Chu Phục vỗ tay. Đúng rồi, chồng của Lưu Phân nấu ăn được lắm. Chẳng qua quán ăn hơi cũ, sợ thất lễ với bạn khu trưởng Tống. Tương Vi cười nói. Trợ lý Hứa cũng ở Sa Điền, là hàng xóm của nhà vừa rồi, đơn giản một chút không sao cả. Tương Vi nói thế, Tống Bồi Minh lại nhìn Hứa Tư thêm một cái. Sa Điền là khu dân nghèo, với thân phận của cô ta đáng lẽ dù nhà ở đó cũng phải chuyển ra lâu rồi chứ. Nhưng là chuyện riêng của người ta, nên không hỏi kỹ. Hứa Tư chạy tới xe chờ nhà Trần Kỳ. Nói chuyện Tống Bồi Minh tới ăn cơm, Lưu Phân nằm trên sàn, ngạc nhiên hỏi. Khu trưởng Tống mà tới nhà gì ăn cơm à? Trương Khác đề nghị, không ai phản đối, cho nên làm phiền chú Trần vậy. Hứa Tư nghĩ cả nhà người ta vất vả cả ngày đáng lẽ để họ về nghỉ, mai còn tới bệnh viện, Trương Khác đúng là tính trẻ con. Không ngờ Trần Kỳ, Lưu Phân nghe thấy lại có cảm thụ hoàn toàn khác, Tống Bồi Minh đồng ý đưa Lưu Phân tới bệnh viện trước mặt mọi người, nhưng bọn họ vẫn có chút lo lắng. Thời buổi này chính quyền hứa suông nhiều lắm, Tống Bồi Minh dẫn người tới nhà mình ăn cơm, tức là không có ý lừa gạt rồi. Với người dân thường mà nói, khu trưởng, huyện trưởng là quan to bằng trời rồi,
tới quán nhà mình ăn cơm, mừng còn không kịp, sao thấy rắc rối cho được. Được, tiểu tư, cháu đi hỏi Trương Khác với cả khu trưởng Tống thích món gì, chú về nhà chuẩn bị ngay. Hứa Tư vừa quay đầu lại thì Trương Khác đã tới đằng sau. Trương Khác thò đầu vào trong, hơi tối, chỉ thấy ánh mắt long lanh của Trần Phi Dung, không nhìn rõ nét mặt của cô, bảo với Trần Kỳ. Chú Trần, làm phiền chú rồi, không cần chuẩn bị gì cả, có sao ăn vậy, chỉ là về nhà về sửa thực đơn lại một chút, mỗi món ăn tăng giá lên 10 lần, ăn cho Tống Bồi Minh nghèo luôn rồi nói sau. Nói vớ vẩn. Hứa Tử trừng mắt nhìn Trương Khác đang cười hi hí. Rõ ràng biết rắc rối còn đẩy lên người chú Trần. Không rắc rối, không rắc rối. Trần Kỳ yên chí lớn rồi, cơ hội tốt thế này sao bỏ lỡ được. Lưu Phân thì nói. Phi Dung, sao ngồi trơ ra như tượng thế, không chào hỏi bạn một tiếng. Trương Khác lúc này đã quen với ánh sáng trong xe, thấy Trần Phi Dung mặt mày lãnh đạm, đại khái cho rằng mình mời mọi người tới quán nhà cô ta ăn cơm là vì khoe khoang mà thôi. Bĩu môi nói với Lưu Phân. Cháu và Phi Dung ở trường thân thiết lắm, chắc là bạn ấy xấu hổ. Còn định trêu ghẹo cô bé kiêu kỳ này một hồi thì bị Hứa Tư nhéo một cái thật đau, thiếu chút nữa kêu lên, xoay tay nắm luôn lấy tay Hứa Tư, thừa lúc mọi người không chú ý, vuốt một cái, Hứa Tư rụt mạnh tay về, mặt đỏ dừ. Sao cậu không đi cùng khu trưởng Tống? Hứa Tư hỏi làng đi. Chị Tương không biết thân phận của em, Tống Bồi Minh không biết chuyện em làm, để thời gian cho họ giao lưu. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên Tống Bồi Minh kéo Tương Vi qua một bên, tránh khỏi Chu Phục, chủ nhiệm Lưu. Tương Vi trước đó không nghĩ tới khả năng Tống Bồi Minh biết Trương Khác, thấy mặt ông ta thiếu tự nhiên, cùng lời đối thoại như đoán đố với Trương Khác, làm chẳng hiểu gì cả. Anh quen Trương Khác à? Tương Vi hỏi. Em làm gì vậy, con trai Trương Chi Hành năm nay mới lên cao trung, sao có thể là giám đốc Hải Thái? Sao anh biết cậu ta à? Cán bộ cấp sử trở lên ở Hải Châu không ai không biết cậu ta. Tống Bồi Minh cũng đầy một bụng nghi hoặc, mời cơm con trai Trương Chi Hành làm ông ta thấy mất mặt, có hơi nặng lời. Trương Vi không tin. Sao có thể như thế, anh không biết, Hải Thái trước kia chỉ là một văn phòng của Hải Dụ, chẳng phải anh nói Tạ Vãn Tình con dâu của bí thư Từ sao? Điều này thì đúng, nhà họ Trương và nhà họ Từ quan hệ mật thiết, nhưng Trương Khác mới học cao trung sao có thể làm giám đốc gì chứ? Sao em dám lừa anh? Văn phòng trước kia do một mình Trương Khác và Hứa Tư dựng lên. Cái gì, em nói cái gì? Tống Bồi Minh nghe tới tên Hứa Tư giật bắn mình, nhìn về phía xe nhà họ Trần đang ngồi. Cô ta là Hứa Tư. Sao thế, em chưa nói tên cô ấy với anh à? Tương Vi quên, khi giới thiệu chỉ nói tiểu thư Hứa, không nói tên. Anh bảo làm sao mà quen thế mà? Tống Bồi Minh cau mày. Em có biết Hứa Tư là ai không? Là cô ta. Nghe Tống Bồi Minh nói thế, Tương Vi đoán ngay ra Hứa Tư là cô gái thời gian trước đồn đại ầm ĩ khắp thành phố. Chẳng phải là tin đồn thôi sao, nếu là thật, Đường Học Khiêm sao mà ra được. Vụ án Đinh Hướng Sơn khống chế cực nghiêm, Tống Bồi Minh cũng chỉ nghe đồn một số chuyện, thấy Tương Vi không biết, không nói ra, nghĩ, nói thế vụ án Đinh Hướng Sơn còn chưa kết, cô gái này có thể bình an thoát ra, xem ra Từ Học Bình bảo vệ đằng sau. Tống Bồi Minh biết thanh danh Từ Học Bình rất tốt, dù bị cô gái này mê hoặc, sau khi cứu ra cũng không nên để về Hải Châu mới đúng. Hoàn toàn không ngờ kẻ ra tay đằng sau là Trương Khác. Nhưng ông ta biết City Hải Thái quan hệ rộng, có lẽ giúp được mình vượt qua khó khăn này. Tống Bồi Minh quay lại nhìn Trương Khác, nhớ cảnh Đường Học Khiêm mời rượu. Thiếu niên này có lẽ không hề đơn giản. Trương Khác đúng là con Trương Chi Hành sao? Tương Vi thấy vẻ mặt Tống Bồi Minh rất quái dị, hỏi thêm. Cậu ta cùng cha từng mời rượu anh nhìn nhầm được sao? Nhưng vì sao Tạ Vãn Tình giao văn phòng cho cậu ta phá phách? Phá phách cái gì? Tương Vi ngạc nhiên vì thân phận của Trương Khác. Nhưng nghe nói thế không vui, trợn mắt lên. Khu trưởng Tống nói tôi mù mắt, theo cậu ta chơi trò trẻ con à. Sao tự dung lại giận anh, cậu ta tí tuổi đầu, lập công ty chơi lại chẳng phải là phá phách sao? Tống Bồi Minh thấy Tương Vi bảo vệ Trương Khác, thì lấy làm ạ. Anh không phải muốn đổi sang dùng di động Ericsson sao, còn nhớ lần em tìm anh nhờ đánh tiếng với Nhật báo Hải Châu quảng cáo đó, từ thiết kế, lên kế hoạch, chấp hành đều do một tay Trương Khác làm. Khi thành lập Hải Thái, cậu ta chủ đạo việc đưa ra phương án phát triển. Luận năng lực công tác, trong khu có ai làm em khâm phục. Anh nói cậu ta phá phách thì em thấy chẳng mấy ai làm việc nghiêm chỉnh. Tương Vi giận dỗi quay ngoắt đi.
Tống Bồi Minh lẩm bẩm. Sao có thể thế được? Sao không thể? Tương Vi hỏi ngược lại. Cậu ta học cao trung sao, anh không nhầm chứ? Ấn tượng của mỗi người về Trương Khác đều quá sâu, khó chấp nhận được trong mắt đối phương lại là như thế. Nhìn Chu Phục và chủ nhiệm văn phòng chính phủ khu Lưu Tấn Viêm đang thò đầu nhìn trộm sang bên này, biết Chu Phụ sẽ không nói gì lung tung, nhưng Lưu Tấn Viêm không chắc. Tống Bồi Minh nói nhỏ với Tương Vi. Chuyện Trương Khác với Hứa Tự em đừng nói ra ngoài, lão Trịnh nhà em càng không được nói, chẳng may có lời gì không hay từ miệng anh ấy nói ra là hại anh ấy đấy. Em biết nặng nhẹ mà, chuyện Hải Thái sau này em nói kỹ với anh, giám đốc Tạ và Trương Khác quan hệ cực tốt, ai cũng nhìn ra được, nếu cậu ấy nói giúp anh, áp lực của anh sẽ nhỏ hơn một chút. Chương 67, khu trưởng mời cơm. Tống Bồi Minh không thể không suy tính lại vai trò của Trương Khác, tâm thái bình ổn hơn nhiều, vẫy tay gọi Lưu Tấn Viêm. Chủ nhiệm Lưu, tôi và Chu Phục không về khu nữa, anh là Tiểu Vương ngồi xe cảnh sát về đi, để xe lại cho tôi, nếu Bí Thư Vương có hỏi, cứ nói mai tôi sẽ báo cáo. Đuổi Lưu Tấn Viêm đi rồi, ông ta cùng Tương Vi, Chu Phục vào xe, lái tới cạnh chiếc xe chở nhà họ Trần, mở cửa sổ ra nói với Trương Khác. Ba cậu hôm nay có rảnh không? Ba cháu không quản chuyện của cháu. Trương Khác thấy ông ta không yên tâm, lại nhân mạnh thêm. Hơn nữa ba cháu và bác Đường nhất trí hành động, cháu cũng hiếm khi gặp. Tống Bồi Minh nghĩ cũng phải, hiện Trương Chi Hành giờ là người phát ngôn của Đương Học Khiêm, người khác khó tiếp cận, nói. Được, lên xe đi. Trương Khác nhìn Hứa Tư, thấy cô tỏ vẻ khó xử, bảo cô đi cùng xe với nhà Trần Phi Dung, còn y sang xe của Tống Bồi Minh, thấy ánh mắt ông ta liếc nhìn Hứa Tư, biết ông ta nhận ra thân phận của rồi. Hứa Tư và bạn chị Vãn Tình, nhiều chuyện ở Hải Châu, chị Vãn Tình yên tâm giao cho cô ấy làm, cha cháu không biết Hứa Tư đang làm việc cho chị Vãn Tình. Trương Khác rào trước. Tống Bồi Minh nghe ra ý của Trương Khác, song dù có nội tình khác, ông ta cũng không đi đoán mò, khởi động xe tới Sa Điền. Ghế ngồi hai bên trong chiếc xe khách đều bị tháo đi, Trần Kỳ ngồi ở ghế phụ, Trần Phi Dung và Hứa Tư chen vào cùng một cái ghế. Trần Kỳ một tay gác đầu, quay lại hỏi Hứa Tư. Nhà Trương Khác làm gì, sao khu trưởng Tống lại nghe cậu ta? Lái xe là nhân viên nhà máy Tân Quang, thân thiết với nhà họ Trần, vừa lái xe vừa nói. Chị Phân, chàng trai đó được lắm, bảo anh Trần nghe ngóng ra cảnh người ta định tìm nhà chồng cho Phi Dung đấy hả? Nói vớ nói vẩn, tôi mà đứng dậy được sẽ xé miệng cậu ra, thằng bé đó là bạn học của Dung Dung. Lưu Phân tuy nói thế nhưng mặt mày hớn hở, chẳng có vẻ gì là giận. Tiểu Chu, lát nữa cậu giúp anh Trần cậu một ta nhé, ở bên nó thêm vài câu tốt đẹp, nói không chừng khu trưởng Tống tuyển cậu vào khu lái xe cho ông ấy. Xin nhận lời may mắn của chị. Lái xe cho Chu Phục, tiền lương chẳng có, bản thân còn bù tiền vào. Chu Văn Bân cười chán ngán. Bạn học của Phi Dung gia cảnh không tệ đâu, dạy cậu ta đi bằng mấy tháng lương của chúng ta, tuổi nhỏ thế mà đã có thể nói chuyện với Tống Bồi Minh. Phi Dung, nhà bạn học cháu làm gì thế, có vẻ cậu ta rất thích cháu đấy, phải nắm lấy cơ hội. Trần Phi Dung nhận lời Hứa Tư không nói ra gia thế của Trương Khác, nghe Chu Văn Bân nói vậy, trong lòng khó chịu. Cậu ta có đi giày tốt chẳng phải do ba cậu tham ô hối lộ mà có sao, báu gì chứ? Con nói bậy gì đấy? Trần Kỳ mắng con. Người ta giúp nhà mình một chuyện lớn, con ăn nói thế à? Trần Phi Dung quay đầu đi không nói một lời. Chu Văn Bân cười xòa, chuyên tâm lái xe. Lưu Phân thở dài buồn bã. Nhà ta mà tham ô hối lộ được thì đã tốt. Giọng nói có vẻ rất hâm mộ. Hứa Tư lòng chua xót. Cô cũng từng trải qua hoàn cảnh như vậy rồi, chẳng hề thấy Lưu Phân thực dụng, nếu ai nằm liệt giường nửa sống nửa chết gần năm trời, ngày nào cũng nghĩ tới việc cả đời có khi không đứng lên được, nghĩ như thế rất bình thường. Trần Phi Dung là thiếu nữ nội tâm đơn thuần, nghe thế lại thấy rất nhục nhã, cúi gằm mặt xuống. Sa Điền ngay cạnh Tiền Môn, tuy giường hơi tắc, nhưng 10 phút là tới nhà Trần Phi Dung. Chuyện Lưu Phân cùng đồng nghiệp chặn đường khiếu nại, hàng xóm đều biết cả, thấy hai chiếc xe đi vào. Còn có một là xe chính phủ, tưởng Lưu Phân bị bắt, đều đổ tới xem ra sao, Hứa Hải Sơn và Hứa Hồng Bá cũng có mặt. Hứa Tư xuống xe trước, gọi cha khiêng Lưu Phân vào nhà, Chu Phục xuống chắp tay với mọi người, nói lớn. Khu trưởng Tống biết công nhân Tân Quang chúng ta cuộc sống khó khăn, đặc biệt tới gia đình công nhân thăm hỏi, đồng ý chính phủ khu ra mặt an bài cho đồng chí Lưu Phân tới bệnh viện trị liệu. Giờ xin mời khu trưởng Tống phát biểu với lời chân tình.
Trương Khắc thấy Chu Phục là người rất thông minh, dám làm khó Tống Bồi Minh trước mặt mọi người, thấy Tống Bồi Minh chẳng giận, đoán hai người tư giao không tệ. Thấy Hứa Hồng Bá trong đám đông, liền vẫy tay. Thầy Hứa cũng ở đây ạ. Tôi một ngày ba bữa rượu, Trần Kỳ hôm nay nợ tôi hai bữa, đương nhiên tôi ở đây đợi. Hứa Hồng Bá cười vui vẻ. Khu trưởng Tống đồng ý mời rượu, thầy Hứa cũng góp vui nhé. Ừm. Hứa Hồng Bá vẫn đứng im. Trương Khắc đã xem hồ sơ của Tống Bồi Minh, ông ta và Hứa Hồng Bá cộng sự với nhau 2 năm, không biết hai người có mâu thuẫn gì không? Thư ký trưởng Hứa còn so đo chuyện cũ sao? Tống Bồi Minh xưng hô chức vụ trước kia của Hứa Hồng Bá. Làm gì có chuyện đó? Hứa Hồng Bá cười khẽ, đi ra khỏi đám đông. Tôi đang đợi nghe khu trưởng Tống phát biểu đây. Tống Bồi Minh chắp tay với mọi người xung quanh. Vấn đề nhà máy Tân Quang, khu đang tranh thủ tìm cách tháo gỡ. Vấn đề đồng chí Lưu Phân, khu cũng sẽ không bỏ mặc. Hôm nay chủ yếu tìm bạn cũ nói chuyện, chẳng có gì để nói. Rồi vào quán, đúng là rất ngắn gọn. Trương Khắc cùng mọi người đi theo, Hứa Hải Sơn cùng mấy người hàng xóm khiêng Lưu Phân vào nhà xong đang đi ra, không thấy có Hứa Tư, chắc ở lại chiếu cố Lưu Phân. Trương Khắc biết cô không tiện tự quyết mời cha ở lại ăn cơm, liền gọi. Bác Hứa ở lại uống rượu đi, cơ hội được khu trưởng Tống mời hiếm lắm đấy. Hứa Hải Sơn chỉ coi là Trương Khắc nói đùa. Ở nhà đã nấu cơm rồi, cậu tiếp khu trưởng Tống đi. Hứa Hồng Bá lúc này đã nghe ra, từ lúc Trương Khắc xuống xe liền chủ động mời mọc, té ra Tống Bồi Minh mời y ăn cơm, xem ra có trò hay đây, liền bảo Hứa Hải Sơn. Trương Khắc mời anh còn làm cao, ngồi đi, chẳng lẽ muốn đại khu trưởng đích thân mới được à? Tống Bồi Minh thấy Hứa Hải Sơn mặc trong phục công nhân bình thường không biết có thân phận gì, nhận lấy thuốc lá trong tay Chu Phục, đưa cho Hứa Hải Sơn. Ở lại cùng uống rượu cho vui. Trong lòng ông ta chỉ muốn đuổi hết người không liên quan đi. Hứa Hải Sơn cười khép nép, nói. Vậy tôi vào bếp xem có giúp được gì không? Tay luống cuống nhận lấy thuốc lá xong, đi vào sân. Trương Khắc nói. Nhà máy giấy mấy tháng chưa phát lương rồi, chú Trần chưa chắc có tiền mua thức ăn. Mắt liếc nhìn Chu Phục, một số lời không thể nói trước mặt ông ta, sau này Tống Bồi Minh nói lại thì là chuyện khác. Chu Phục nhìn Tống Bồi Minh rất tội nghiệp, không thấy Tống Bồi Minh trả lời, đành đứng dậy. Vậy tôi đi xem sao? Thấy người không liên quan đã đi hết, Trương Khắc mới nói với Hứa Hồng Bá. Thầy Hứa, hôm qua cháu vừa nói với ba về thầy, hôm nào mời thầy tới nhà đánh cờ. À, ba cậu là... Ông không biết cậu ta là công tử của thư ký trưởng Trương Chi Hành sao? Tống Bồi Minh nghe khẩu khí quen thuộc của bọn họ, còn tưởng bọn họ biết nhau trước. Hứa Hồng Bá ồ một tiếng. Tôi bảo sao mặt cậu quen quen, chỉ là nghĩ không ra. Bác Đường cũng thích đánh cờ, nhưng còn kém ba cháu, có điều nghe nói bác ấy thắng thầy Hứa. Đường Học Khiêm à, ông ấy là thị trưởng mà, tôi phải nhường ông ấy thắng chứ. Hứa Hồng Bá là người rất phóng khoáng, không thấy lời của Trương Khắc làm mình mất mặt. Qua mùa hè năm nay, quan hệ hai nhà Đường Trương có thể nói là rất chắc chắn, song Hứa Hồng Bá ý thức được Trương Chi Hành thăng tiến, không phải hoàn toàn nhờ lên theo Đường Học Khiêm, thêm vào tin đồn có liên quan tới Từ Học Bình, làm Trương Chi Hành thành nhân vật có sức nặng ở Hải Châu, ít nhất được ưa chuộng hơn Tống Bồi Minh nhiều. Hứa Hồng Bá không ngờ Trương Khắc là con Trương Chi Hành, càng không nghĩ ra vì sao y đi cùng Tống Bồi Minh. Chương 68, khốn cục ở Hải Châu. Trương Khắc biết Tống Bồi Minh tự trọng thân phận không nói, nên giải thích cho Hứa Hồng Bá. Cháu nhờ chú Tống giúp mẹ Phi Dung, còn đồng ý trả cho chú ấy một ân tình. Liếc trộm Tống Bồi Minh một cái, bị một thiếu niên nói thế, mặt ông ta có chút khó coi. Thấy Hứa Hồng Bá càng thêm nghi hoặc, lại nói. Thấy Hứa nói xem hiện giờ chú Tống có phiền não gì. Trong chớp mắt Hứa Hồng Bá nhớ ra đủ loại tin đồn ở quan trường Hải Châu từ mùa hè tới nay. Tương Vi từ lúc xuống xe tới giờ không nói lời nào, cô ta tất nhiên rõ rắc rối Tống Bồi Minh đang phải đối mặt, chỉ không biết vì sao Trương Khắc đem ra hỏi Hứa Hồng Bá, chắc không phải cố ý khiến Tống Bồi Minh mất mặt. Tương Vi không quen Hứa Hồng Bá, nhưng biết ông ta. Hứa Hồng Bá nhìn Tống Bồi Minh có chút nghi hoặc, dù sao có coi trọng Trương Khắc tới đâu. Ông ta cũng không cho rằng y và Tống Bồi Minh có mối quan tâm cùng tầng cấp. Tống Bồi Minh cười ngượng. Nhảy ra khỏi trần thế, mới hiểu được tam muội, được nghe một lời của thư ký trưởng Hứa, nói không chừng khơi thông bế tắc, thấy được chân trời mới. Tam muội cách gọi của đạo Phật, chỉ một phương pháp tu hành quan trọng, tâm trí thanh tịnh,
dứt bỏ mọi ý niệm trần tục, đỉnh cao của thiên định. Trương Khắc thấy Tống Bồi Minh chẳng ngại có Tương Vi ở bên, biết ngay lời đồn khiến Tương Vi phải rời khỏi cơ quan là nói ai với ai rồi, mím miệng cười. Hứa Hồng Bá lãnh đạm nói. Tôi mà nói, khu trưởng Tống lại chẳng trách tôi xem thường ông sao. Tống Bồi Minh cười khổ. Bảo ông nói là tôi chẳng mong được nghe lời vui vẻ gì, cái miệng ông độc, đâu phải hôm nay tôi mới được lĩnh giáo. Hứa Hồng Bá cười ha hả. Đinh Hướng Sơn ngã nhào, Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm thuận thế leo lên, nói bọn họ vớ bở cũng không phải quá, nhưng tôi cho rằng còn có một người tự cho rằng được lợi lớn, đang cười ở nhà. Hứa Hồng Bá nói tới Vạn Hướng Tiền, 4 năm trước bị Đinh Hướng Sơn ép lui tới Hội đồng Nhân dân. Đinh Hướng Sơn không xảy ra chuyện, năm sau sẽ làm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, đuổi hẳn Vạn Hướng Tiền ra khỏi tuyến 2. Năm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, năm sau Chu Phú Minh còn giữ nổi ghế là giỏi lắm rồi, sức đâu đi cướp chức chủ nhiệm kia. Bí thư Thành ủy tiền nhiệm giữ chức chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, há chẳng phải thành Thái Thượng Hoàng. Huống chi ở cạnh Vạn Hướng Tiền 6 năm, tôi rất rõ ông ta có ý định đó. Mấy ngày trước nghe nói Đường Học Khiêm cùng mấy cán bộ đi xe buýt gây ra chuyện cười lớn, vì chuyện này Chu Phú Minh nổi cơn lôi đình, muốn thay hết người đứng đầu mấy cơ quan hữu quan, cuộc họp thường ủy đã thông qua rồi. Nghe đâu Vạn Hướng Tiền thiếu đều chỉ mặt Đường Học Khiêm nói, 2 tháng trước ông còn chủ quản giao thông, nếu truy cứu, phải tính tội ông trước. Những chuyện này ở nhà cha không nói, Trương Khắc lần đầu được nghe thấy, chứng tỏ trực giác trước kia là chính xác, Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm chẳng hề thuận lợi. Nói tới chuyện phiền lòng của khu trưởng Tống, chẳng qua là cái đó. Hứa Hồng Bá tiếp tục. Trong quan trường, chẳng ai có thể làm anh hùng cô độc hết, ông không được, Đường Học Khiêm cũng chẳng làm được, có điều người ta đỡ hơn ông một chút. Đường Học Khiêm còn có Trương Chi Hành làm hòa hoãn với Từ Học Bình, Tống Bồi Minh bị cô lập, thêm vấn đề nhà máy Tân Quang Thành công cụ bị đồng nghiệp lợi dụng công kích, càng không thể được giải quyết hữu hiệu trong tay Tống Bồi Minh. Tống Bồi Minh chỉ biết cười chua chát. Trương Khắc nói với Hứa Hồng Bá. Cháu đã nói với chú Tống, cháu có thể giúp chú ấy việc này. Hứa Hồng Bá nổi hứng chí, không biết Trương Khắc cởi nút thắt vô hình quấn chặt bao người trong quan trường Hải Châu này thế nào. Nhưng chú Tống lại không tin, cháu kéo chú ấy tới đây mời mọi người uống rượu, chú ấy còn rất miễn cưỡng. Hứa Hồng Bá cười ha hả, lời này của Trương Khắc đưa Tống Bồi Minh lên giữa không trung, làm ông ta lên không nổi, xuống không xong. Liếc nhìn ông ta một cái. Thấy vẻ mặt rất phong phú, thực sự khó mà cúi đầu với một thiếu niên được. Trương Khắc chẳng phải muốn làm khó Tống Bồi Minh, nhưng quyền chủ động phải nắm trong tay. Tai nạn tuy làm người ta đau xót, nhưng không phải cái cớ truy cứu trách nhiệm vô hạn. Hè vừa rồi, cháu gần như đều ở tỉnh thành, có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau tuổi già mất con của bác Từ, nhưng bác Từ không ngờ tai nạn đó lại thành công cụ người dưới đấu đá nhau. Tống Bồi Minh cười gượng. Đó là do lòng dạ bí thư Từ rộng rãi, nhưng loại chuyện này không có chứng cứ, làm sao nói với bí thư Từ được. Đương nhiên, Trương Khắc mắt sáng quắc nhìn ông ta. Nhưng có thể làm một số việc cảnh cáo kẻ mang dụng tâm khác, đừng có lợi dụng chuyện này. Chúng ta có thể làm gì? Bị Trương Khắc nắm thóp, Tống Bồi Minh không kìm được hỏi. Để một công ty bối cảnh tương đồng Hải Thái bao thầu nhà máy Tân Quang, có thể chia sẻ chút phiền não cho chú Tống không? Trương Khắc thong thả nói. Hả? Tống Bồi Minh ngẩn ra, nhớ Tương Vi nói Trương Khắc có sức ảnh hưởng rất lớn tới Hải Thái, tựa hồ không phải là ba hoa. Hứa Hồng Bá không hiểu bối cảnh của Hải Thái, nhưng nhìn vẻ mặt Tống Bồi Minh đoán ra ngay Hải Thái có quan hệ với Từ Học Bình, để một công ty có bối cảnh tương tự nhận bao thầu chuyện kinh doanh của Tân Quang, ý nghĩa khỏi nói cũng biết. Tống Bồi Minh hỏi. Công ty ấy cụ thể thế nào? Tư liệu của công ty ở chỗ trợ lý Hứa, thủ tục đăng ký chưa làm xong. Cái đó không gấp, nhiều chuyện phải thảo luận trước đã. Tống Bồi Minh có chút nóng ruột, lúc này ông ta không dám xem thường Trương Khắc nữa. Bà Tạ liệu có ra mặt không? Phương thức này chỉ là khả năng cháu đoán, rốt cuộc có thể đàm phán tới mức nào là chuyện không dự đoán được, chú Tống hơi vội quá đấy. Trương Khắc nghiêng đầu sang hỏi Tương Vi. Chị Tương, chị có bỏ được Hải Thái không? Tương Vi biết Trương Khắc tóm lấy chỗ yếu của Tống Bồi Minh rồi, đặt lòng bàn tay lên trán, nói. Sự thực kinh người giám đốc mới học cao trung tôi còn chưa tiêu hóa nổi, giám đốc hỏi thế tôi trả lời ra sao đây? Ha ha ha, thầy Hứa, thức ăn còn chuẩn bị một lúc nữa, chúng ta đánh một ván cờ nhanh nhé, chỉ cờ mới không tính tuổi tác. Rồi đứng dậy đi lấy bàn cờ.
Nhìn Trương Khác đi vào sân, Tống Bội Minh nhận ra lúc nói chuyện với y, mình luôn rơi vào trạng thái bị động, nghe câu cuối cùng của y, rõ ràng muốn đề xuất điều kiện hà khắc với khu mới nhận bao thầu Tân Quang. Thư ký trưởng Hứa làm sao quen Trương Khác thế? Tống Bội Minh hỏi. Tôi không còn ở cơ quan nữa, ông gọi như thế là vả mặt tôi đấy. Hứa Hồng Bá quay lại nhìn cánh cửa sân khép hờ. Mấy ngày trước thua cờ chú nhóc này ở đây, cậu ta là bạn học con gái chủ quán. Chắc ông biết Hứa Tư, nghe nói con bé ấy dạy kèm cậu ta, có điều hôm nay mới biết ra thế cậu ta từ miệng ông, tin tức mấy tháng trước tôi có xem, chắc phải là nhắc tới một thiếu niên cứu người. Xem ra, con trai Trương Chi Hành không đơn giản. Tống Bội Minh được một lời nhắc nhở, nghĩ thông ngay. Thiếu niên đó là cậu ta. Hứa Hồng Bá cười hỏi sang chuyện khác. Ông rất quen với cô Tương đây. Tương Vi trước kia công tác ở chính phủ khu, giờ là đồng nghiệp của Hứa Tư. Ồ, Hứa Hồng Bá mắt sắc lẻm liếc qua Tương Vi, giải thích điểm mấu chốt cho Tống Bội Minh. Trương Chi Hành có khả năng chỉ là đột nhiên tạo được mối quan hệ với Bí Thư Từ, cha được phú quý nhờ con. Có điều lời này chỉ là suy đoán bừa bãi thế thôi, không nắm chắc được. Tống Bội Minh nghe ông ta nói thế, chỗ mù mờ trong lòng trở nên sáng tỏ, cơ hội giúp mình thoát khỏi cảnh khốn cùng, nói không chừng ở trên người thiếu niên này rồi. Chương 69, bao thầu. Trương Khác đi vào sân, thấy Hứa Tư và Trần Phi Dung đang ngồi nhặt rau, Trần Kỳ và Hứa Hải Sơn chuẩn bị trong bếp, Chu Phụ và lái xe Chu Văn Bân ra chờ mua thêm ít đồ ăn. Trương Khác ngồi xuống sát bên Hứa Tư, hít hương thơm mê đắm trên người cô tỏa ra. Trần Phi Dung đầu cứ cúi gằm không thèm nhìn y, Trương Khác quay sang nhìn cô bé, Trần Phi Dung mặc đồ thể dụng màu xanh nước biển, mái tóc dài buông sau lưng, một phần xõa xuống che đi khuôn mặt, chỉ nhìn được cánh môi hồng, trẻ trung khỏe khoắn, chẳng vì Hứa Tư ở bên mà sức hấp dẫn giảm sút. Này! Trương Khác đánh miệng. Còn một lúc nữa mới ăn cơm, có thể đánh ván cờ, lấy hộ mình bàn cờ. Trần Phi Dung ném mạnh rau trong tay xuống, đi thẳng vào phòng. Trương Khác nhe răng với Hứa Tư. Em không trêu chọc cô ấy đâu nhé. Còn không phải à. Hứa Tư thấy Trương Khác nhích người tới, huyết hy ra, lườm một cái. Cậu không biết lấy lòng con gái hay là cố ý. Có chị Hứa Tư rồi, em còn lấy lòng cô ấy làm gì. Trương Khác tham lam nghển cổ liếc qua cổ áo Hứa Tư, thấy Hứa Tư cầm rau định ném, vội xin tha, nói. Em muốn lừa Tương Vi qua để cô ấy chịu trách nhiệm bao thầu kinh doanh nhà máy giấy. Cái gì, cậu muốn bao thầu nhà máy giấy? Hứa Tư kinh ngạc thốt lên. Đương nhiên, em tốn bao nhiêu tế bào não làm chuyện vòng vo, chẳng phải vì vẹn cả đôi đường sao? Chuyện cụ thể em tính rồi, đứng nhìn em như quái vật thế. Thấy Trần Phu Dung cầm hộp cờ tới, Trương Khác nhận lấy quay về quán rượu phía trước. Chu Phục mua thức ăn về, thấy Trương Khác và Hứa Hồng Bá đang đánh cờ, Tống Bội Minh kể chuyện bao thầu cho ông ta. Chu Phục không phải chưa nghĩ tới chuyện này. Hiện nhà máy tồn tại hai mâu thuẫn khá lớn. Sau khi nhà máy mới xây xong, nợ ngân hàng rất nhiều, còn nợ lương công nhân nửa năm, tiền vận hành cũng thiếu, chính phủ khu ra mặt điều hòa với ngân hàng mấy lần, chẳng biết có phải ai đó cố ý cản trở không mà ngân hàng nhất quyết không chịu cho vay, còn tới nhà máy vài lần yêu cầu trả tiền. Thêm vào công nhân chống đối việc đóng cửa nhà máy cũ, gió nhà máy mới cách thành phố quá xe, đi lại làm việc không tiện. Cùng một số gánh nặng khác nên không có xí nghiệp nào muốn nhận bao thầu. Chu Phục hy vọng nhà máy mau chóng đi vào sản xuất, song ông ta không rõ quan hệ giữa Tống Bội Minh với Trương Khác Tương Vi, nhìn họ mấy lượt, hỏi. Nhà máy mới muốn khôi phục sản xuất ít nhất cần hơn ngàn vạn, quý công ty làm sao giải quyết vấn đề này? Tương Vi đột nhiên nghe Trương Khác nói tới chuyện này, hiện giờ chưa biết gì về việc kinh doanh bao thầu, làm động tác đẩy sang phía Trương Khác. Vấn đề này ông nên hỏi giám đốc Tiểu Trương. Trương Khác tay kẹp cờ đen dừng lại giữa bàn cờ, thong thả nói. Giám đốc Chu sao gấp gáp hệt chú Tống thế, chưa thảo luận gì cả đã nói chuyện xa xôi thế làm gì. Tôi chỉ là đứa bé, biết trả lời sao đây. Chu Phục không biết trước đó xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói thiếu niên này là bạn học của con gái Lưu Phân, hình như cũng là con cán bộ, không nghĩ y lại trả lời. Mâu thuẫn lớn nhất của nhà máy mới là thiếu tài chính. Nếu nói tới chuyện bao thầu kinh doanh, sao không nghĩ tới giải quyết vấn đề tài chính cho được? Vậy tôi cho giám đốc Chu biết, công ty sẽ nghĩ mọi cách huy động tài chính sản xuất. Trả lời thế này khác gì chưa trả lời. Chu Phục lòng không vui, thằng nhóc này giỏi lấy lời quan liêu ra đối phó với người ta, tí tuổi đâu đã học cái thứ không hay ho gì ấy. Trương Khác bỏ cờ lại hộp, quay đầu sang phía Chu Phục.
chuyện bao thầu chị Vãn Tình có nhắc qua với tôi, khi đó tôi không chú ý nghe, chỉ nhớ một chút. Trước tiên là phạm vi bao thầu tất cả tài sản của Tân Quang, kể cả nhà máy cũ lẫn mới, phụ trách đóng cửa nhà máy cũ, ngăn gây ô nhiễm sông Sơ Cảng. Trong thời gian ngắn nhất khởi động sản xuất nhà máy mới. Tiếp đó, phân chia lợi nhuận 4:6 với chính phủ khu phải miễn giảm thuế cho nhà máy trong 5 năm, còn nữa chúng tôi sẽ bảo lưu quyền lợi mua một phần hoặc toàn bộ tài sản nhà máy. Nhìn Tống Bồi Minh, Tương Vi, Chu Phục mắt tròn mắt dẹp, biết đầu kiện đưa ra dọa bọn họ chết khiếp, thong thả nói. Cụ thể hơi tôi không nhớ, khu có ý hướng thì chị Vãn Tình sẽ chính nhờ người tiếp xúc. Chu Phục nhếch môi cười nhạt không nói nữa, điều kiện Trương Khác đưa ra, chính phủ khu căn bản không chấp nhận được. Không nói tới đầu tư tài chính, chẳng nói đảm bảo lợi nhuận cố định, cái gọi là phân chia lợi nhuận, chỉ là để phía bao thầu không cần gánh vác quá nhiều nguy hiểm. Miễn giảm thuế, chẳng phải khu bị khoét thêm một miếng thịt, sao có thể chấp nhận? Còn muốn bảo lưu quyền lợi mua nhà máy, chắc là đợi sau khi nhà máy thu lợi ổn định thì nuốt gọn. Chu Phục không biết công ty này rốt có bối cảnh ra sao mà dám đưa ra điều kiện hà khắc như thế, thấy Tống Bồi Minh hạ mí mắt xuống, tựa như đang nghiêm túc suy tính, nghĩ bụng, dù ông có đồng ý thì đám Vương Kỳ Giang, Chu Ứng Long và những người khác trong khu cũng không để cho ông dễ dàng vứt bỏ cái gánh nặng này đi đâu. Quán tuy thô sơ, nhưng tài nghệ của Trần Kỳ đúng là không tệ, huống hồ tâm tư mọi người cũng chẳng đặt lên chuyện ăn uống, Tống Bồi Minh nhất định muốn trả tiền, Trần Kỳ sao dám nhận. Đưa đẩy mãi, Trương Khác cầm lấy tiền nhét vào tay Trần Phi Dung, nói. Chú Tống muốn mời mọi người ăn cơm, chú không thu tiền, làm chú Tống thành không có thành ý. Cứ nắm chặt lấy bàn tay mềm của Trần Phi Dung, cứ như sợ cô cũng từ chối vậy, Trần Phi Dung mặt đỏ dừ, rút tay lại không được, không rút cũng không được. Tống Bồi Minh chỉ Trương Khác lắc đầu cười rồi lên xe, Tương Vi cũng lên theo, nói là thuận đường nhờ Tống Bồi Minh đưa về nhà, Hứa Hồng Bá uống say mềm, Chu Phục đi xe khách, đưa cả ông ta đi. Đủ chưa hả? Nhìn hai chiếc xe qua chỗ rẽ, Trần Phi Dung vùng khỏi tay Trương Khác, mặt giận dữ, không may cha cô đi theo tiễn chân, không nhìn thấy Trương Khác tụt lại đằng sau sàm sỡ con gái. Trương Khác cười tâu toét, cảm giác da thịt mềm mại của thiếu nữ còn vương vấn trên tay, muốn quay lại trêu ghẹo vài câu. Nhưng dưới ánh đèn mờ tối dưới mái nhô ra của quán, thấy hàng nước mắt trong suốt chảy ra từ khuôn mặt tuyệt mỹ mà lạnh như băng, lời trêu ghẹo ra tới lưỡi liền nuốt vào. Mặc dù là người khác, nhưng ánh mắt lạnh giá tuyệt tình đó sao mà giống nhau đến thế, làm trái tim Trương Khác nhói đau từng cơn, khẽ thở dài, đi vào quán rượu. Sao thế? Hứa Tư ở lại quán rượu giúp Hứa Hải Sơn dọn dẹp bàn, thấy vẻ bi thương cô đơn đeo trên mặt Trương Khác, lo lắng hỏi. Đón nhận ánh mắt quan tâm dịu dàng của Hứa Tư, Trương Khắc cười, gạt bỏ thương cảm đột nhiên trào dâng trong lòng. Không có gì, hôm nay định về nhà ngủ, nhưng miệng đầy mùi rượu, không dám về nghe chửi. Vậy ngủ nhà chúng tôi đi. Hứa Hải Sơn nhiệt tình mời. Dù sao là cuối tuần, mau nói với trong nhà một tiếng. Trương Khắc mắt sáng lên nhìn Hứa Tư, thấy má cô đỏ hồng, kiều diễm vô song, còn nhớ phòng Hứa Tư chỉ có chiếc giường trống của Hứa Duy. Lòng không khỏi chao đảo. Nhưng lại nghĩ Hứa Hải Sơn sẽ không cho con gái ở cùng phòng với mình, dù sao 16 tuổi chẳng còn nhỏ nhít gì nữa, thất vọng lắc đầu. Cháu có phòng trọ cạnh trường học. Không sao, tiểu thư sang ngủ với Phi Dung, cậu cứ ngủ phòng tiểu thư, đỡ phải chạy đi chạy lại. Ai, biết ngay là thế mà, chẳng có chút hấp dẫn nào. Hứa Hải Sơn chỉ nghĩ Trương Khác ngại không muốn làm phiền nhà mình, nháy mắt với con gái, Hứa Tư vén tóc lên hỏi. Sao thế, trên nhà tôi nhỏ, ngủ không thoải mái à? Động tác vén tóc đánh mắt của Hứa Tư làm Trương Khác như bị hớp mất hồn, ngứa ngáy nhìn đôi môi hồng của cô, đợi Hứa Hải Sơn bê chậu ra sân, ghé vào tai Hứa Tư nói. Có phải là ngủ cùng phòng với chị đâu mà thoải mái với không thoải mái, hay là em ngủ giường chị Hứa Duy? Còn chị, mũi thiếu chút nữa chạm vào vành tai mềm của Hứa Tư. Đừng có mơ. Hứa Tư định đưa tay nhéo cho y một phát thì cha con Trần Phi Dung đi vào, hai người kế sát nhau, không khỏi có chút ám muội, mặt Hứa Tư đỏ lên. Chương 70, gian mưu. Trần Kỳ không suy nghĩ gì, Trần Phi Dung có chút hồ nghi nhìn Hứa Tư, tiếp đó ánh mắt chuyển sang Trương Khác lại thành lạnh lẽo. Hứa Tư nghiêng mình tách khỏi người Trương Khác một chút, nói. Dung Dung, tối chị với em chen chúc một chút, Trương Khác muốn ở lại. Vâng. Trần Phi Dung đáp một tiếng, trái tim mẫn cảm của thiếu nữ làm cô luôn cảm giác giữa Trương Khác và Hứa Tư có cái gì đó, vậy mà Trương Khác còn cứ nhả nhớt với mình.
Với một thiếu nữ coi tình cảm là thiêng liêng đó là điều không thể chấp nhận được, nhưng cô không nói thêm gì cả. Trương Khắc quay sang nói với Trần Kỳ. Chuyện gì phân có khu trưởng Tống giúp, hẳn là không có vấn đề gì, có điều lần này công nhân khác của nhà máy khả năng phải nghỉ việc hết rồi. Cái gì? Trần Kỳ sững sờ. Sao như thế được, lúc ăn cơm có thấy khu trưởng Tống nói gì đâu. Cháu đoán thôi, không phải là thật đâu. Trương Khắc bảo Hứa Tư. Chị Hứa Tư, em ra ngõ gọi điện thoại báo về nhà một tiếng. Trương Khắc vừa mới ra cửa, Hứa Tư liền từ phía sau đuổi theo. Không phải bảo muốn bao thầu nhà máy giấy sao? Cậu nói công nhân nghỉ việc là thế nào, cậu nói lung tung tôi chẳng hiểu gì cả. Trương Khắc cười hăng hắc, trời âm u, đường cứ 200 mét mới có một ngọn đèn yếu ớt, ánh mắt Hứa Tư trong bóng đêm càng say đắm lòng người, nắm tay cô cảm giác ấm mịn như ngọc. Hứa Tư không rút tay lại, chỉ coi Trương Khắc sợ không nhìn rõ đường, nhưng bị bàn tay to ấm nóng của y nắm lấy, cảm giác có chút gì đó tê tê người thiếu tự nhiên, hỏi tới. Vì sao lại nói thế, cứ thích nói bậy nói bạ. Công nhân nhà máy hung hãn, hơi chút là tụ tập gây chuyện, trước khi bao thầu, phải dập tắt khí thế của họ đã mới dễ làm việc. Hứa Tư nghiêng đầu nhìn Trương Khắc, mái tóc mềm đổ xõa xuống như thác nước, trong bóng đêm mênh mông, khiến sức hấp dẫn trên người Hứa Tư phát huy tới cực điểm làm người ta muốn làm cái gì đó. Cô nàng yêu tinh tâm tư đơn thuần này thật mê người. Trương Khắc nói với Trần Kỳ như thế là hy vọng sau khi công nhân nhà máy nghe được tin đồn tiếp tục gây chuyện, gây thêm áp lực với Tống Bồi Minh, một khi Tống Bồi Minh nhận định công ty Hải Thái là cây đại thụ có thể dựa dẫm, sẽ trừ đi băn khoăn lớn nhất trong lòng ông ta, thái độ với công nhân sẽ trở nên mạnh mẽ, công tác sau này sẽ dễ dàng hơn. Trương Khắc đem nguồn cơn nói với Hứa Tư một lượt, Hứa Tư kinh ngạc rụt tay lại che miệng. Cậu quá gian rồi, chuyện này mà cũng làm ra được. Nhớ lại vẻ mặt bi thương hồi sáng của y, cô im lặng, nghĩ y nhất định có suy tính của mình, nếu vấn đề của nhà máy cứ để kéo dài, nói không chừng tất cả công nhân sẽ mất việc thật. Trương Khắc cười khì, không dám nắm tay Hứa Tư nữa, tới cửa hàng tạp hóa đầu ngõ, gọi điện về ẹ, vừa bịa đặt vừa liếc mắt đưa tình với Hứa Tư, nhưng Hứa Tư quay mặt đi, không thèm để ý. Tiếp đó lại gọi điện cho Tạ Vãn Tình. Chị Vãn Tình, chị Đồng đã ngủ chưa? Vừa mới dỗ ngủ. Ngày mai tới lượt em kể chuyện cho chị Đồng đấy. Giọng Tạ Vãn Tình có vẻ hơi mệt mỏi. Không thành vấn đề, chị Vãn Tình, chị Đồng như thế không đến nhà trẻ được, hay là tìm chuyên gia về phương diện dạy trẻ em chăm lo cho cuộc sống của chị Đồng. Chị cũng nghĩ thế, có điều chị Đồng từ chối người lạ, cả giúp việc trong nhà cũng không đến gần được, nói sau đi, muộn như thế em còn gọi điện thoại, có phải là muốn nói chuyện công ty mới không? Vâng, em vừa cùng Hứa Tư nghĩ xong tên công ty. Gọi là Cẩm Hồ. Cẩm Hồ. Phía bên kia giọng Tạ Vãn Tình ngắt quãng một chút. Chẳng phải em nói với chị 10 năm sau muốn phát triển thành tập đoàn sao, cái tên này nghe không được oai phong lắm. Trong điện thoại truyền ra tiếng cười, Trương Khắc nhìn Hứa Tư, cô bày ra vẻ mặt, biết ngay là như thế. Em thấy cũng được, chị thấy không hợp ý thì chúng ta lại nghĩ tiếp. Em thấy hợp là được rồi, văn phòng đã chọn xong chưa? Cũng ở tòa nhà Tân Hải Thông ạ. Tầng 18, em muốn kéo Tương Vi qua công ty, mong chị làm công tác với Chu Du. Em nhất định muốn cô ấy tới à? Trương Khắc có chút bất an, điều Tương Vi làm trợ thủ cho Chu Du chưa được một tháng, dù sao là một mỹ nhân, tuần trăng mật chưa qua đã điều đi, hẳn Chu Du rất không hài lòng. Vâng, làm việc với Hứa Tư ở cùng một văn phòng, chị nói xem nam nhân nào yên tâm được. Nhìn Hứa Tư trừng mắt nhìn qua, Trương Khắc cười phá lên. Hứa Tư ở bên cạnh đấy à? Vâng, đang trợn mắt với em đây này. Trương Khắc cười khì khì. Tạ Vãn Tình cũng cười, trong mắt cô, chắc do tuổi tác, sự thân mật giữa Hứa Tư và Trương Khắc mơ hồ ở giới hạn tình nam nữ, làm người ta có chút hâm mộ. Em chỉ giỏi bắt nạt người ta. Đâu có à? À, em còn có chuyện muốn nói với chị. Chuyện gì? Chuyện ba chỉ đồng. Trương Khắc nhẹ giọng nói, từ điện thoại khó phán đoán được phản ứng của Tạ Vãn Tình. Chuyện này sẽ làm mọi người đau lòng rất lâu, chị, cả bác Từ, thím, cả chị Đồng đều chôn sâu bi thương trong lòng, nhưng ở Hải Châu xuất hiện xu thế không hay, có kẻ lấy tai nạn này ra giở trò. Nghe bên kia Tạ Vãn Tình khẽ ừm một tiếng, Trương Khắc nói tiếp. Trước kia em đã nói với chị chuyện nhà máy giấy Tân Quang. Ừ, về sau chị nghe nói vài việc, trách nhiệm không phải của họ, một số chuyện không thể tránh được. Giọng của Tạ Vãn Tình đượm buồn.
sao đột nhiên lại nhắc tới nó? Trong thành phố có kẻ lấy chuyện cha chỉ Đồng ra gây khó dễ, làm vấn đề nhà máy không giải quyết được, em nghĩ nếu có thể, do công ty mới ra mặt bao thầu nhà máy, để chuyện đã qua cho nó qua đi. Chuyện của ba chỉ Đồng đã qua rồi. Giọng Tạ Vãn Tình cao lên một chút, đại khái không muốn tâm tình của mình ảnh hưởng tới Trương Khác. Nhưng kinh doanh nhà máy lớn như thế phức tạp lắm. Vì phức tạp, nên City Hải Dụ có thể gánh vác thêm chút trách nhiệm không? Chị Vãn Tình sẽ không khoanh tay ngồi nhìn đâu, em biết mà. Chị chẳng hơn được em, đống hỗn độn của Hải Dụ làm chị đau đầu chết đi được đây. May mà có Hải Thái san sẻ một phần áp lực, nếu không chị chẳng có lòng tin cầm cự được. Tạ Vãn Tình than. Tới năm sau, có thể đem nghiệp vụ, tài sản của Hải Dụ chuyển vào Hải Thái, chị sẽ không còn đau đầu nữa. Phía bên công ty mới, em thấy Hải Dụ chiếm 30% là thích hợp. Em đã bảo Hứa Tư điều chỉnh chút tỷ lệ, mai em kéo Tương Vi sang làm việc, chuyện nói với Chu Du, chị làm giúp em. Sao em bá đạo thế? Phía bên kia Tạ Vãn Tình trách. Chị còn chưa đồng ý, và lại sắp thi giữa kỳ rồi, em không chuẩn bị đi à? Không ngờ Tạ Vãn Tình lại nghĩ tới chuyện học tập, Trương Khác chán nản nói. Hứa Tư bảo ngày mai sẽ giúp em ôn bài, vậy em không nói chuyện nữa. Đặt điện thoại xuống, lại cùng Hứa Tư mò mẫm con đường tối mò về nhà Trần Phi Dung, vào phòng thăm Lưu Phân xong, liền chuẩn bị tới nhà Hứa Tư ngủ. Chắc bọn họ coi lời Trương Khác là thực, Lưu Phân hỏi. Công nhân nhà máy giấy có phải sẽ bị nghỉ việc hết không? Cháu đoán bừa thôi. Trương Khắc mặt tình queo. Dù có nghỉ việc, dì Phân cũng đừng lo, đợi phẫu thuật xong, dì tới công ty chị Hứa Tư làm việc là được. Chị Hứa Tư làm trợ lý cho chị Vãn Tình, rất có tiếng nói ở công ty. Hứa Tư thấy y bắn đầu nói bậy nói bạ, cứ như sợ nhà máy giấy chưa đủ loạn, an ủi Lưu Phân. Trương Khắc nói lung tung đấy, dì đừng coi là thật. Lần trước nói chuyện giải tỏa còn nửa tin nửa ngờ, song thấy Trương Khác có thể khiến Tống Bồi Minh ra mặt giải quyết vấn đề của Lưu Phân, hai vợ chồng họ sao có thể không coi là thật. Có điều nghe những lời sau của Trương Khác, Lưu Phân chẳng lo nữa, ngẩng đầu lên không thấy con gái trong phòng, hỏi chồng. Dung Dung đâu, cái con bé này, bạn học mấy khi tới chơi, nó trốn cái gì? Nhớ lại đối mặt lạnh băng của Trần Phi Dung, Trương Khác có chút áy náy, biết cô trông có vẻ yếu đuối nhu nhược. Nhưng tính cách mạnh mẽ, lại xuất thân từ gia đình nghèo khó, nói không chừng có kiêu ngạo lẫn tự ti mẫn cảm đặc biệt, không dám ở lại, để Hứa Tư đưa mình về nhà ngủ. Chương 71, khí phách của công ty mới. Từ nhà Trần Phi Dung tới nhà Hứa Tư chừng 5-6 phút, ngõ hẹp, rất nhiều nhà lại nuôi chó, nghe thấy tiếng chân người lũ chó sủa váng lên. Trương Khắc nghe tiếng cho, sởn gai ốc, nhìn móng vuốt thò ra ngoài những khe cửa, lo thứ đáng sợ đó thoát được xông ra cắn mình một cái. Quay lại sau ngó chừng không dám nhìn con đường phía trước. Sao cậu lại kém cỏi thế nhỉ? Hứa Tư gõ đầu y. Kiếp trước bị chó cắn à? Nhà chị ở đây, bọn chó đều quen chị, đương nhiên chị không sợ, em bị cắn hai lần rồi, đều vào mông, về phòng cởi quần cho chị xem. Ai thèm xem? Hứa Tư phì một tiếng, sợ Trương Khắc cứ quay đầu lại nhìn chó lại va đầu vào tường, liền nắm lấy tay y. Con mẹ nó, bọn chó này đáng sợ quá. Chúng mày đợi đấy có ngày tao cho vào nồi hết. Tuy cánh tay được Hứa Tư kẹp vào cơ thể mềm mại, nhưng Trương Khác chẳng còn tâm tư cảm thụ, tới cửa nhà Hứa Tư mới đỡ sợ một chút, nhưng Hứa Tư lại buông tay ra, Trương Khác hậm hực chửi mắng. Ngày mai tao gọi hàng thịt chó xử lý hết lũ chúng mày. Cậu dám à? Hi hi, đùa ấy mà, nếu không có lũ cho này, em chẳng yên tâm để chị đi đường buổi tối. Ai cần cậu lo? Hứa Tư nghiêm mặt nói. Nhưng không giấu được niềm vui trong ánh mắt, tiếng đẩy cửa làm mẹ cô trong sân chú ý. Mẹ ơi, Trương Khác buổi tối ngủ ở nhà mình, ba còn nói chuyện với chú Trần một lúc nữa mới về. Mẹ Hứa Tư ừ một tiếng, nói. Chăn trên giường Tiểu Duy chưa phơi, để Trương Khác ngủ giường con ngủ giường Tiểu Duy. Trương Khác thực muốn ôm mẹ Hứa Tư thơm một cái, thật quá hiểu lòng người. Hứa Tư thấy dáng vẻ khao khát của Trương Khác, mặt nóng như phát sốt. Nhân lúc mẹ không để ý, nhéo cho y một cái. Nghĩ bậy gì đấy? Không đợi Trương Khác phản kháng đã nói. Để Trương Khác ngủ giường con qua nhà chủ Trần ngủ với Phi Dung. Ừ thế cũng được, không còn sớm nữa, con giúp Trương Khác chuẩn bị một chút, để cậu ấy ngủ cho sớm. Hứa Tư bảo Trương Khác vào phòng trước. Trương Khác áp mình lên bàn trang điểm, nhìn tấm ảnh chị em Hứa Tư. Hứa Tư bên một chậu nước nóng vào, bảo y ngồi lên giường. Đặt chậu nước xuống,
cho tay vào nước thử nhiệt độ, lấy từ sau cửa ra một cái khăn mặt in hình hải quỳ đưa cho Trương Khác. Trương Khác đang khom người cởi tất, tim thắt lại, chỗ mềm nhất sâu trong trái tim bị hành động đó chạm vào. Sao thế? Hứa Tư hỏi. Đang nghĩ liệu chị Hứa Tư có rửa chân giúp không? Nằm mơ đi. Hứa Tư ném khăn mặt vào trong chậu, nhét tất Trương Khác vào giày, kêu lên. Thối kinh. Đem giày ra ngoài mái hiên, lấy một đôi dép hồng ném xuống chân Trương Khác. Trương Khác ra sân rửa chân xong, vào phòng đắp chăn lên, nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm trần nhà có dấu vế thấm nước. Trên chăn thoang thoảng mùi thơm như trên người Hứa Tư, ở lại ngủ đúng là lựa chọn không tệ. Còn chưa nhắm mắt vào ngủ đi. Chưa tới 10 giờ, làm sao ngủ được. Trương Khác dựa vào thành giường, nhìn Hứa Tư đặt chậu nước lên giá góc phòng, bắt đầu rửa mặt, thấy cô rửa mặt xong, đi sang phòng bên cạnh lau mình, tiếng nước róc rách một hồi, nghe thấy đổ nước ra ngoài sân. Hứa Tư rửa giấy xong, đi vào lật tìm vài quyển sách cao trung ném cho Trương Khác. Trương Khác lật xem, trang đầu viết tên Hứa Duy, chữ rất nắn nót. Không phải chứ, bắt em xem cái này à? Nhà tôi không có TV, máy radio thì tối cha tôi còn nghe tin tức, chị Vãn Tình dặn tôi, không để cậu học hành sa sút, sắp thi rồi, cậu phải chăm học vào. Có cần không? Trương Khác mặt mày nhăn nhó, nhìn cuốn sách từng quen thuộc, chữ nghĩa chẳng lọt lại vào trong đầu được, sách giáo khoa đúng là thứ thôi miên, thêm vào mấy ngày qua buổi tối Trương Khác không ngủ tốt, chẳng biết mình thiếp đi lúc nào. Trong mơ bị Hứa Tư và Đường Thanh cùng quấn lấy, mỗi người kéo một bên tay. Y chẳng biết nên hạnh phúc hay đau khổ, tỉnh lại thấy tai ngơ ngứa, quay đầu sang thấy Hứa Tư đang cầm sợi tóc ngoáy tai mình, cười rất nghịch ngợm, ánh sáng luồn qua khe cửa chiếu sáng cả phòng. Quay về năm 94 không phải là tệ. Đã sắp 8 giờ, cha mẹ Hứa Tư đều đã đi làm cả, cha Hứa Tư làm sở xưởng cơ khí, mẹ cô làm ở xưởng nhỏ trên phố, tiền lương rất thấp, nhưng hay giờ gì cũng có việc mà làm, lại tiện chiếu cố trong nhà. Trương Khác và Hứa Tư ăn sáng xong liền tới Tân Hải Thông. Tuy là thứ bảy, nhưng các công ty cơ bản làm việc như thường, hôm nay chủ yếu xác định phương án phân cách văn phòng. Trương Khác không biết Tạ Vãn Tình đã trao đổi với Chu Thông chưa, không tiện kéo Tương Vi tới làm việc, tốn nửa ngày trời ở trong văn phòng trống không. Tầng 20 tòa nhà có nhà ăn phục vụ cho nhân viên các công ty, làm ăn tốt hơn nhà ăn ở trường học nhiều, còn cung cấp cả món ăn Nhật, Hàn. Trương Khác và Hứa Tư đang ngồi thảo luận xem nên ăn gì thì Thái Phi Quyên và Tương Vi mỗi người bê một khay thức ăn tới. Chưa quyết định ăn gì à? Thái Phi Quyên hỏi. Đời chỉ còn lại chút lạc thú ăn uống, đương nhiên phải lựa chọn cho cẩn thận, đâu tùy tiện như các chị được. Trương Khác thuận miệng nói bừa, chỉ vài món ăn hỏi ý Hứa Tư. Nghe nói cậu muốn điều Tương Vi tới công ty mới hả? Thái Phi Quyên hỏi. Chị Vãn Tình nói với chị rồi à? Nói với tôi thì ích gì, cần Chu Du thả người mới được, quan trọng cần Tương Vi đồng ý đã, đúng không? Trương Khác liếc Tương Vi một cái, nói. Để chị Tương chọn không tin được, chị Tương thích nam nhân thành thục chững chạc cơ, điểm này em không có ưu thế bằng Chu Du. Á! Chân bị Hứa Tư giẫm một cái, Trương Khác đau đớn hét toáng lên. Hứa Tư vén tóc trên trán, nói hết sức vô tội. Tôi giẫm phải chân cậu à? Thái Phi Quyên phì cười. Cùng Tương Vi ngồi xuống, Trương Khác và Hứa Tư chọn mấy món ăn xong, nói với Tương Vi. Công ty mới ở tầng 18, văn phòng chưa phân cách, chiều chị lên xem có yêu cầu gì đặc biệt không. Tương Vi tới sẽ có phòng làm việc riêng à? Thái Phi Quyên hâm mộ hỏi. Hứa Tư oán trách. Em còn chưa biết công ty có nổi mấy người, Trương Khác cứ muốn thuê văn phòng lớn nhất, tới hơn 200 mét vuông, trừ văn phòng chung, có thể ngăn cách ra 6 phòng làm việc độc lập. Cậu ấy còn muốn ở phía cửa sổ ngăn ra một phòng cà phê, nói ngồi đó ngắm thịt dương nhìn rừng trúc, ngửi mùi thơm cà phê, mệt mỏi cả ngày sẽ tan biến hết. Đừng nói nữa. Thái Phi Quyên làm bộ mặt đau khổ. Em mà nói tiếp, chị cũng muốn tới công ty mới làm việc. Hứa Tư cười bất lực, nói. Diện tích ban công cũng rất lớn, nhô lên chừng hơn 5 mét vuông, Trương Khác nói ở đó thể làm vườn hoa trên không, cả buổi sáng vẽ mấy tấm bản thảo. Việc nghiêm túc thì chẳng làm được gì, các chị xem hộ loại nào thích hợp. Hứa Tư miệng thì oán tránh nhưng mặt rất hớn hở, sốt sắng mang mấy bản vẽ phác thảo trong cặp tài liệu ra. Hứa Tư thời trung học có học vẽ, dựa theo yêu cầu của Trương Khác, vẽ không gian văn phòng tương lai. Qua bàn tiếp tân phía trước, văn phòng dùng từng tấm pha lê lớn kết hợp với bộ khung kim loại màu xám ngăn cách ra, làm cả văn phòng hơn 200 mét vuông mang tới cảm giác bao la như hòa vào làm một thể. Lại thêm trời xanh mây trắng bên ngoài làm lòng người thư thái.
Các phòng làm việc sẽ đặt hai bên, chừa không gian nhìn thẳng ra gian cà phê với kính trong suốt, để rừng trúc xanh mướt phía dưới chiếu vào tầm mắt, đợi buổi chiều ánh tịch dương chiếu sắc thái long lanh rực rỡ tràn ngập văn phòng. Thái Phi Quyên tức tối nhìn Hứa Tư. Hai đứa bố trí văn phòng hay là phòng tân hôn mà cần tốn công như thế? Trương Khắc nhe răng cười. Đâu phải như công ty Hải Thái, hiện giờ chẳng có việc gì làm, em còn mang theo sách giáo khoa để ôn tập. Hơn nữa trừ lúc ngủ, văn phòng là chỗ tiêu tốn cuộc đời người ta nhiều nhất, sao có thể qua loa được? Rồi nhìn Tương Vi. Về nguyên tắc văn phòng của ai người đó bố trí, chiều chỉ có qua không? Tương Vi gật đầu lia lịa. Quên luôn lúc nãy nói chuyện với Thái Phi Quyên còn do dự, nếu được làm việc trong văn phòng như thế, dù không có lương cũng vui rồi. Chương 72, tôi là học sinh cao trung. Tương Vi lấy chuyện thiết kế văn phòng làm việc của công ty mới tới tầng 12 khoe, đám Chu Nhất Bình, Lưu Minh Huy tỏ ra đầy hâm mộ, bọn họ phụ trách thị trường, không cần tới công ty báo danh hàng ngày, hỏi Trương Khác có thể để lại cho bọn họ hai vị trí ở công ty mới không. Tương Vi điều đi, Chu Du rất miễn cưỡng. Làm ra vẻ đau đớn. Giữ được thân của Tương Vi, không giữ được tim của cô ấy, đành để cô ấy đi thôi. Người theo chủ nghĩa hưởng thụ sao kháng cự được sự dụ hoặc này. Đến cả tôi cũng muốn tới công ty mới rồi. Với yêu cầu của Trương Khác thì công ty mới không tốn 1-2 tháng sẽ không bố trí xong, Trương Khác thì lượn lờ khắp nơi, một tuần chỉ xuất hiện 2-3 ngày, Hứa Tư và Tương Vi tạm thời mượn văn phòng công ty Hải Thái làm việc. Hải Thái đã dần thuê hết văn phòng phía đông ở tầng 12, nhân viên đã mở rộng lên tới hơn 40 người, trừ 8 nhân viên quản lý từ trung tầng trở lên được điều từ Hải Dụ và chính Thái tới ra, những nhân viên khác đều tuyển ở Hải Châu. Học theo mô hình của Hải Châu, lượng tiêu thụ hàng hóa trong thị trường 6 khu khác mau chóng vượt qua 1.000 vạn, đó là thành tích không hề tệ nếu đem so với việc khai thác thị trường ở nơi khác của Ericsson, Hải Thái từ trên xuống dưới được cổ vũ lớn. Trương Khác còn rất nhiều chỗ chưa vừa ý, quan trọng nhất là nhân viên phình to, tổng bộ cùng 6 văn phòng cộng lại có gần 100 nhân viên, Trương Khác cho rằng chỉ cần 1/3 số nhân viên là đủ phụ trách số thị trường này. Đương nhiên so với nhân sự cồng kềnh trước kia của Hải Dụ, tình hình này đã là nỗ lực lắm rồi, huống chi Hải Thái không phải do y chịu trách nhiệm nữa, chỉ cần lo bố trí công ty mới là được.